chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. 37. Lời này thật là chọc trúng hứa tuệ anh tử huyệt từ trước khuê nữ cùng khúc miêu miêu chơi đến hảo khi nàng không thế nào cùng cảnh hữu cầm giao tiếp bởi vì cảnh hữu cầm người này nói như thế nào đâu đại khái là chỉ thượng quá xóa nạn mù chữ bang cũng không có cố định công tác ở giáo công nhân viên chức người nhà trong viện thuộc về số ít người cho nên nội tâm thực tự ti đặc biệt để ý người khác nói như thế nào nàng thói quen mang ôn ôn nhu nhu mặt nạ nhìn rất có tố chất bộ dáng mười mấy niên hạ tới đích xác cho người ta rất có hàm dưỡng ấn tượng nhưng hứa tuệ anh nghe được quá rất nhiều lần nàng giống như vô tình cười cười nói còn hảo tùng kỳ mang theo miêu miêu chơi mỗi lần đều chủ động lên lầu kêu miêu miêu ra cửa giống như ở khen tùng kỳ đem nàng nữ nhi mang đến hoạt bát rộng rãi một ít nhưng nghe chính là không hợp khẩu vị ngươi cũng nói không nên lời chỗ nào liền không đối vị cho nên hứa tuệ anh không yêu cùng nàng giao tiếp đã lo lắng cho mình mẫn cảm hiểu sai ý sau đó oan uổng nhân gia lại trong lòng luôn là Tùng hoài nghi ngực đáp thẳng đến khúc miêu miêu yêu đương sau lão hoàng hỏi nàng có phải hay không tùng kỳ mang theo khúc miêu miêu nhận thức những cái đó nam hài tử hứa tuệ anh dần dần liền hồi quá vị hảo sao nàng khuê nữ làm cái gì đều là tùng kỳ mang gặp người không tốt luyến ái não phía trên cũng là tùng kỳ làm hại biết rõ ràng nàng tâm thái sau hứa tuệ anh cùng ngày liền cùng nàng cãi nhau một trận cuối cùng là lão khúc can ngăn kéo đến mau cũng xin lỗi việc này mới tính xong từ mặt ngoài xem hai nhà chỉ là không thế nào lui tới chưa nói tới kết thù nhưng ở hứa tuệ anh trong lòng không thể nghi ngờ là cùng cảnh hữu cầm kết thù đặc biệt là lần trước cảnh hữu cầm cái đuôi kiều bầu trời không thiếu dẫm lên tùng kỳ ký hòa bắt cho nàng khuê nữ con rể trên mặt thiếp vàng hứa tuệ anh chính là ghi hận đâu này không tùng kỳ vừa nói nàng sắc mặt lập tức thay đổi quyết đoán chụp bàn hành vậy không làm đính hôn rượu đến đổi đuổi ở khúc miêu miêu đính hôn rượu phía trước làm đó là không có khả năng khúc miêu miêu quá mấy tháng bụng liền lớn khúc gia tính toán trước đính hôn lại chính rượu ấn tập tục trung gian ít nhất cách thượng ba tháng nhà mình chính là không tính toán làm đính hôn rượu đã không thể làm được quá tùy ý thời gian cũng không thể quá đuổi này trong viện lại không đều là ngốc tử đại gia mắt minh tâm sáng lên đâu thật quá đuổi chỉ định đoán ra đây là cùng cảnh hữu cầm cạnh tranh còn có vẻ nhà mình rất kia gì nàng cùng lão tùng liền một cái khuê nữ lần đầu tiên kết hôn, sao mà cũng muốn làm được long trọng vui mừng, không thể trở thành cùng người trí khí công cụ không phải. Hứa tuệ anh trong lòng tính toán một lần. Đột nhiên sửng sốt. Ảo não thở dài. Nhìn một cái, chính mình bị nha đầu thúi cấp mang oai. Cái gì lần đầu tiên không lần đầu tiên, chẳng lẽ còn nghĩ kết lần thứ hai, lần thứ ba a à? Tùng kỳ chính vui vui vẻ vẻ cùng ký hòa bắt kề tai nói nhỏ đâu, đột nhiên bị trừng liếc mắt một cái. Tức khắc khuôn mặt nhỏ mờ mịt, hàng mi dài phát rào phát rào. Lại làm sao vậy? Chính mình ngoan ngoãn không nói chuyện a, à, như thế nào lại chọc tới thân ái mụ mụ. Mẹ. Hứa Tuệ anh. Tính. Tiểu ký, các ngươi muốn kết hôn ta và ngươi Tùng Thúc là không ý kiến. Hôn lễ phải làm sao bây giờ, các ngươi có ý tưởng sao? Tùng Kỳ cùng ký hòa bắt liếc nhau. Hai người chỉ nói tốt kết hôn, liền kích động đến chỉ lo vui vẻ, cụ thể phải làm sao bây giờ thật liền không thảo luận quá. Tùng Kỳ còn ở chờ mong lần thứ hai cầu hôn là cái dạng gì đâu. Ách, chúng ta còn không có tưởng hảo. Ký hòa bắt khó được lộ ra quẩn nhiên một mặt. Hứa tuệ anh thấy thế, không sinh khí, ngược lại cười. Ngày thường rất ổn trọng rất có chủ ý người đột nhiên lộ ra này một mặt còn quái có ý tứ, khả năng không như vậy mọi mặt chu đáo, nhưng càng phù hợp hắn tuổi tác. Kỳ thật nói đến đối phương liền so nhà mình kỳ kỳ hơn mấy tuổi. Nếu gia gia nãi nãy không như vậy sớm mất, hoặc là cha mẹ hơi chút phụ trách nhiệm một chút, không chuẩn so khuê nữ thành thục không đến chỗ nào đi. Tự như cách vách võ dương. 24 tuổi người, bởi vì theo đuổi thất bại lại bị thân mụ ồn ào đến mảng tiểu khu đều biết, liền cảm thấy không mặt mũi gặp người. Mấy ngày nay chính nháo muốn xuất ngoại du học đâu. Hắn một cái học tập so tùng kỳ còn lạ người, ngày thường có không đàng hoàng, tiêu tiền xuất ngoại chẳng lẽ là có thể thành tinh anh A. À. Khi nước ngoài không chỉ có ánh trăng sau so quốc nội viên, không khí trong nước trong đất khẳng định đều ẩn chứa phong phú trí lực cất cao tề bằng không giải thích không được xuất ngoại liền thành nhân mới cái này hiện tượng võ dương không thể so tùng kỳ còn ấu trĩ lão tan hai vợ chồng sầu đến không được tóc bạc đều nhiều mấy cây so sánh với dưới tiểu ký thật sự khá tốt có đảng đương lại thực săn sóc người cũng không khác thân nhân về sau cùng tùng kỳ kết hôn sau chính mình cùng lão tùng đối nhân gia hảo điểm nhật tử chỗ lâu rồi con rể không chuẩn thật thành con rể không nóng nảy, ngày mai ta và ngươi thúc ra hạ hoàng lịch, nhìn xem ngày nào đó nhất các lợi. Tùng gia ăn cơm khi, lầu ba khúc gia cũng là cơm trưa thời gian. Khúc diệp diệp cùng khúc tư nguyên giữa trưa ăn trường học thực đường, không về nhà. Chỉ có cảnh hữu cầm hai vợ chồng, khúc miêu miêu cùng lục thành. Bốn người cũng đang ở liêu kết hôn sự, khúc miêu miêu cũng tưởng bỏ bớt đính hôn cái này lưu trình, nhưng nhẫm nàng như thế nào giảng, cảnh hữu cầm sụ mặt đều không đồng ý. Sốt ruột cái gì? ta đều xem trọng nhật tử, tháng chạp 26 đại cát. Hôm nay đến hôn, chuyển qua năm ngày quốc tế lao động làm chính rượu. Người mới vừa ra ra mang thai, ngày quốc tế lao động lúc ấy bụng cũng liền không đến 5 tháng, chọn kiện thích hợp xỏa tung váy cưới che một chút, không ai sẽ chú ý tới. Lúc này người trẻ tuổi kết hôn, váy cưới vẫn là thực lưu hành. Đại khái hết thảy ngoại quốc truyền đến đều rất lưu hành. Mà truyền thống tập tục nhất thời lại vứt không xong, cho nên liền xuất hiện hai người cùng tồn tại khâu lại, cuối cùng tứ bất tượng hiện tượng. Khúc miêu miêu thần sắc bất mãn, quán giận nói, năm sau tốt nghiệp quý ta cùng lục thành đều rất bận, học tập cơ tiến vào thí nghiệm giai đoạn, đôi ta còn muốn chuẩn bị luận văn cùng biện hộ, nào có như vậy nhiều tinh lực. Mẹ, đích xác như miêu miêu nói như vậy, đôi ta thời gian không đủ nhiều. Vì tăng cường thuyết phục lực, lục thành còn tự tin cười nói, Ta cùng mấy cái bằng hữu nghiên cứu phát minh học tập cơ trước mắt đang ở thí nghiệm, một khi thí nghiệm thành công thả xuống đến thị trường, Năm thứ nhất chúng ta tránh phòng xếp tránh chiếc xe khẳng định không thành vấn đề, cho nên vẫn là ở đính hôn thượng đơn giản một chút đi. Kỳ thật hắn không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy thành công. Khúc miêu miêu tại đây sự kiện thượng có thể nói là lập công lớn. Nàng vận khí thực hảo, ánh mắt cũng không tồi, tiếp xúc mấy cái tiềm tàng đầu tư người thế nhưng thật sự có hắn bá nhạc. Trước mặt kỳ tài chính không thiếu sao, hết thảy đều trở nên thông thuận lên. Tuy rằng bởi vì nàng kéo đến đầu tư người, bắt đầu ở đoàn đội khoa tay múa chân, đưa ra rất nhiều kiến nghị, có. Rất lớn gan, cũng thực thiên chân. Nhưng Lục Thành cảm thấy hết thảy vẫn là khả khống. Hai người lưu đến tới, sự nghiệp thượng lại có nhất trí mục tiêu, không nghĩ tới liền ngoài ý muốn mang thai. Ngay từ đầu hắn tưởng khuyên khúc miêu miêu phá thai. Rốt cuộc hai người ở sự nghiệp khởi bước giai đoạn, hài tử sẽ phân rớt bọn họ tinh lực. Nhưng miêu miêu ở công ty quá mức cường thế, cùng Khương Cao Phi liên tiếp nháo mâu thuẫn, ngay cả người hiền lành dương sản gần nhất đều đối nàng có chút ý kiến vì đoàn đội ổn định lục thành liền cân nhắc không bằng nương mang thai làm nàng ở nhà hảo hảo dưỡng thai thiếu nhúng tay công ty miễn cho bánh kem còn không có làm lên đại gia trước một bước tan vỡ đối trước mắt hắn mà nói cố định đoàn đội đích xác rất quan trọng đúng là hắn tưởng như vậy quyết định lưu lại hài tử kết hôn sau miêu miêu lực chú ý quả nhiên chuyển dời đến này phía trên không có nàng đương chỉ huy gia phòng làm việc bầu không khí trở nên so từ trước nhẹ nhàng đến nhiều. Mà khúc miêu miêu không biết lục thành chân thật ý tưởng là cái dạng này. Nàng còn tưởng rằng chính mình làm được thực hảo, đối công ty, đối bọn họ mấy cái đều là đại đại công thần đâu. Phải biết rằng, đời trước lục thành thẳng đến 005 sau sự nghiệp mới xuất hiện khởi sắc. Hắn cùng Tùng Kỳ 97 năm ba Nguyệt kết hôn. Bảy Nguyệt Tùng Kỳ liền nghỉ việc. Hai người thuê ở tại Tứ Trung Phụ cận một cái phòng đơn. Cái kia phòng ở thực hắc, chỉ có một phía nho nhỏ cửa sổ, không có phòng vệ sinh, phòng bếp phòng khách phòng ngủ tể ở bên nhau, diện tích không đến 20 bình. Khúc miêu miêu đến nay nhớ rõ Tùng Kỳ nghỉ việc sau chính mình đi xem nàng, đưa ra cửu cửu có thể giới thiệu công tác khi nàng lượng đến kinh người ánh mắt. Lúc ấy nàng đã thương tiếc nàng, lại ẩn ẩn cảm thấy sản. Sau lại liền cố tình quan sát hai người, nhìn chính mình cùng Tùng Kỳ trên lệch từng ngày kéo đại, ám sản dần dần biến thành minh sản. Cho nên nàng đặc biệt rõ ràng, Lục Thành cùng Tùng Kỳ kết hôn đầu mấy năm hai người quá thật sự túng quẩn. Đặc biệt là Tùng Kỳ nghỉ việc lại mang thai sau, cái này gia đình áp lực xưa nay chưa từng có đại. Nếu không phải Lục Thành có tiền đồ, bọn họ liền sẽ cảm nhận được nghèo hèn phu thê trong sự ai là cái gì tình hình. Mà đời này đổi thành nàng, Lục Thành căn bản không cần trải qua qua ở phòng tối nghẹn quất, bọn họ khởi điểm cao quá nhiều. Khúc Miêu Miêu tự nghĩ chính mình trong đầu có rất nhiều đời sau xí nghiệp bay lên kinh nghiệm. Liền cảm thấy có chính mình, lục thành sự nghiệp là có thể giống trang hỏa tiễn phun ra khí như vậy một bước lên trời. Mà không phải giống đời trước như vậy đi 7-8 năm đường vòng. Nhưng nàng đã quên, mặc dù là đứng ở thời đại người khổng lồ trên vai, nàng cũng bất quá là phổ phổ thông thông sơ trung lão sư thôi. Nàng biết nói đều là TV, Weibo, ứng dụng mạng xã hội thượng bày biện ra tới nhất mặt ngoài đồ vật. Nàng biết cái nào xí nghiệp thông qua cái nào thí dụ thành công, nhưng năm đó cụ thể tình huống như thế nào, chân thật tao ngộ quá này đó ngăn chặn, một thiên tin tức bản thảo cũng không sẽ viết đến rõ ràng. Tựa như nàng lặp lại nghe Lục Thành gây dựng sự nghiệp sử, luyến ái sử, liền cho rằng chính mình hiểu biết chính là toàn bộ. Khả nhân đều là sẽ theo bản năng điểm tô cho đẹp chính mình. Nàng cho nên vì tùng kỳ quá phú thái thái sinh hoạt cỡ nào tiêu sái, Lục Thành lại cỡ nào ái nàng, làm sao biết chân thật tình huống như thế nào đâu. Liền tính kết hôn chi sơ là ái, có thể bảo đảm 10 năm, 20 năm sau, Lục Thành vẫn như cũ như hắn ở sưu tầm trung nói như vậy thâm ái tùng kỳ sao. Vấn đề này khúc miêu miêu không chiếm được đáp án, bất luận kẻ nào đều không chiếm được đáp án. Người khác cảm tình nàng còn phân biệt không được, đặt ở nàng đối Lục Thành đoàn đội khoa tay múa chân việc này thượng càng là hồ đồ. Trói buộc bởi trọng sinh, khúc miêu miêu đích xác biết được rất nhiều, cũng có thể đưa ra không ít vượt qua thời đại quan điểm. Nhưng nàng biết được thực dễ hiểu thực phiến diện. Thường thường đưa ra một cái thiết tưởng cùng kết quả, lại nói không rõ ràng lắm nguyên lý, dẫn tới nói chuyện trình độ chợt cao chợt thấp, đông một búa tay một cây gậy. Rất nhiều kiến nghị có lẽ có thú mới mẻ độc đáo, nhưng thời đại đặc tính bất đồng, sau lại lưu hành thủ đoạn lại không nhất định thích hợp 96 năm hiện tại. Vì thế, khúc miêu miêu đắc chí thành lục thành đoàn đội không thể thiếu một phần tử, mà không phải giống tùng kỳ như vậy đương cái không tiền đồ gia đình bà chủ khi, vạn kiên mấy người đã ở sau lưng mắng quá nàng vô số lần ngốc bức. Nàng kỳ thật cảm giác được, nhưng nàng không nghĩ tới là chính mình vấn đề. Mà là vào trước là chủ cho rằng vạn kiên mấy người sợ nàng quyền lên tiếng quá lớn, công ty khả năng trở thành nàng cùng Lục Thành cửa hàng nhỏ, cuối cùng ảnh hưởng đến bọn họ ít lợi phân phối. Lúc này mới liên hợp lại xa lánh nàng. Khúc Miêu Miêu liền chờ hài tử sinh xong, lại cùng Lục Thành nói chính mình. Không đi định tốt trung học đương lão sư, cũng muốn đến phòng làm việc đi làm sự đâu. Lúc này nghe được Lục Thành tự tin lên tiếng, Khúc Miêu Miêu càng thêm cảm thấy quyết định của chính mình thực chính xác. Cũng đi theo nói, đúng vậy, mẹ, nhân gia đều nguyện ý ra giá 20 vạn mua lục thành thiết kế, thấy chúng ta không bán lại sản khoái rót vốn, ta cùng lục thành vội vàng đâu, nào có tâm tư làm hai tràng. Hơn nữa liền tính có thể chọn thích hợp váy che bụng, này một vòng kính rượu cũng mệt mỏi người. Mẹ, ngươi đau lòng đau lòng ta đi. Khúc phụ ở trong nhà luôn luôn không quản sự. Liền tính cảm thấy đại nữ nhi lời nói có đạo lý, hắn vẫn như cũ không trên một tiếng ăn hắn. Cảnh hữu cầm kỳ thật đã dao động, nhưng vẫn là không đáp ứng. Mà là nói, nếu trực tiếp làm hôn lễ thời gian đi lên không kịp. Như thế nào không kịp? 26 liền không làm, sau này đẩy đến nguyên tiêu chính là A. Nhưng ngươi cửu cửu bọn họ toàn gia hôm nay phi cơ, tế tổ thêm uống các ngươi đính hôn rượu, khẳng định đãi không đến nguyên tiêu. Hôm nay tháng chạp 21, liên nguyên tiêu còn có hơn 20 thiên thân đệ hiện giờ cũng là người bận rộn. Thật vất vả đằng ra thời gian riêng tới tham gia đính hôn, chỉ bằng hắn hiện tại thân gia, cấp thân chất nữ hạ lễ khẳng định sẽ không quá khó coi. Cảnh hữu cầm có thể nghĩ đến điểm này, khúc miêu miêu tự nhiên cũng nghĩ đến. Nàng cửu không phải cái thứ tốt, nhưng xác thật thực sĩ diện. Có thể cho quê quán quyên tiền tu lộ tích cốc thanh danh, đối thân chất nữ bên ngoài thượng liền càng hào phóng. Đời trước nàng kết hôn, hắn liền trực tiếp tặng 6 vạn 6 tiền biếu lúc ấy các tân khách hâm mộ ánh mắt làm nàng hư vinh tâm được đến cực đại thỏa mãn khi đó khúc miêu miêu còn không biết hắn đem chủ ý đánh tới tùng kỳ cùng diệp diệp trên người cho nàng tiền biếu cũng là thủ đoạn chi nhất đã có thể chương hiển hắn coi trọng thân tình một mặt làm nhà mình yên tâm diệp diệp đi theo làm công lại có thể hướng trong viện hàng xóm nhóm triển lãm hắn là đại lão bản giá trị con người hùng hậu lại cổ động tùng kỳ đi thâm thị làm công càng có thuyết phục lực nhưng mặc kệ kế tiếp như thế nào sáu vạn sáu là thật đánh thật đến nàng trong tay. Đời này nàng đã biết cửu cửu là người nào, cũng biết cửu cửu sau lưng là cảng thành xã hội đen đầu lĩnh, chỉ cần nhìn chầm chầm khẩn dịp dịp, tiền biếu nàng đại nhưng chiếu lấy. Cái này kêu vỏ bọc đường ăn xong, đạn pháo lại đánh trở về. Lần này nàng không cần giống đời trước như vậy đem tiền phóng ngân hàng, nàng muốn bắt này tiền mua phòng. Nàng nhớ rõ này đó địa phương sẽ phá bỏ di dời, mấy vạn khối cũng đủ mua cái năm, 60 bình lão phá nhỏ nghĩ đến phá bỏ di dời khoảng khúc miêu miêu tâm tình rất tốt nhìn lục thành ôn nhu giải thích cửu cửu sớm trước đến cảng thành đi mấy năm nay mới hồi nội địa trước mắt thấy hắn cảng thành lão bản quản lý thâm thị mấy nhà công ty hắn tương đối vội trở về một chuyến thực không dễ dàng nếu không chúng ta liền phiền toái một lần cảng thành công ty mấy nhà lục thành bừng tỉnh cảng thành đại lão bản trợ thủ đắc lực không nghĩ tới bạn gái gia còn có như vậy một tầng nhân mạch như vậy a à, kia mẹ chúng ta nghe ngài chỉ là cửu cửu muốn tới nói lúc trước nói cửu lầu có thể hay không không đủ thượng cấp bậc ngươi cửu cửu hẳn là sẽ không để ý đi cảnh hữu cầm không nghĩ dùng nhiều tiền trừ bỏ đại nữ nhi nàng còn có một nhi một nữ không bàn xuất đầu đâu trong nhà nơi chốn đều phải dùng tiền lại chỉ có lão khúc một người tiền lương làm cái gì đều đến tính toán tỉ mỉ loại trạng thái này ít nhất phải chờ tới nhi tử tư nguyên kết hôn sinh con mới có thể tính hết khổ đương nhiên không nghĩ đem tiền tiêu ở đại nữ nhi trên người còn nữa nhà mình tình huống như thế nào đệ đệ hẳn là biết mới là đính càng cao đương tử lầu đó chính là phùng má giả làm người mập trừ bỏ cấp nữ nhi con rể gia tăng mặt mũi đối trong nhà một chút cũng không có lời khúc miêu miêu gật đầu nhẹ nhàng túng hạ lục thành tay áo nói cửu cửu sẽ không để ý so với phô trương chúng ta làm được ấm áp dụng tâm điểm sẽ càng tốt nguyên nhân chính là vì làm được đơn giản nàng cửu cửu mới có thể làm trò khách khứa mặt ra oai chính mình mặt mũi đại khái khó coi nhưng áo trong là thật đánh thật huống chi này chỉ là đính hôn rượu chờ chính rượu lại hảo hảo làm mặt mũi không phải lại về rồi sao đại gia ký ức là thật ngắn ngủi khúc miêu miêu tính đến thực tinh nói xong còn triều lục thành chớp mắt ám chỉ lục thành không rõ nội tình chỉ là một cái ổ chăn ngủ lâu như vậy nhiều ít có thể mơ hồ đoán ra trong đó có ẩn tình. Yên lặng đem đổi khách sạn tiền ta phụ trách, những lời này nuốt trở vào. Hảo, nghe ngươi. Hắn nhìn khúc miêu miêu, ánh mắt ôm nhu. Khúc miêu miêu hồi lấy hạnh phúc tươi cười. Liền ở cảnh hữu cầm toàn gia vội vàng viết thiệp mời, đặt mua đến hôn dùng đồ vật khi. Tùng Kỳ đang ở tham quan trường dạy lái xe. Lúc này trường dạy lái xe đều là quốc doanh, thuần một sắc lão giải phóng, cùng với số ít mấy chiếc Bắc kinh Jeep. Lệ tuệ tâm bồi tùng kỳ một khối, thuận đường cũng là cùng nàng nói năm cũ đêm thương trường hoạt động sự. Nghe được tùng kỳ muốn khảo bằng lái, lệ tuệ tâm một ngàn cái một vạn cái duy trì. Các nàng nữ nhân sao, đương nhiên là bản thân kỹ năng học được nhiều tốt nhất là Người học lái xe, hảo hảo A, không chỉ có chính mình phương tiện, nào đó kịch hiện đại A xe loại đại ngôn A, đều là có khả năng dùng được với. Tùng kỳ kinh ngạc, còn có này chỗ tốt. Lệ tuệ tâm cười, cũng không phải là sao, chân chính đại nhãn hiệu chọn người phát ngôn cũng là muốn điều tra đối phương phù hợp hay không công ty điều tính, tỉ như nói xe loại đại ngôn, tổng không thể chỉ xem mặt có đẹp hay không chân trường không dài, không xem có thể hay không khai đúng hay không. Nếu là sẽ khai, kỹ thuật lại hảo, nói không chừng ở nào đó thời điểm ngươi liền từ đồng loại đừng nữ minh tinh trổ hết tài năng đâu. Minh diễm quải nữ minh tinh không nhiều lắm, cùng không có thể ngăn chặn tùng kỳ càng là thiếu chi lại thiếu. Nhưng đối phương khả năng ở những mặt khác có ưu thế đâu. Nữ Minh Tinh đến Mỹ, nhưng không thể chỉ có Mỹ. Cho nên Lệ Tuệ Tâm từ trước đến nay thực duy trì thủ hạ nghệ sĩ nhiều phong phú chính mình, bất luận cái nào phương diện. Tùng Kỳ ha ha cười cười, ta không tưởng nhiều như vậy, chính là cảm thấy trong nhà có chiếc xe phóng quá lãng phí. Xe? Ngươi không phải còn ở cung phòng sao, từ đâu ra xe a, bạn trai đưa? Hỏi xong, Lệ Tuệ Tâm liền phát hiện về nhà mấy ngày nàng lo lắng ra diễn vấn đề tự hồ đã giải quyết dễ dàng thật gọi người tò mò tùng kỳ mặt mày công công cười đến phá lệ vui vẻ nàng lắc đầu không phải a à, là ta bạn trai ngô hiện tại phải nói vị hôn phu ngươi biết đến nha chính là ký hòa bắc lệ tuệ tâm gật đầu trong lòng lột bột một chút ý bảo tùng kỳ tiếp tục nói hắn có hai chiếc xe trong đó một chiếc thường xuyên ăn hôi ta cảm thấy như vậy không phóng không khỏi quá lãng phí cho nên liền tới học xe lạc. Chờ ta sẽ lái xe, về sau đến nơi nào đều phương tiện, còn có thể bớt thời giờ mang ba mẹ ở phụ cận chơi một chút. Vị hôn phu. Lệ tuệ tâm trố mắt. Ngươi, ngươi 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 tính toán đính hôn. Này tin tức quá dọa người, kích thích đến nàng nói chuyện nói lắp. Lúc này mới chụp một cái nữ số ba, liền phải đính hôn. Tùng kỳ ngươi tỉnh tỉnh A, à, ngươi đều còn không có lan bạc nổi danh, đính cái gì hôn A. À. Nếu là tùng kỳ nghiệp vụ năng lực thường thường, ngộ tính cũng không tốt, lệ tuệ tâm không đến mức như vậy đau lòng. Rõ ràng đã bước đầu triển lộ ra diễn kịch thiên phú, mắt nhìn đại bàng dương cánh liền phải bay lên cửu thiên, nàng liền phải kết hôn. A nha, nàng hiện tại ước gì một tử cùng báo chí thượng nói như vậy chết cầu tính. Càng hận không thể bắt lấy tùng kỳ bả vai dùng sức lay động, hô to, ngươi thanh tỉnh điểm A. Tùng kỳ nhìn ra lệ tuệ tâm muốn nói lại thôi, buồn cười hai tiếng, lập tức quyết định khai cái đại thử xem nàng trái tim nhỏ. Không đính hôn. Lệ tuệ tâm thở vào một hơi, tươi cười một lần nữa treo ở trên mặt. Mới vừa giơ ngón tay cái lên khen tùng kỳ, quyết định này không, sai. Liền nghe được. Đính hôn quá lăn lộn, chúng ta tính toán trực tiếp kết hôn lạp, trước mắt định ở ngày quốc tế thiếu nhi. Lệ tuệ tâm. Một hơi nghẹn ít hầu tới, thiếu chút nữa thượng không tới. Còn kém điểm bị nước miếng sạch chết nàng chưa nói xong cái kia tự yên lặng nuốt trở lại đi. Bỗng nhiên cảm giác một trận đầu ván mắt hoa, lệ tuệ tâm mờ mịt thất thần nhìn sang thiên, hôm nay Thái Dương có như vậy độc sao? Nga, đây là mùa đông Nga, không độc A. À. Là Tùng Kỳ nói độc tính quá cường, đã đem chính mình độc đến đại não bãi công, tay chân vô lực. Là hắn yêu cầu. Kỳ kỳ A ta cùng ngươi nói, kết hôn không nóng nảy nha, nếu ngươi tưởng thể nghiệm sinh hoạt sau khi kết hôn đâu có thể học tân tân nhân loại thí hôn nha, trụ cùng nhau lại không có trách nhiệm trói buộc, thật tốt, đúng hay không? Liều mạng một viên con báo gan, lệ tuệ tâm tính toán khuyên Tùng Kỳ quay đầu lại là bờ. Nam nhân sao, thích liền nói chuyện luyến ái chơi chơi lạc, làm miết bước vào hôn nhân hố lửa A. À? Liền tính muốn đạp, cũng có thể trễ chút đạp sao? Lời này nàng không dám nhận ký hòa bắt nói, nhưng trong lén lúc khuyến khích Tùng Kỳ phong tâm khóa ái, chuyên tâm làm tiền tâm tư nhịn không được ngo ngoe rụt rịch. Tùng Kỳ xem nàng một khuôn mặt nhăn thành khổ qua, cười đến lớn hơn nửa thanh lệ tỷ ngươi không cần lo lắng ta cam đoan với ngươi liền tính kết hôn cũng sẽ không ảnh hưởng công tác lệ tuệ tâm liếc nàng liếc mắt một cái tràn đầy thâm ý nói thật sự sẽ không ảnh hưởng sao ngươi lão công đồng ý ngươi hôn môi diễn tiếp giường diễn sao tùng kỳ nghi hoặc xem nàng này yêu cầu hắn đồng ý sao không tiếp đương nhiên là xuất từ ta ý nguyện là lệ tuệ tâm đều bị khí cười này cũng không tiếp kia cũng không tiếp điểm dạng hồng A. Tùng Kỳ nhún vai. Lưu Sơn chi luyến chu quân ở cảnh hoa trên mặt nhẹ nhàng một mổ, hai người chi gian cảm tình không cần nhiều lời, chỉ dùng mấy cái ánh mắt khiến cho người xem xem minh bạch, cái dạng gì cảm tình thế nào cũng phải miệng lưỡi tương giao, sinh mảnh cùng gặm A. Lệ tuệ tâm, ngụy biện. Tùng Kỳ lại nói tiếp, trên đời này như vậy nhiều kịch cùng điện ảnh, có bôn phóng nhiệt liệt tự nhiên có hàm xúc sao, làm cái gì thế nào cũng phải làm ta chụp người trước đâu. Ta chính là không thích, cũng cảm thấy không cần thiết a à. Lệ tuệ tâm bị này phiên giảo biện tức giận đến cơ tim tắc nghẽn. Diễn viên diễn viên, đương nhiên là cái gì nhân vật đều phải diễn. Ngươi dám cùng truyền thông như vậy giảng nói, tin hay không ngày hôm sau báo chí thượng tất cả đều là mắng ngươi không chuyên nghiệp. Tùng kỳ vẫn là không quá để ý bộ dáng. Cực nhã nói, lệ tỷ, ta khẳng định sẽ không ngốc đến đối truyền thông nói như vậy. Nói nữa, truyền thông cũng không quen biết ta là ai, lời nói của ta nơi nào đáng giá công kích ngươi yên tâm sao, bằng không lão đến thật nhanh. Nàng dầu muối không ăn, lệ tuệ tâm thiệt tình lấy nàng không có biện pháp. Khí khí, mới phát hiện hai người đề tài đã oai đến cách xa vạn dặm ngoại. Âm thầm phun tào nha đầu này thật là cái tiết tấu đại sư. Một giây đem người mang oai đến mương. Lệ tuệ tâm cũng không nghĩ bẻ xả tiếp diễn yêu cầu. Không nghĩ chụp hôn diễn dường diễn liền không tiếp, nàng còn đang suy nghĩ nếu ký hòa bắt không đồng ý, làm Tùng Kỳ thổi thổi bên gối phong thuyết phục hắn tiếp thu diễn viên cái này chức nghiệp đâu. Kết quả là Tùng Kỳ chính mình không vừa ý, nàng có thể làm sao bây giờ. Trao trộn. Xem ra trên tay cái kia sủng phi nhân vật không cần đưa cho Tùng Kỳ. Rốt cuộc kịch bản thượng có nửa thân trần lộ bối màn ảnh, nàng liền hôn diễn đều không nghĩ chụp, càng đừng nghĩ thuyết phục nàng bộ ngực sửa nửa lộ. Bằng không, đẩy Nana đi thử kính. Hoặc là dai dai. Lệ tuệ tâm một mặt suy xét kêu ai thử kính một mặt đem đề tài xã hội ban đầu muốn lưu thương trường là một nhà trang phục nhãn hiệu năm cũ đêm khi bọn họ muốn làm một cái tê đài đi tú nhưng ta sẽ không đi điệu bộ đi khi diễn tuần nha gấp cái gì a à, không kêu ngươi đi điệu bộ đi khi diễn tuần tùng kỳ nga một tiếng đôi mắt ngắm hướng bên cạnh luyện xe nữ sinh đối phương cùng chính mình không sai biệt lắm đại bộ dáng lưu trữ tóc ngắn ăn mặc hồng hoàng giao nhau sọc áo lông đang theo huấn luyện viên chỉ đạo luyện tập chuyển xe. Không thể không nói, sẽ lái xe nữ sinh quả nhiên rất tuấn tú, trầm khuôn mặt liền có loại anh khí bức người lưu loát cảm. Trong lòng ở đối với mỹ nữ cảm khái, lỗ tai lại còn đang nghe lệ tuệ tâm nói chuyện. Chính là ăn mặc bọn họ quần áo phối hợp người chủ trì lên đài niệm một đoạn quảng cáo từ, rồi sau đó ngồi cùng đại gia cùng nhau xem tê đài biểu diễn, toàn bộ quá trình đại khái một giờ, thù lao một vạn nhị. Ta giúp ngươi tiếp được cái này, không thành vấn đề đi trạm đài một giờ, có thể kiếm một vạn nhị. Tùng Kỳ đương nhiên sẽ không cảm thấy cự tuyệt, đáp ứng đến đặc biệt sảng khoái. Không thành vấn đề. Nàng so cái ok tư thế. Lệ tuệ tâm xem nàng khôi phục đến cùng ngày xưa không sai biệt lắm, thực trọng rãi, nhị gia nhị gia. Nhưng vẫn là sợ đây là biểu hiện giả dối. Quan tâm hỏi, hiện tại học được như thế nào ra diễn? Tùng Kỳ giật mình, ngón cái đè đè gương mặt chỗ tiểu má lúng đồng tiền. Ánh mắt lộ ra cổ thanh triệt ngu xuẩn. Ta không biết a, à, về nhà sau ta có điểm vội, giống như không có thời gian mất mát. Lệ tuệ tâm. Vô tâm không phổi bạch nhọc lòng. Chương 38 Lời này Tùng Kỳ nói được thực nghiêm túc, một chút đều không có đậu lệ tuệ tâm vui vẻ ý tứ. Kỳ thật, nàng cũng cho rằng chính mình muốn đắm chìm ở nhân vật đau khổ bầu không khí thật lâu. Về đến nhà ngày đầu tiên cũng đích xác thực mất mát trong lòng nặng triệu tổng cảm thấy vui vẻ không đứng dậy. Chẳng sợ cùng ba mẹ nói chuyện phím khi gia một gia, lại đi quấy rối ký hòa bắc, đều là muốn thoát ly cái loại này trạng thái làm ra nỗ lực. Ngày hôm sau, ngày thứ ba thông qua làm quần áo, câu mũ len tử, tâm tình giống như bình phục rất nhiều. Nhưng nàng chính mình vẫn như cũ có thể cảm giác được đến có một chút áp lực. Mãi cho đến nói kết hôn. Cả người lực chú ý nháy mắt bị túng đến chuyện này thường. Thêm chi? Ký hòa bắc nói, sẽ cho nàng một cái nhất độc đáo nhất lãng mạn cầu hôn nghi thức. Lời này tựa như treo ở con lừa con phía trước kia căng cà rốt, quả thực đem nàng tâm tư điếu đến chặt chẽ, làm nàng mỗi ngày đều ở vào lòng tràn đầy chờ mong trung. Những cái đó tivi thượng điện ảnh xuất hiện quá, tri âm người đọc thượng giảng quá đủ loại lãng mạn cầu ái phương thức. Nàng đều nhịn không được não bổ một lần. Mà trừ bỏ nhớ thương cầu hôn nghi thức, còn muốn suy tư hôn lễ như thế nào làm. Đến lúc đó làm kiểu Tây vẫn là kiểu Trung Quốc đâu phải cho người nào phát thiệp mời thiệp mời phải làm thành cái dạng gì trong nhà tân phòng muốn trang hoàn thành cái dạng gì trên thị trường kết hôn dùng đến hôn phục chính mình giống như không có đặc biệt thích muốn hay không tự mình động thủ làm a nàng trong đầu quá nhiều chuyện trước một kiện còn không có xong xuôi sau một kiện lại tới nữa tựa như học xe cũng là liên quan chợt lóe ra tới ý niệm nhưng nàng không kinh nghiệm lại không dám chờ liền sợ không còn xuống dưới đại não lại sẽ không tự chủ được tưởng mỹ bình sau đó nhìn cái gì đều là hôi nhìn cái gì người đều không vui nỗ lực đi tìm cười điểm tìm vui vẻ kỳ thật là một cái rất thống khổ quá trình nàng không nghĩ trở lại cái kia trạng thái cho nên liền đem thời gian an bài thật sự mãn làm đại não không cần nghỉ ngơi trước mắt xem ra hiệu quả thực không tồi ít nhất ở lệ tuệ tâm hỏi phía trước nàng cơ hồ đã quên chính mình mới vừa về nhà kia hai ngày tâm tình Tùng Kỳ cúi đầu, nghĩ nghĩ. Không phải thực xác định hỏi, lệ tỷ có phải hay không bởi vì ta chân thật sinh hoạt cùng kịch nhân vật kém quá lớn, cho nên mới sẽ ra diễn đến tương đối dễ dàng. Ngô, có cái này khả năng. Lệ tuệ tâm một cân nhắc, như vậy phán đoán tự hồ cũng không sai. Phàm là lâm vào trong phim quá sâu, bản thân cùng nhân vật có nào đó trình độ phù hợp, hơn nữa phù hợp độ sẽ không thấp. Có lẽ là có được tương đồng trưởng thành bối cảnh, có lẽ là cùng nhân vật chịu quá giống nhau bị thương, lại có lẽ gặp được quá đồng dạng khốn cảnh, tao ngộ quá tương tự phản bội. Đương từng có này đó trải qua người vừa lúc diễn cùng chính mình độ cao tương tự nhân vật, liền sẽ vô hình trung phóng đại nội tâm đối với quá khứ chú ý, liền rất dễ dàng hãm ở nhân vật ra không được. Mà Tùng Kỳ sinh hoạt cùng Kịch Mỹ Bình hoàn toàn tương phản. Mỹ Bình nhìn như sinh hoạt mỹ mãn, kỳ thật cha mẹ lợi thế, vẫn luôn cho nàng giáo huấn phải làm nhân thượng nhân ý niệm cho nên ban đầu nàng là tưởng leo lên kẻ có tiền. Cùng bần cùng mối tình đầu yêu nhau, cơ hồ tiêu hết nàng sở hữu dũng khí. Nhị hôn bởi vì khắc phu đồn đãi quá đến không tốt, nàng không dám hận nhà chồng, chỉ dám đem mặt trái cảm xúc phát tiết đến so nàng càng nhược nhạn tử trên người. Cuối cùng sống thành vuông vức tiểu viện tử U Linh. Mà Tùng Kỳ đâu? Cha mẹ ân ái, gia đình hòa thuận, sinh hoạt trôi chảy, cảm tình. Nếu xem nhẹ rớt nhà trai không thể nói quá khứ, cũng có thể xưng một câu khỏe mạnh. Đại khái là cực đoan tương phản, cho nên nàng một khi trở về đến hiện thực sinh hoạt, công việc lưu bù lên, liền rất khó lại đại nhập Mỹ bình tâm thái. Lệ tuệ tâm cũng không biết nên hình dung như thế nào loại này tính chất đặc biệt. Thật thật là ông trời thưởng cơm ăn, các mặt. Cũng thật là người đại diện nhất tưởng phủng kia một loại. Cộng tình năng lực cường hảo nhập diễn, sinh hoạt hoàn cảnh đơn giản khỏe mạnh làm nàng có được thực hoàn thiện nhân cách, không dễ dàng rơi vào hoàng đổ độc bẫy rập tiếp những cái đó tương đối ám hắc màu xám nhân vật cũng không dễ dàng rơi vào đi ra không được đây là trời sinh làm diễn viên hạt giống tốt lệ tuệ tâm để nhất vạn lần cảm khái vị này giả tâm không đủ nếu không bất quá đổi cái góc độ tưởng liền tính khuyết thiếu giả tâm nàng tin tưởng tùng kỳ cũng có thể lưu lại rất nhiều không tồi màn ảnh hình tượng tiếp được một bộ diễn chướng ngại lặng yên không một tiếng động đã bị giải quyết lệ tuệ tâm thật là không biết nói cái gì hảo nhịn không được bắt đầu suy xét kế tiếp phải cho nàng tiếp loại nào nhân vật lúc trước ta sợ ngươi ra không được diễn riêng tìm chuyên nghiệp lão sư tới giáo ngươi cảm ơn lệ tỷ biết lệ tuệ tâm là vì chính mình hảo tùng kỳ liệt khai một nụ cười rạng rỡ cảm tạ nói nghệ sĩ cùng người đại diện nhất thể sao giúp ngươi đề cao kỹ thuật diễn đều là ta hẳn là suy xét bất quá hai vị này lão sư không chỉ có giáo ngươi cũng giáo công ty những người khác tùng kỳ khó hiểu hai vị đúng vậy một vị giáo các ngươi diễn kịch kỹ xảo, một vị khác là lời kịch lão sư. Lệ tuệ tâm biên đi, biên nói, ngươi nói đại bộ phận câu chữ khi không thành vấn đề, L, N lại thường xuyên chẳng phân biệt. Diễn viên nếu muốn đi được xa lời kịch khẳng định không thể kém, mà chuyên nghiệp diễn viên dấu chấm, cảm xúc đối đáp nặng nhân vật đều rất quan trọng, ngươi cũng không nghĩ vĩnh viễn chỉ diễn kịch phân thiếu vai phụ hoặc là bình hoa đi. Nói đến nơi này, lệ tuệ tâm quay đầu lại xem Tùng Kỳ. Đột nhiên lắc đầu, hài hước nói, bình hoa cũng không phải như vậy hảo diễn hiện tại phim truyền hình hoặc là điện ảnh bình hoa nhân vật khiêu vũ ca hát ngoạn nhạc khí đều là cơ bản giả thiết những cái đó ngươi sẽ sao tùng kỳ kỳ thật nàng sẽ thổi harmonica kéo mấy đầu nhị hồ đát đương nhiên ngươi cũng có thể nói ngươi chỉ ra một khuôn mặt khác đều làm thế thân tới nhưng là kỳ kỳ ngươi hy vọng đem chính mình công tác làm thành như vậy sao tùng kỳ nhíu mày dùng sức lắc đầu ta không như vậy nghĩ tới Lệ tuệ tâm lại cười, nàng liền biết. Tùng kỳ tuy nói không có bao lớn giả tâm, nhưng nàng là cái loại này cho nàng công tác, nàng liền sẽ tận lực làm được tốt nhất tính cách. Nói trắng ra là, đương cái làm công người đều là nhất chuyên nghiệp cái loại này, tuyệt không gian dối thủ đoạn. Khả năng có chút người chướng mắt loại này làm đến nơi đến chốn một ngụm nước bọc một cái đinh người, cảm thấy bọn họ xuẩn sao. Nhưng lệ tuệ tâm vẫn luôn cảm thấy, chân chỉ có dẫm thật, tay mới có thể đủ đến càng cao. Đi lối tắt, Chơi tiểu thông minh trong khoảng thời gian ngắn có thể nếm đến ngon ngọt, lâu dài tới xem, khẳng định muốn ra vấn đề. Nàng trong tay cũng có chơi tiểu thông minh nghệ sĩ, đại đa số thời điểm nàng không chỉ ra là bởi vì đối phương hạng mức cao nhất liền bãi ở đàn kia. Bản thân tư chất không đủ, tự mở ra một con đường thoát hiểm chiêu chưa chắc không phải một cái chiêu số, tốt xấu có thể có mấy năm phong cảnh kỳ. Nhưng tùng kỳ không giống nhau, nàng hạng mức cao nhất cao, vậy càng cần đi được ổn. Ta biết, Ta biết liền tính ngươi hiện tại không đem diễn viên trở thành lâu dài chức nghiệp, nhưng chỉ cần một ngày là diễn viên ngươi liền sẽ thành thật kiên định diễn hảo nhân vật, cho nên ta mới không có lập tức đưa ngươi đến mặt khác đoàn phim khách mời ôm tiền, mà là trước an bài lão sư cho ngươi đi học. Tùng Kỳ dừng lại bước chân, nhìn về phía lệ tuệ tâm ánh mắt thật nghiêm túc. Lệ tỷ, ta sẽ hảo hảo làm, sẽ không cô phụ ngươi chờ mong. Lệ tuệ tâm giơ tay, ở nàng bả vai chỗ vỗ vỗ, hảo. Hảo hảo học, dụng tâm học sợ nàng đánh cá ba ngày phơi lưới hai ngày lại nghĩ đến nàng đối tiền hứng thú lớn hơn nữa lệ tuệ tâm còn riêng bổ sung một câu xuất diễn càng nhiều thù lao đóng phim càng nhiều đoàn phim càng lớn càng có danh tiếng thù lao đóng phim cũng càng nhiều chỉ cần ngươi đủ hồng một bộ kịch tới tay tiền là thật nhiều người cả đời đều kiếm không đến cho nên kỳ kỳ kỹ thuật diễn quá quan mị đều có ác cùng quải tiểu bằng hữu quái a di dường như biết rồi tùng kỳ cười khúc khích bất quá chính mình đối tiền ái thật sự như vậy rõ ràng sao tùng kỳ tham quan xong trường dạy lái xe xem qua hiện trường dạy học sau liền đến báo danh chỗ báo danh luyện xe hơn nữa kỹ thuật diễn khóa lời kịch khóa nàng mỗi ngày thời gian đều bị an bài đến tràn đầy kỹ thuật diễn khóa cùng lời kịch khóa đều ở công ty tùng kỳ lần đầu tiên thấy lão sư khi liền phát hiện chỉ có chính mình một người lão sư nói đều là một v một dạy học đại gia đi học thời gian sai khai đương nhiên đây cũng là bởi vì sao trời giải trí là tân công ty, nghệ sĩ liền tiểu Miêu mấy chỉ. Hơn nữa, trong đó hai cái còn ở cố cung một bộ thanh cung kịch diễn người qua đường giáp cung nữ, tạm thời sẽ không hồi dung thành. Tùng Kỳ thượng hai đường khóa sau liền phát hiện trong đó chỗ tốt. Không thể không nói, có lão sư giáo đích xác so với chính mình đi loát nhân vật, suy nghĩ biện pháp sống thành nhân vật muốn hảo rất nhiều. Rất nhiều giống thật mà là giả cái hiểu cái không đồ vật một chút đã bị điểm minh bạch tùng kỳ liền tại đây loại bận rộn trung nên đón khúc miêu miêu đến hôn nhật tử bất quá nàng là quyết định chủ ý không đi hai người đã sớm là gặp mặt liền trợn trắng mắt quan hệ có cái gì tất yếu trang hòa bình đâu nhưng đến hôn đêm trước khúc miêu miêu vẫn là riêng tới trong nhà tặng thiệp mời nếu là lấy vì nàng đặc biệt tới xin lỗi cầu hòa liền thiên chân nàng là riêng tới khiêu khích lúc ấy ba mẹ cũng chưa về nhà trong nhà liền nàng cùng ký hòa bắt rảnh rỗi không có việc gì nàng chính giáo ký hòa bắt bọc đánh tay mà ba mẹ còn không có trở về còn lại là bởi vì mẹ cùng bảy trung ba cái tân đồng sự kết phường kiếm khoản thu nhập thêm. Thuê một nhà nhà trẻ mấy gian phòng học làm nghỉ đông huấn luyện ban. Lúc này chính sách rộng thùng thình, không có ở giáo nhậm khóa lão sư không thể làm lớp học bổ túc quy định. Hơn nữa bảy trung lại là thành phố bài đắc thượng hào trung học, bảy trung lão sư, vẫn là đặc cấp giáo viên cái này danh hiệu liền rất có trọng lượng. Báo nghỉ đông đột kích ban học sinh rất nhiều. Nguyên bản bốn cái lão sư không đủ dùng, cho nên ba cũng đi hỗ trợ. Mà hứa tuệ anh đã sớm đem Tùng Kỳ sang năm kết hôn sự tuyên dương khai, bởi vậy ký hòa bắt tới Tùng Gia càng cần. Tùng Kỳ nghe được tiếng đập cửa, còn không có mở cửa liền biết ngoài cửa là khúc miêu miêu. Khúc miêu miêu mỗi lần gõ cửa đều. Thích không hay xảy ra. Đông, 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 thùng thùng. Từ trước bị đối diện A Di cười quá này tiết tấu ngụ ý không may mắn, nhưng nàng vẫn luôn không sửa. Không mở cửa sao? Ký Hòa bắt tay trái cầm khoanh tay da, tay phải vụng về lấy chiếc đũa điểm nước đồ ở khoanh tay da bên cạnh. Ngước mắt khi, lộ ra dính vài chỗ bột mì khuôn mặt tuấn tú. Tùng Kỳ biểu môi, ngoài cửa là chán ghét quỷ. Nàng không nghĩ khai, khúc miêu miêu lại không tính toán từ bỏ, thịt 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 tiếng đập cửa có tiết tấu tiếp tục vang. Tùng Kỳ mày nhăn lại, nhẫn nhịn, nhìn không nổi nữa. Một phen kéo khai ghế dựa, ghế dựa cùng mặt đất cọ sát phát ra chói tai tư A Thanh nàng khí thế hừng hực kéo ra môn ngươi có tật xấu a à, vẫn luôn gõ tùng kỳ ngươi như thế nào như vậy hung a à? khúc miêu miêu mỉm cười đem thiệp mời đưa qua ngày mai là ta cùng lục thành đính hôn rượu tiệc rượu định ở tứ hải tửu lầu đây là cho các ngươi thiệp mời ngươi cùng tùng thúc thúc hứa a à di nhất định phải tới a à? tùng kỳ suy thanh tùy tay tiếp nhận không tính toán nói chuyện liền phải giữ cửa đóng sầm lại không nghĩ khúc miêu miêu tiến lên một bước cố ý đỉnh đỉnh bình thản bụng nhỏ tùng kỳ hoảng sợ chạy nhanh giữ chặt môn sợ đem nàng cấp đâm sinh non lấy lại tinh thần càng nghĩ càng cảm thấy khúc miêu miêu não làm thiếu hụt cả giận nói ngươi tưởng ăn vạ khúc miêu miêu không để ý tới ngược lại khí định thần nhàn nói ngươi còn chưa nói tới hay không đâu tùng kỳ lạnh giọng không đi vì cái gì không tới ngươi không dám không nghĩ cùng rác rưởi tụ tập cùng có dám hay không có quan hệ sao thuần túy là phạm ghê tởm Khúc miêu miêu ngươi đưa xong thiệp mời liền chạy nhanh đi thôi, ta sợ ngươi phát điên tới bắt trụ ta tay đấm ngươi bụng, đến lúc đó lầu trên lầu dưới khóc lóc kể lễ ta xóa sạch ngươi đại bảo bối, sách, dọa người. Tùng kỳ biên nói, còn biên xúc bả vai. Khúc miêu miêu thực sự bị tức giận đến học máu. Có thể tưởng tượng đến chính mình những cái đó tính toán, nàng phi thường nỗ lực kiềm chế phẫn nộ. Tùng kỳ, ngươi nói chuyện không cần thiết như vậy khó nghe đi. Bất quá là từ nhỏ một khối lớn lên, muốn cho ngươi cũng chứng kiến một chút ta hạnh phúc mà thôi. Tùng kỳ. Tin tưởng mới có quỷ. Chính mình đều như vậy trào phúng, nàng còn như vậy chấp nhất. Tùng kỳ cảm thấy nàng khẳng định có vấn đề. Nhưng suy nghĩ một chút, tử lầu trước công chúng, có thể có cái gì vấn đề? Hay là tính toán làm trò khách khứa mặt cho chính mình bát nước bẩn, nói chính mình có bao nhiêu đáng giận? Hoặc là bảo chính mình cũng không nhớ rõ, hắc lịch sử. Tùng Kỳ không thể tưởng được nàng chấp nhất chính mình tham gia tiệc trụ lý do, liền tưởng tức chết nàng. Cố ý hướng nàng tâm qua tử trác, như vậy tưởng ta đi sao? Bởi vì mang theo nhãi con cho nên không sợ ngươi bạn trai thấy ta liếc mắt một cái kinh vi thiên nhân, đương trường ném xuống ngươi cái này tân nương tử đào hôn. Lục thành chính là khúc miêu miêu nghịch lân, Tùng Kỳ trời xuôi đất khiến đem người cấp khí tàn nhẫn. Khúc miêu miêu hiếp lại mắt, cắt gao nhìn chầm chầm Tùng Kỳ. Tùng Kỳ thậm chí có thể nghe được rất nhỏ tiếng nghiến răng nhưng trách ai được. Ai làm nàng bản thân đưa tới cửa tiền không thoải mái, không phải sao? Khí không? Ngươi khí tới rồi ta liền vui vẻ, ngươi nói ngươi có phải hay không đầu óc thiếu căn huyền nhi, như vậy chán ghét ta như vậy không nghĩ nhìn đến ta còn phi nhảy ra mời ta tham gia tiệc đính hôn, thế nào, trước công chúng hạ ngươi trả lại cho ta thiết bẫy rập toản sao? Tùng kỳ ngươi đừng tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng. Khúc miêu miêu vuốt bụng bình phục hạ quay cùng dân lên cảm xúc ta có thể cho ngươi thiết cái gì bẫy rập. Ta chân trước muốn đính hôn, ngươi ba mẹ sau lưng liền nói ngươi muốn kết hôn, ngươi cùng ai kết hôn a? À? Là hồ hoa sen cái kia tiểu bạch kiểm, vẫn là mở ra siêu xe ăn chơi trác tán. Ngươi dám làm phía sau cái này biết ngươi cùng hắn ở bên nhau trước còn cùng người du hồ hoa sen sao? Ngươi còn không phải là tưởng đánh với ta lôi đài sao? Không đến tràn nhìn một cái, như thế nào biết ta thắng ngươi nhiều ít đâu? Tùng kỳ thiếu chút nữa cười ra tiếng. A, à, ngươi tưởng nói với hắn a à. hảo a à, ta giúp ngươi kêu hắn ra tới ngươi hiện tại liền có thể nói tùng kỳ mắt trợn trắng theo sau nửa người trên sau này một ngưỡng hô bắt bắt mau ra đây kêu xong người tùng kỳ nhướng mày gậy ông đập lưng ông nghe người ta nói ngươi thế vu nhạc khang hoài hài tử a à. ngươi lão công ngươi liền sinh vu nhạc khang liền vô tình xóa sạch ngươi lão công đã biết khẳng định đặc biệt cảm động nhất định sẽ ái chết ngươi ta tưởng nếu hắn biết hắn mới là ngươi nhất kiên định lựa chọn, phía trước 1, 2, 3, 4, 5 nhậm đều không quan trọng, nhất định ái ngươi ái đến tùy thời đem ngươi phủng ở lòng bàn tay. Hỗn giới giải trí quả nhiên không giống nhau. Miệng thật độc a. À. Khúc miêu miêu tức giận đến cả người phát run, tùng, kỳ. Thanh âm cơ hồ là từ kẻ răng bài trừ tới. Lục thành sẽ không tin ngươi. Lời còn chưa dứt, một bóng người chậm rãi từ trong phòng lộ ra. Đầu tiên là phóng ra ở ván cửa thượng, theo sau bóng dáng ra bên ngoài di, chuyển qua nghiêng đối diện. Khúc miêu miêu kinh ngạc, này nam thật đúng là ở tùng kỳ trong nhà. Chờ bóng dáng kéo đến dài nhất, bản tôn xuất hiện ở cạnh cửa khi, khúc miêu miêu đồng tử ở trong nháy mắt trợn to đến mức tận cùng, chợt đó là đã lâu ghen ghét. Nguyên lai like. Hồ hoa sen cái kia lớn lên so nam minh tinh còn xinh đẹp nam nhân, cùng khai mẹ xe đét thường thường đến tùng gia xung xoe chính là cùng cá nhân. Vì cái gì? Vì cái gì Tùng Kỳ bên người vĩnh viễn đều có càng tốt người. Đời trước nàng kết hôn đối tượng không bằng Lục Thành. Đời này nàng trước một bước cùng Lục Thành luyến ái, kết hôn, kết quả Tùng Kỳ bên người lập tức lại có một cái khác thoạt nhìn so Lục Thành càng xuất sắc nam nhân. Không chỉ có ở tìm đối tượng thượng nàng nâng cao một bước, ngay cả công tác phương diện cũng so đời trước cường quá nhiều. Từ lòng bàn tay hướng về phía trước dựa lão công sinh hoạt gia đình bà chủ đến mắt thường có thể thấy được giá trị con người xa xỉ minh tinh chính mình nếu là từ một lên tới hai, tùng kỳ còn lại là từ không nhảy đến mười. Chẳng sợ nàng cảm thấy đương con hát thượng không được mặt bàn, nhưng có tiền là thật đánh thật. Nàng chết phía trước, một ít thực hồng minh tinh động bất động một bộ diễn chính là mấy ngàn vạn. Duy nhất có thể an ủi chính mình chính là, nữ minh tinh dễ dàng bị phù hoa mê mắt cuối cùng dục hát khó bình, chờ tuổi già sắc suy không chịu tiếp thu hiện thực liền sẽ quá đến sa đọa thất vọng. Kết quả Tùng kỳ bên người nam nhân tự hồ ở nói cho nàng đối phương không có xa đọa dấu hiệu. Thậm chí đã sớm tính toán cùng ngoài vòng người kết hôn. Khúc miêu miêu không rõ, vì cái gì chính mình tình trạng ở trở nên càng tốt đồng thời, Tùng kỳ cũng ở trở nên càng tốt. Chẳng lẽ, mặc kệ đời trước vẫn là đời này, nàng xứng đáng vĩnh viễn bị Tùng kỳ đè nặng sao? Giờ khắc này, khúc miêu miêu ghen ghét đến phát cuồng. Chương 39 Tùng kỳ mới không phản ứng nàng xem nàng giống gặp quỷ giống nhau đại chịu đã kích bộ dáng, trong lòng kỳ thật không cảm thấy khoái ý, ngược lại cảm thấy càng không thể hiểu được. Nàng nhìn chầm chầm khúc miêu miêu vài lần, liền ngạo kiều mà ném xuống một câu, ngươi về sau thiếu chạy nhà ta phát bệnh nha. Ta sợ đến bệnh chó dại. Nói xong, môn phanh một tiếng, dùng sức đóng lại. Ngoài cửa khúc miêu miêu bị tiếng đóng cửa cả kinh chấn động, từ ghen ghét trong thất thần tỉnh lại, hàm răng cắn đến thanh khách rung động. Không quan hệ, không đi cũng không quan hệ cửu cửu có tiền chỉ cần hắn biểu lộ ra muốn tìm tùng kỳ đóng phim điện ảnh ý tứ người bình thường ai có thể cự tuyệt được đại màn ảnh dụ hoặc đâu tùng kỳ không biết khúc miêu miêu vặn vẹo mưu trí chính hùng hùng hổ hổ đâu ha hả cho rằng phép khích tướng đối ta hữu dụng sao ta mới không đi nàng lẩm bẩm kêu bạn trai xoay người ký hòa bắc thành thật xoay người giây tiếp theo tùng kỳ liền vui sướng mà bổ nhào vào hắn bối thượng hắn phản ứng nhanh chóng, vội vàng duỗi tay cổng lên nàng. Dính đầy bột mì đại trưởng tức khắc ở tùng kỳ ăn mặc màu đen kiện mỹ quần trên đùi lưu lại hai cái màu trắng bàn tay ấn. Ký hòa bắt khóe miệng nhỏ đến không thể phát hiện trừ trừ, coi như không thấy được. Tùng kỳ cũng đã quên hai người mới vừa sờ xong khoanh tay da, trên tay đều không sạch sẽ, căn bản không nhớ tới quần áo muốn tao ương. Tay đáp ở ký hòa bắt trên vai, quán giận đến hăng say đâu. Nếu không phải ba cùng khúc lão sư là đồng sự, Nhà của chúng ta ai đều không nghĩ uống nàng rượu mừng, nàng chính là chán ghét quỷ. Ngươi nói nàng có phải hay không có bệnh a? À, như thế nào như vậy để ý ta có đi hay không a? À? Khẳng định là tính toán ở đính hôn rượu thượng cho ta ra oai phủ đầu a, à, ha hả, đáng tiếc bổn tiểu thư thông minh tuyệt đỉnh mới sẽ không dễ dàng như vậy mắc mưu, ta liền không đi, hắc, ta liền không đi, không cần ký hòa bắt phản ứng, tùng kỳ một người có thể bá bá nửa giờ, nàng chính là ghen ghét ta ghen ghét ta lại mỹ lại có ngươi như vậy soái bạn trai. Bá bá khi còn không quên chụp bạn trai mông ngựa. Ký hòa bắt nghe được buồn cười không thôi, đúng đúng đúng, ghen ghét. Tùng kỳ hừ một tiếng, không phải ta tâm nhãn tiểu đoán mò, là lúc trước không hoàn toàn nháo phiên khi, nàng chính mình nói. Lúc ấy nàng còn ngây ngốc cho rằng nhân gia đây là tự ti đâu. Còn an ủi nửa ngày. Kết quả, không nói cũng thế. Thật đương chính mình không biết đâu nàng cùng cảnh A-di nhưng thích lấy bằng cấp dẫm chính mình. Bất quá nói đến bằng cấp. Tùng kỳ nhìn ký hòa bắt tròn tròn cái óc, ánh mắt có chút vui sướng khi người gặp họa. Buồn bã nói, Nga ta đã hiểu, nàng tính toán ở tiệc trụ thượng khoe khoang nàng cùng nàng lão công chỉ số thông minh cùng bằng cấp, rốt cuộc nhân gia hai cái sinh viên, đôi ta một cái sơ trung tốt nghiệp một cái cao trung tốt nghiệp. Này bài mặt không phải thua định rồi sao? Lời này làm ký hòa bắt không lời gì để nói đối với chính mình chỉ thượng đến sơ trung việc này, hắn đã sớm qua lòng mang khúc mắt tuổi tác. Nhiều năm như vậy trải qua nói cho hắn, liền toán học nghiệp hoang phế, chỉ cần hắn bất tử, chỉ cần hắn đầu óc còn ở, hắn là có thể thông qua đủ loại con đường học tập hắn yêu cầu đồ vật. Mà đương tiền đạt tới nhất định con số, đương có thể dễ dàng thu hoạch mới nhất tin tức, bằng cấp kia tờ giấy đối hắn mà nói đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Cho nên nghe được Tùng Kỳ cái này ấu trĩ suy đoán, ký hòa bắt cười khẽ hai tiếng. Nói, ân ân, ít nhiều bảo bảo anh minh thần võ quyết định, chỉ cần chúng ta không đi kia nàng cũng đừng tưởng dẫm chúng ta. Hắn không quen biết cái kia kêu khúc miêu miêu nữ nhân, không rõ ràng lắm đối phương có thể hay không giống Tùng Kỳ nói như vậy ấu trĩ. Nhưng làm một cái ưu tú bạn trai, vị hôn phu, thời điểm mấu chốt biểu đạt đối bạn gái duy trì là rất cần thiết. Kỳ đương nhiên, Tùng Kỳ dáng ở hắn bối thượng lãi nhãi, ký hòa bắt không đánh gãy nàng. Cũng không nhắc nhở nàng hai người việc còn không có làm xong liền cổng nàng ở hẹp hòi phòng khách đến đại môn tiểu đạo qua lại đi. Thường thường phụ họa một câu. Qua một hồi lâu, Tùng Kỳ bản thân nhớ tới chính sự nhi không làm xong rồi. Chụp hạ ký hòa bắt bả vai, ý bảo hắn phóng chính mình đi xuống. Mau mau mau, chạy nhanh đem khoanh tay bao xong, chờ ba mẹ vừa đến gia liền có thể lập tức hạ nồi. Nàng đánh tiểu liền giúp đỡ trong nhà làm việc, bọc đánh tay cơ hồ vài giây một cái, lại mau thành phẩm lại đẹp. Khoanh tay da ở nàng trong tay đặc biệt nghe lời nhỏ dài ngón giữa một câu, da mặt bên cạnh lại uốn éo, thuyền nhỏ dường như khoanh tay thành hình. Đổi ký hòa bắt tới làm, mỗi một cái bước đi đều phản phất ở làm trên thế giới nhất phức tạp thực nghiệm. Hoặc là gia tan, hoặc là nhân quá nhiều đem da tể phá, hình dạng còn xấu đến thiên kỳ bách quái. Tùng kỳ biên bao, biên nhìn kia đôi xấu khoanh tay. Tấm tắc trêu chọc, ngươi tay vì cái gì như vậy không nghe sai sự đâu. Mỗi một cái đều hảo có đặc sắc. Hà Nội ít nhất một nửa đến tán ký hòa bắt nhướng mày cười như không cười cái này kêu tình yêu khoanh tay riêng cho ngươi chuẩn bị ngoan a à, ta cùng ba mẹ sẽ không theo ngươi đoạt khi dễ người a à. tùng kỳ nghẹn nghẹn ai là ngươi ba mẹ a à, có bản lĩnh ta ba mẹ trở về ngươi cũng như vậy kêu khi đương nhiên không dám trước lén nhiều kêu vài tiếng luyện một luyện miễn cho chính thức sửa miệng năng miệng ký hòa bắt cố ý đậu nàng nói đến sửa miệng tâm tâm niệm niệm cầu hôn nghi thức không hề dấu hiệu tùng kỳ thất vọng mà vương dính một mì ngón tay hướng ký hòa bắt ngực chọc chọc nói tốt cầu hôn đâu đều quá mấy ngày rồi một chút bóng dáng đều không có ký hòa bắt ngươi không thành ý a à, khó trách đều nói nam nhân trong miệng không một câu nói thật oan uổng a à, đại nhân ký hòa bắt vẫn như cũ ở nhéo hắn xấu khoanh tay ngoài miệng kêu oan uổng trên mặt lại một chút nhìn không ra sốt ruột kinh hỷ còn ở trên đường ngươi xác định muốn ta hiện tại nói sao kia tính đừng nói nữa đều nhẫn mấy ngày rồi không kém về điểm này thời gian xác định hắn không thuận miệng lừa gạt tùng kỳ không thúc giục vội vàng đem cuối cùng một chút da dùng xong thấy nhân thịt chỉ sợ có dư thừa nàng bắt đầu cho mỗi một cái khoanh tay tăng giá cả dư lại mười mấy khoanh tay mỗi người tròn vo béo đô đô nếu không phải nàng tay nghề cao siêu nhân đã sớm bài trừ tới đang 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 đại sư vừa ra tay liền biết có hay không nhìn xem ta nhìn nhìn lại ngươi ai ta thật là lợi hại a à. tùng kỳ một tay chống nạnh một tay chỉ vào bàn ăn nàng bao ra tới giang sơn đắc ý phi phàm ký hòa bắt thấy thế bật cười thật là dễ dàng thỏa mãn a à. đúng, đúng 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 ngươi lợi hại nhất ngày kế khúc miêu miêu đính hôn chỉ có tùng trí uyên cùng hứa tuệ anh đi hôm nay vừa lúc là thứ bảy tùng kỳ trước tiên cấp trường dạy lái xe gọi điện thoại nói cho huấn luyện viên chính mình hôm nay bất quá đi rồi sau đó ký hòa bắt tiếp nàng đem xe chạy đến một chỗ vứt đi sân bóng đúng vậy sấn cha mẹ ra cửa uống rượu mừng tùng kỳ quyết định luyện xe luyện chính là ký hòa bắt trong nhà ăn hôi kia một chiếc ký hòa bắt trước đem ghế dựa điều chỉnh đến thích hợp tùng kỳ độ cao lại ngồi vào phó giá cảm giác cùng ở trường dạy lái xe luyện xe hảo không giống nhau đâu đối mặt huấn luyện viên nàng kỳ thật không như vậy khẩn trương đại khái là dù sao giao tiền làm lỗi liền làm lỗi nên ngươi dạy ta tâm thái mà ở ký hòa bắt trước mặt đâu, Tùng Kỳ liền mặt danh sợ hãi chính mình lại một không cẩn thận phạm xuẩn. Lái xe đâu, ngầm nhiều luyện luyện liền hảo, nhà mình xe trước quen thuộc quen thuộc xúc cảm. Bất quá hiện tại bằng lái khảo hạch quy tắc có phải hay không sửa lại. Cứng nhắc quy định muốn luyện mãn 2 tháng mới cho khảo thí tư cách. Tùng Kỳ nghiêng đầu, suy nghĩ 2 giây. Lắc đầu, không có đi, tùy thời đều có thể làm huấn luyện viên hỗ trợ báo danh, chẳng lẽ. Đây là bình an trường dạy lái xe đặc có ưu thế lúc này lý luận học tập nội dung cũng không nhiều. Khảo thí cũng không có máy tính, chỉ có lựa chọn phán đoán cùng hỏi đáp đề. Mà khoa tam vô luận lớn nhỏ xe đều giống nhau, yêu cầu nắm giữ đổi trắng, ly hợp cùng chân ga vận dụng. Chỉ cần lên xe cơ hội nhiều là có thể ở thực trong khoảng thời gian ngắn học được. Tùng kỳ ngay từ đầu còn có điểm chân tay vụng về, động tác ngây ngô. Đầu óc tỏ vẻ minh bạch, nhưng chân dễ dàng làm lỗi. Nhưng ở ký hòa Bắc Kiên nhẫn chỉ đạo hạ, dần dần không hoảng hốt bắt đầu có tinh lực phun tàu huấn luyện viên, ta báo danh thời điểm cái gì cũng tốt tốt, kết quả mới luyện 3 ngày, học xe người đột nhiên từ 2-3 cái biến thành 7-8 cái, người tưởng lên xe A, còn phải cấp huấn luyện viên đưa yên, nhân gia nhưng chọn, còn cần thiết là Trung Hoa, khác đều coi thường đâu. Mỗi đống cơm trưa, ta cùng mặt khác mấy cái học viên gánh vác rượu cùng đồ uống, cộng thêm hai bao Trung Hoa, huấn luyện viên nói nửa tháng bao sẽ. Tuy rằng không phải ta một người bị tể, nhưng vẫn là hảo sinh khí học cái xe mà thôi, thượng một bộ diễn thù lao đóng phim đều tiêu hết, kết quả nửa đường còn phải xuất huyết nhiều hối lộ. Ngươi tưởng nuôi khoảng A, không có cửa đâu. Nhân gia văn phòng nói thẳng không cái kia cách làm. Ký hòa bắt nhíu mày. Hắn dám làm, liền liệu định sẽ không bị phạt. Nói trắng ra là, thu lễ hành vi đại khái xuất là trường dạy lái xe ngầm đồng ý, là huấn luyện viên nhóm trong lòng hiểu rõ mà không nói ra nước luộc mảnh đất. Việc này trừ bỏ tức giận, bên ngoài thượng thật đúng là không khác phương pháp giải quyết bởi vì trường dạy lái xe là quốc doanh bọn họ cùng bằng lái khảo thí ở cùng điều ích lợi liên thượng ngươi nếu là đem người đắc tội quá mức bọn họ có thể ở báo danh thượng tạp ngươi kia vốn dĩ một tháng là có thể bắt được sách vở có thể kéo sau vài tháng bởi vậy liền tính lại khó chịu huấn luyện viên tao thao tác trừ bỏ tìm người cảnh cáo hoặc là đổi một nhà trước tiên chuẩn bị tốt ai cũng lấy bọn họ không làm sao được bất quá không chờ ký hòa bắc đưa ra kiến nghị, tùng kỳ đã từ phun tàu trường dạy lái xe chuyển tới năm cũ đêm công tác. hiển nhiên nàng không muốn cho ký hòa bắc làm cái gì, chính là đơn thuần phun tàu phát tiết cảm xúc mà thôi. ký hòa bắc lại để ở trong lòng, chờ tùng kỳ lại hồi trường dạy lái xe bên kia đi học khi liền phát hiện huấn luyện viên trở nên hòa ái dễ gần, người khác tặng lễ hắn cư nhiên chủ động cự tuyệt, có thể nói đồng tử động đất. bất quá lúc này nàng là không biết sở hữu tinh lực đều ở trên xe. Dẫm ly hợp. Đánh tay lái, động tác mau một chút, hảo. Đại khái là ký hòa bắc ở bên người làm nàng cảm giác an toàn tràn đầy, trừ bỏ ngay từ đầu sợ hãi làm sai bị dễu cực, chậm rãi rơi vào cảnh đẹp. Hai người luyện một buổi sáng xe. Theo sau lại chạy đến tinh hải hoa viên xem tân phòng. Tới rồi bên kia mới biết được, trừ bỏ chính mình kia một hộ, cùng tầng lầu mặt khác tam hộ là liên thông, đều thuộc về ký hòa bắc. Như vậy xảo, Tùng Kỳ hoài nghi đôi mắt nhỏ ở nam nhân trên người quét tới quét lui. Ký Hòa bắt nhẹ sẩn, không khéo. Nào có cái gì trùng hợp, mỗi một lần tư ngộ vài phút đều là hắn chờ đợi mấy giờ kết quả. Chỉ có ở công trường gặp được kia một lần, chỉ do ngoài ý muốn. Nga. Tùng Kỳ tiến đến trước mặt hắn, mắt to chớp chớp. Nhìn đến hắn chuyên chú đôi mắt chính mình. Tự tin đến tự luyến nói, ta đã biết, tưởng gần quan được ban lộc sao? Âm cuối kéo đến thật dài lão trường nói xong lại ảo não mà đô khởi miệng. Nếu sớm một chút hiểu được ngươi có lòng muôn giả thú, ta liền không nên trực tiếp hỏi ngươi, sau đó nên làm ngươi truy ta cái 10 năm 8 năm, ta lại thập phần cảm động sau đó cự tuyệt, chúng ta lôi kéo cẩu huyết một phen, a a a, đừng cào ta ngứa, ha 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 ha. Ha 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 ha. Ta sai rồi ta sai rồi, không náo loạn. Phải không? Tùng Tiểu Kỳ ngươi nói cái gì, ta giống như không nghe rõ. Ha ha ha. Cách nhi ha ha thật sai rồi ta hỏi rất hay hỏi đến diệu hỏi đến oa oa kêu thật sự giả a à? thật sự thật sự lão công ngươi đừng cào ta ngứa ta cử cờ hàng nghịch ngợm này đóng lâu tháng chạp sơ giao phòng này một chút trong lâu trang hoàng công nhân ra ra vào vào tuy nói này một tầng chỉ có hai người bọn họ nhưng không trang hoàng phòng ở một chút cũng không cách âm hai người vui cười đùa giỡn một lát liền ngừng nghỉ kia chúng ta về sau không được bên này nói, ngươi giữ lại cho mình này tam bộ liền rất lãng phí a. À. một bộ chính là hai ba mươi vạn, trong đó hai hộ diện tích so Tùng Kỳ trong nhà mua này bộ đại một phần hai. tam bộ bán đi mau tiếp cận trăm vạn. hiện tại toàn đặt ở nơi này ăn hôi. tuy rằng không phải chính mình, nhưng Tùng Kỳ vẫn là đau lòng. ký hòa bắt khóe môi hơi câu, không lãng phí, lưu lại chúng nó thật là nghĩ đến cái cận thủy lâu đài. không nghĩ tới a người nào đó như vậy thiếu kiên nhẫn ta chuẩn bị một loạt theo đuổi thủ đoạn một cái cũng vô dụng thường. Ai nha ngươi còn nói, ngươi còn nói. Không có trải qua ký hòa bắt điên cùng đuổi theo không tha loãng soạn loãng soạn tạp tường cầu ái quá trình, tùng kỳ có loại bỏ lỡ 100 triệu cảm giác. Nhưng nếu là thời gian chảy ngược, lại lần nữa trở lại kia một ngày, nàng đại khái vẫn như cũ sẽ nhịn không được trực tiếp hỏi. Bởi vì rối rắm lôi kéo gì đó, nàng nhất không kiên nhẫn. Chờ hoáng hoa khê trụ lâu không thú vị, chúng ta liền dọn đến tinh hải hoa viên trụ. Phòng bổn xuống dưới ta liền kêu người đem này tam bộ toàn chuyển ngươi danh nghĩa. Tùng kỳ đột nhiên ngẩng đầu, tiểu biểu tình mờ mịt, cho ta. Vì cái gì? Xính lễ chi nhất? Ký hòa bắt từ sau lưng ôm nàng. Xuyên thấu qua còn không có trang cửa sổ ban công nhìn về phía tiểu khu trung đình hoa viên. Ông Thanh nói, tinh hải là công ty khai hỏa chiêu bài để nhất thương, các phương diện đều kiến tạo thật sự dụng tâm, liền tính quá 10 năm, 20 năm, nó vẫn như cũ sẽ là dung thành hoàn cảnh tốt nhất tiểu khu chi nhất. Kỳ kỳ, ta nói vĩnh viễn ái ngươi hộ ngươi không phải lời nói dối. Tùng kỳ. Chính mình không hoài nghi a à. Nhưng thế sự vô thường, ta cũng lo lắng nào một ngày chính mình liền thay đổi, thành thương tổn ngươi cái kia, hoặc là phát sinh ngoài ý muốn, hoặc là khác. Nửa câu sau hắn chưa nói xuất khẩu. Nhưng Tùng Kỳ nghe hiểu. Sợ hãi ngày nào đó ở cảm tình thượng thương tổn nàng, sợ hãi ngoài ý muốn tiến đến chưa kịp công đạo quá nhiều cho nên nay từ đầu liền kiệt lực bảo đảm vật chất thượng sẽ không bạc đãi như vậy mặc dù nàng tổn thất những thứ khác vẫn như cũ có thể có được một tuyệt bút tài sản cố định ân nói như thế nào đâu lý giải nhưng nghe thật sự vô ngữ đều nói cái gì a à? này còn không có kết hôn đâu ngươi liền tính toán khả năng muốn cô phụ ta lâm vào tình yêu khi nên thế nào chính là muốn quên mất hiện thực muốn đắm chìm ở xã hội không tưởng, hết thảy vì ái nhường đường A. Đổi cái một lòng đắm chìm ở tình yêu nữ hài tử, nghe xong lời này đại khái sẽ thương tâm muốn chết, tức giận mắng đối phương suy nghĩ đường lui muốn chia tay. Bởi vì ký hòa bắt lời này hiện thực đến đáng sợ, đối luyến ái trung người tới nói, tuyệt đối thuộc về đại đại giảm phân hạng. Nhưng Tùng Kỳ lại thực minh bạch đối phương tâm ý. Nàng chinh lăng vô ngữ, nhưng một chút khí đều sinh không đứng dậy. Nàng tưởng, đời này nàng đại khái làm không được thuần túy luyến ái não bởi vì nàng thế nhưng thực lý giải ký hòa bắt cách làm đổi làm là nàng chính mình đương nàng có được nhiều như vậy vật ngoài thân lại như vậy ái một người khi cũng sẽ tận khả năng cấp đối phương lưu lại bảo đảm ái ở đâu tiền ở đâu những lời này thực tục nhưng lại giống như rất hữu dụng ân hừ tam phòng xếp là đủ rồi sao ta cảm thấy không đủ sấn ngươi không thay đổi tâm trước ta phải nghĩ cách làm ngươi toàn bộ biến thành ta ngày nào đó ngươi thương tổn ta vậy ngươi liền hai bàn tay trắng. Tùng Kỳ xoay người, trở tay ôm hắn cổ. Kiều Thanh tuyên bố chính mình muốn đào rỗng hắn tài sản hùng vĩ giả tâm. Lời kia vừa thốt ra, ký hòa bắt cắt cao ôm Tùng Kỳ hai tay hơi hơi lỏng chút. Qua Nga, kia chẳng phải là cả đời đều phải nhìn chầm chầm lao ta, ai nha, ta sợ quá. Tùng Kỳ ra vẻ hung ác mà cắn hắn cầm một ngụm, hàm hồ nói, sợ sao? Mau xin tha, bổn tiểu thư cho ngươi lưu cái ngóc ngét một vạn lão bà, kỳ kỳ, đại tiểu thư, tha ta đi. Ký hòa bắt nhậm nàng hàm răng nhẹ gặm, phối hợp diễn kịch. Rầu rỉ cười, ngực truyền ra chấn động. Hai người một người xin tha một lần, tùng kỳ trong lòng thoải mái. Ngữ khí cũng đứng đắn lên. Một chút thu ngươi vài căn hộ, ta cảm thấy chính mình chân muốn giữ không nổi. Nàng ai oán mà liếc ký hòa bắt liếc mắt một cái. Ký hòa bắt nháy mắt đã hiểu, môi mỏng ở nàng chu cánh môi thượng dán một chút, lại dán một chút không có việc gì làm mẹ đánh ta chân đến lúc đó ta giữ chặt bọn họ ngươi dơ chân liền chạy bất quá lão bà chờ ta chân chặt đứt ngươi cần phải chiếu cố ta cả đời không thể bỏ xuống ta mặc kệ a à. lão bà này xưng hô nghe một lần không thói quen cảm giác quá đột nhiên nhưng nhiều nghe vài lần giống như còn mang êm tai tùng kỳ bị hắn bán thảm tiểu dạng nhi đậu đến khanh khách cười không ngừng hảo a à, xem ở ngươi liều mình cản phía sau phân thượng đừng nói hai cái đùi đoạn rớt ba điều chân chặt đứt ta cũng không vứt bỏ ngươi ký hòa bắt a à, phải không ta đây thật là cảm ơn ngươi không rời không bỏ a à. tùng kỳ chớp chớp mắt kinh giác chính mình nói gì đó khuôn mặt nhỏ thông hoàng đều do khả khả động bất động liền nói cái nào nam diễn viên ba điều chân ba điều chân cái này hại khổ chính mình ô ô ô nhân gia nội tâm thật sự hảo thuần khiết tùng kỳ trong lòng rít gào trên mặt lại ở ra vẻ bình tĩnh một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng không khách khí hai vợ chồng sao ngươi thế nào ta đều không chê ngươi chờ ký hòa bắt ý vị thâm trường chờ chờ liền chờ ta sợ ngươi a à. yếu thế là không có khả năng yếu thế tùng kỳ ngạnh cổ gọi nhịp vui sướng kích thích sự nàng sợ cái gì không sợ chỉ có chờ giống cá mặn dường như bị chiên lại đây lật qua đi khi tùng kỳ mới rơi lệ đầy mặt khóc chíp chíp hô to lúc này lưu nước mắt chính là lúc trước trong đầu tiếng thủy. Ai làm nàng nói ẩu nói tả, phi cùng một đầu sói đói phân cao thấp nhi. Nhân gia quân tử báo thù, 10 năm không muộn đâu. Thời gian ở tình yêu cùng nhiệt trung tình lữ trên người phản phất bị trang bị máy da tốc. Trong chớp mắt, mấy giờ liền đi qua. Chờ hai người về nhà, Tùng Trí Uyên hai vợ chồng đã đã trở lại. Nhìn thấy ký hòa bắt xuất nhập Tùng Gia, trong lâu hàng xóm đã tập mãi thành thói quen dù sao cũng là qua minh lộ vị hôn phu thê đừng nói mỗi ngày tới bái phỏng liền tính ở tùng gia qua đêm kỳ thật cũng là thực bình thường sự ký hòa bắt thuần thục mà cùng hàng xóm nhóm chào hỏi ngẫu nhiên cũng cùng đại gia kéo kéo việc nhà bởi vì chủ động giao hảo nói chuyện lại thập phần lễ phép thỏa đáng hắn cái này tùng gia tương lai con rể cấp tứ trung công nhân viên chức nhóm lưu lại ấn tượng vẫn luôn khá tốt đại gia thấy hắn cùng tùng kỳ tay trong tay vào cửa đều thiện ý cười một cái trùng trùng các ngươi hôm nay đi nơi nào tiệc trụ tốt nhất giống không thấy được các ngươi đâu ta ba mẹ đi là được tùng kỳ cười đến ngọt ngào dường như làm nũng nói nhà của chúng ta liền đưa một phần tiền biếu bốn há mồm đi ăn cơm quái ngượng ngùng vừa lúc hôm nay hắn có rảnh liền mang ta đi luyện xe lạp di ngươi ở học xe a tùng kỳ gật đầu ân này trận ta tương đối rảnh rỗi liền tưởng trước học vạn nhất về sau dùng đến đâu cũng là Nữ hài tử nhiều học đồ vật tổng sẽ không sai. Hôm nay, nhà ta cũng là ta và các ngươi tống lão sư đi. Lúc này chỗ ngồi cũng là có chú trọng. Phàm là giảng điểm thể diện nhân gia, đều sẽ không một nhà già trẻ tề ra trận. Nói vậy, người khác sẽ nói ngươi toàn gia quỷ chết đói đầu thai, tám đời không ăn qua cơm no. Bất quá, ngươi không đi thật là bỏ lỡ trò hay. Đối diện Văn A Di rõ ràng rất rõ ràng Tùng Kỳ cùng khúc Miêu Miêu không đối phó, vừa nói vừa làm mặt quỷ vừa nghe đến trò hay, Tùng Kỳ lỗ tai giật giật. Chần chờ hai giây, quyết định nghe một chút bác quái lại về nhà. Nàng kéo ký hòa bắt đi đến A Di cửa nhà, cái gì trò hay A? À? Tới tới tới, vào nhà ngồi, chậm rãi nói. A Di cũng là cái lão bác quái nhi, hiểu được nói đến ai khác bác quái muốn lén lút đạo lý, trực tiếp đem Tùng Kỳ kéo vào môn. Hôm nay Miêu Miêu chính là ra nổi bật, không nghĩ tới lão cảnh thâm tàn bất lộ A, à, tự nhiên có cái như vậy có tiền đệ đệ. Nhưng gia ra tay chính là mấy đại vạn tiền biếu. Tùng Kỳ. Nguyên lai like trò hay chính là cái này. Nàng hứng thú thiếu thiếu. Văn A Di, ta đột nhiên nhớ tới. Ai, đừng có gấp đi a, à, ta nói rất đúng diễn không phải cái này. Kia Văn A Di ngươi đừng điếu ta ăn uống a. À. Ngươi nha đầu này, thật là tính nôn nóng. Văn A Di giận không kiên nhẫn Tùng Kỳ liếc mắt một cái, mới chậm rì rì nói, kính trụ khi ra đường rẻ, các ngươi đoán thế nào? miêu miêu cái kia bạn trai cũ, vu nhạc khang chạy tới tạp bãi. Xô đẩy gian tân lang quang suối quẩy, trực tiếp đâm cây cột thượng hôn mê bất tỉnh. a à, vu nhạc khang không phải đến quảng tỉnh làm công đi sao? Tùng kỳ cái này tới tinh thần. Cùng ký hòa bắt nắm chặt tay nhanh chóng đông đưa, hoàn toàn tỏ rõ nàng nội tâm kích động. Văn A Di, đúng vậy, khẳng định là trong nhà hắn người ta nói miêu miêu muốn kết hôn sự, trong lòng không cân bằng chạy tới nháo bái. kia sau lại làm sao vậy? Tùng Kỳ kinh ngạc sau, lại cảm thấy chỉ là vu nhạc khang nháo sự không đáng đại kinh tiểu quái, chẳng lẽ Tân Lan trực tiếp đâm chết đương trường. Hẳn là không đến mức, nếu không Văn A Di đại khái sẽ không như vậy hưng phấn. Văn A Di, kỳ quái nhất sự tới, đại gia đang chuẩn bị đưa Tân Lan Quang đi bệnh viện khi, Tân Lan Quang cư nhiên tỉnh. Sau khi tỉnh lại hắn giống như choáng váng, phi nói chính mình lão bà không phải miêu miêu. Nói đến nơi này, nàng dừng một chút, chờ Tùng Kỳ vai diễn vụ. Tùng Kỳ quả nhiên không phụ sở vọng, sao lại thế này a? À? Kì ai biết, ồn ào xong câu này hắn liền lại ngất đi rồi. Miêu Miêu nghe được lời này kia đương lúc, sắc mặt kia kêu một cái bạch a, à, vừa thấy liền kích thích lớn. Quả thực giống dây tiếp theo cũng muốn đi theo nàng nam nhân ngất xỉu dường như. Tùng Kỳ chết chết miệng. Mặt danh có điểm nhảy nhót. Tuy rằng vui sướng khi người gặp họa không đúng, nhưng cười nhạo khúc Miêu Miêu nàng là một chút không ấy nấy. Ai làm đối phương cách một thời gian liền tới tìm ra đâu nhìn xem, không kích đức chính là muốn suối quẩy. Nàng một vui vẻ, tay liền sẽ nhích tới nhích lui, biểu tình cũng sẽ lên mặt. Cứ việc nàng thực nỗ lực trang đến một bộ trầm trọng đáng tiếc bộ dáng. Nhưng kia thượng chọn đuôi lông mày, linh hoạt trong mắt đều ở nói cho ký hòa bắt nghe được khúc miêu miêu xui xẻo, nàng nhưng cao hứng. Nếu có cái đuôi, lúc này cái đuôi nhỏ tất nhiên diêu thành cánh quạt. Ký hòa bắt đáy mắt mỉm cười, không nói chuyện. Ngoan ngoãn đương bạn gái cùng người nói chuyện phím khi vật trang sức. A à nha, hảo xui xẻo a, à, này ngày đại hỷ trò này tiếp nối trò kia, thật là không may mắn." Tùng Kỳ nói. Chương 40. Bệnh viện. Khúc Miêu Miêu ánh mắt lỗ trống nhìn trên giường bệnh, cái trán đã bao hảo băng vải nam nhân. "Lão bà của ta không phải ngươi." "Lão bà của ta không phải ngươi." "Lão bà của ta không phải ngươi." Trong đầu không ngừng tuần hoàn chạm đất thành hôn mê trước cuối cùng một câu. Nàng ánh mắt thay đổi lại biến chẳng lẽ bị vu nhạc khang cái kia cạn bã va chạm lục thành cũng cùng chính mình giống nhau có đời trước ký ức khúc miêu miêu nắm chặt tay cắn môi dưới móng tay rơi vào thịt môi cũng bị giảo phá hơi hơi thấm huyết nàng lại không cảm giác được một tia đau cả người dường như tới rồi hư vô không gian nhìn quanh bốn phía không có người cũng không có lộ giờ khắc này nàng mờ mịt miêu miêu ngươi ở chỗ này bồi lục thành ta và ngươi ba tìm với người nhà muốn nói pháp đi cảnh hữu cầm banh mặt thập phần sinh khí. Lúc trước đều cùng với người nhà nói hảo, nhà mình không cáo vu nhạc khang đẩy người rơi xuống nước mua sát chưa toại, hai người trẻ tuổi này đoạn chuyện cũ liền ai cũng miễn bàn. Về sau cầu về cầu, lộ về lộ, gặp mặt coi như không quen biết. Lúc này mới bao lâu? Vu nhạc khang liền dám ra đây tạp bãi. Còn hảo hắn không làm trò đại gia hỏi miêu miêu mang thai phá thai sự, nếu không hôm nay khúc gia còn như thế nào xong việc. Sợ là muốn thành trong viện nhiều năm không tiêu tan chê cười. Tựa như hiện tại trong viện lão nhân còn thường thường lưu khởi mười mấy năm trước những cái đó lại xú lại lớn lên vải bó chân chuyện cũ đâu. Tưởng tượng đến vô nhạc khang nháo ra tới phiền toái. Cảnh hữu cầm lại nhìn không được trừng mắt nhìn mắt gặp phải tai họa đại nữ nhi. Xem đi, thức người không rõ lại dễ dàng hôn đầu, làm đến toàn gia năm lần bảy lượt mất mặt, miêu miêu a, à, kêu mẹ nói như thế nào ngươi mới hảo a. À. Khúc miêu miêu mắt điếc tai ngơ. Khúc lão sư liếc thấy phòng bệnh những người khác triều bên này xem đẩy đẩy trên mũi đôi mắt, khó được khuyên nhủ, được rồi, muốn huống nữ nhi về nhà lại huống Còn muốn kêu càng nhiều người chế dễu sao? Cảnh hữu cầm cũng đã nhận ra ăn dư quần chúng nhóm tồn tại. Không tình nguyện ngậm miệng. Trên thực tế, trước mắt tân lan quan tiến bệnh viện, khúc gia trạng huống cũng không hảo đến chỗ nào đi. Vẫn là thành chê cười. Nhưng cân nhắc cân nhắc nói từ, cốt xấu còn có thể đem bãi viên trở về. Còn không phải là nói chuyện đoạn không thỏa đáng không thích hợp luyến ái sao? nhà trai tới nháo tràng thuyết minh nhà nàng miêu miêu luyến ái khi phúc hậu người hảo lúc này mới làm người không bỏ xuống được tắt cho nên bọn họ đến tìm với người nhà muốn nói pháp nếu không đại gia còn tưởng rằng khúc gia chột dạ lúc này mới không dám đánh tới với gia liền càng chứng thực miêu miêu đánh quá thai sự cảnh hữu cầm mang theo trượng phu hùng hổ ra phòng bệnh khúc miêu miêu trước mắt nào có tâm tư quản mặt khác sự nàng linh hồn nhỏ bé cũng không biết phi chỗ nào vậy nghe được cảnh hữu cầm nói như cái xác không hồn gật gật đầu, hảo. Đến nỗi khúc dịp dịp cùng khúc tư nguyên, tất bị cảnh hữu cầm an bài hồi tửu lầu tiếp đón cửu cửu, dẫn hắn về trước khúc gia. Nếu là ngày thường, nghe được khúc dịp dịp cùng khúc tư nguyên muốn đơn độc cùng cửu cửu ở chung, sợ hãi bọn họ bị cáo già xảo quyệt cửu cửu tẩy não, khúc miêu miêu nhất định sẽ ngăn trở. Còn là câu nói kia, lúc này nàng đại não đã đình chỉ tự hỏi. Cái gì cũng không tưởng, cái gì cũng tưởng không được. Liền xuất thần nhìn trên giường bệnh nam nhân, thường thường vuốt bình thản như lúc ban đầu bụng nhỏ không biết qua bao lâu khả năng một giờ khả năng hai cái giờ trên giường bệnh nam nhân đột nhiên rên rỉ hai tiếng khúc miêu miêu hoàng hồn ánh mắt lập lòe vô cùng khẩn trương nhìn hắn tưởng tới gần lại sợ hãi nhìn đến đối phương trên mặt xuất hiện chính mình cũng không muốn nhìn đến biểu tình nàng cũng sợ hãi lục thành nhớ tới đời trước nàng khi đó nàng đứng ở tùng kỳ bên người bị sấn mà ảm đạm không ánh sáng thực không có tồn tại cảm Khúc miêu miêu thậm chí cảm thấy tự biết xấu hổ, có loại quay đầu liền đi xúc động. Nàng ở trước giường bệnh dừng lại chân. Mà trên giường bệnh Lục Thành, kỳ thật sớm tại 10 phút trước liền đã tỉnh. Hắn là Lục Thành, lại là hơn 20 năm sau Lục Thành. Tỉnh lại trong nháy mắt, hắn phân không rõ ràng lắm chính mình thân ở nơi nào. Hắn hẳn là ở trống trải xa hoa trong văn phòng, ở toàn bộ thành thị trung tâm, nhìn xuống phía dưới ngựa xe như nước. Mà không phải ở một cái niên đại cảm tràn đầy tử lầu, cùng vong thê bằng hữu kết hôn hắn nhớ rõ rất rõ ràng hắn thê tử là tùng kỳ cứ việc tùng kỳ tai nạn xe cộ qua đời cứ việc đoạn hôn nhân này cuối cùng mấy năm hai người đã đến thế như nước với lửa gặp mặt liền đánh nông nổi nhưng lục thành không nghĩ tới người khác thay thế được nàng địa vị chẳng sợ tùng kỳ mang theo bọn họ hảo nhi tử nơi chốn cùng hắn đối nghịch người đến trung niên còn ý đồ lấy phu thê cùng sở hữu tài sản chi danh nhúng tay công ty sự lục thành tức giận hoang mang không hiểu nàng một gia đình phụ nữ lăn lộn này đó làm gì. Phòng ở, xe, châu báu, hoa phục, nào giống nhau hắn bạc đãi nàng. Mỗi tháng bảy vị số tiền tiêu vặt, nàng rốt cuộc nơi nào không thỏa mãn. Hắn vô số lần mắng Tùng Kỳ không lương tâm, nhưng không hề nghi ngờ, bọn họ hai mẹ con so bên ngoài nữ nhân cùng tư sinh tử quan trọng nhiều. Mà hiện tại, hắn rốt cuộc tiếp nhận rồi chính mình trở lại hơn 20 năm trước sự thật. Nhìn nhau mà sinh ghét thê tử không quen biết chính mình, liên tiếp cùng chính mình đối nghịch nhi tử tự nhiên cũng không tồn tại hắn bên người là nữ nhân khác đối phương còn mang thai quan trọng nhất chính là nữ nhân này cũng là từ tương lai trở về lục thành tâm tình phức tạp nói không rõ là tiếc nuối vẫn là như thế nào nhưng ở trong thời gian ngắn nhất hắn liền làm tốt quyết định duy trì hiện trạng sự nghiệp của hắn đã so đời trước cùng lúc nhanh rất nhiều lần hắn chỉ nghĩ ở ngắn nhất thời gian trở lại địa vị cao mà không phải cùng vong thê không, hiện tại là vợ trước, không phải cùng nàng dây dưa. Đại khái là người đến trung niên, coi trọng đã sớm không phải tình tình ái ái. Nếu là hơn 20 tuổi hắn trở lại hiện tại, có lẽ sẽ không chút nghĩ ngợi liền chạy đến tùng kỳ trước mặt, lại nói cho nàng, nam nhân kia không phải nàng quy túc, chính mình. Mới là, nếu là tùng kỳ không tin, không quay đầu lại xem chính mình, hắn có lẽ còn sẽ quỳ xuống đất dây dưa, khóc lóc thảm thiết, vẫy đuôi lấy lòng. Bởi vì, tuổi trẻ khi hắn là thật sự ái nàng A. Ái nàng tươi đẹp, ái nàng ánh mặt trời, ái nàng cả người giàu dạt sinh mệnh lực. Mấy cái sản phẩm thí nghiệm thất bại nhật tử, hắn là dựa vào thê tử cổ vũ cùng tín nhiệm vượt qua. Ở nàng trước mặt, hắn nỗ lực tàn khởi ti tiện một mặt, hắn hy vọng chính mình ở trong lòng nàng là hoàng mỹ, đáng giá phó thác. Nhưng hơn 40 tuổi hắn, tình yêu đã sớm thành bắt được nữ nhân phương tâm đạo cụ. Biết rõ là nói dối, lại vẫn có thể làm các nữ nhân thiêu thân lao đầu vào lửa vũ khí sắc bén. Kỳ thật hắn thật lâu không biết cái gì là tình yêu. Có lẽ là lần đầu tiên ngoài ý muốn ngủ nữ nhân khác, có lẽ là bị lạc ở mặt khác nữ nhân thổi phòng trung. Có lẽ là nghe được thương trường thượng hồ bằng cẩu hữu nhóm đối trong nhà bà thím già làm thấp đi, hắn ý đồ dung nhập sau. Hỏi Lục Thành hối hận sao? Có một chút hối hận. Nhưng hối hận không phải dưỡng tiểu tình nhân làm ra tư sinh tử, mà là không tàn hảo kêu Tùng Kỳ phát hiện. Từ Tùng Kỳ phát hiện hậu thiên thiên cuồng loạn nháo ly hôn, có từng có nửa điểm tuổi trẻ khi khả nhân bộ dáng, nhi tử cũng có thể hận, không nghĩ hắn dưỡng cái này ra có bao nhiêu vất vả, chỉ biết con mẹ nó trả giá, con mẹ nó thương tâm. Hắn đương nhiên không có khả năng đồng ý ly hôn. Hắn hết thảy đều là hôn sau dốc sức làm ra tới. Nếu là ly hôn, sai lầm phương lại là chính mình, hắn đạt được ra hơn phân nửa thân gia cấp Tùng Kỳ một khi tới rồi như thế nông nổi, vạn nhất tùng kỳ cùng đối thủ của hắn nhóm liên hợp, hắn vất vả nửa đời chế tạo tập đoàn rất có thể bởi vì cổ quyền phân tán mà mất đi khống chế quyền. Lục Thành không tiếp thu được, cho nên hắn lựa chọn kéo. Không nghĩ tới, Tùng Kỳ ra tai nạn xe cộ không có. Hắn thương tâm đồng thời, xác thật cũng nhẹ nhàng thở ra. Cho nên, ở biết rõ ràng chính mình trọng sinh ở tuổi trẻ khi, Lục Thành kinh ngạc mê mang, nhưng thực mau liền loát thanh trạng huống chính mình đã đã biết tương lai, công ty phát triển chiêu số đã đi qua một lần, nên dẫm hố đều dẫm quá, tình yêu lại là đã sớm phai nhạt rác rưởi, bất quá là chỉ dư tiết núi đồ vật. Hắn hà tất cành mẹ đẻ cành con, đi tìm tùng kỳ đâu. Huống chi. Hôm nay tiệc rượu thượng, hắn tự hồ thấy được nhạc phụ nhạc mẫu. Này liền ý nghĩa hai nhà là rất quen thuộc. Đời này ký ức cũng ở nói cho hắn, Tùng Kỳ cùng Khúc Miêu Miêu đã từng muốn hảo quá. Nhưng đời trước hắn gặp qua nàng sao? tùng kỳ chơi đến cốt nữ tính bằng hữu quá nhiều tuổi trẻ khi hắn còn rất thủ nam đức không cẩn thận quan sát quá này đó nữ nhân nhưng mặc kệ nói như thế nào chính mình đã không có cùng tùng kỳ ở bên nhau khả năng làm trà trộn thương trường nhiều năm người làm ăn cân nhắc lợi hại duy lợi là đồ đã khắc vào lục thành trong xương cốt hắn không tính toán cùng khúc miêu miêu làm bất luận cái gì thẳng thắn càng không có cùng từ tương lai trở về thân thiết cảm hắn quyết định làm bộ cái gì cũng không biết như vậy chủ khống quyền vẫn như cũ ở trong tay hắn. Ta đây là ở nơi nào? Lục Thành che lại cái trán, nhìn về phía Khúc Miêu Miêu, suy yếu hỏi. Khúc Miêu Miêu chần chờ hai giây. Nàng liếm liếm khô khốc cánh môi, thanh âm phản phất là vô ý thức phát ra tới, bệnh viện, ngươi. Ngươi còn nhớ rõ chính mình là ai sao? Miêu Miêu, ngươi hỏi đây là cái gì ngốc vấn đề? Nam nhân kia đâu? Báo nguy sao? Ngươi đã cùng hắn chia tay hắn còn đuổi theo không bỏ, quả thực không phẩm. Có phải hay không dọa đến ngươi, chúng ta nhi tử không có việc gì đi. Lục thành thương tiếc mà nhìn nàng bụng, cái này làm cho khúc miêu miêu một trận hoảng hốt, hắn như thế nào? Chẳng lẽ hắn không phải cùng chính mình giống nhau? Nghĩ vậy nhi, khúc miêu miêu tự do ánh mắt dần dần ngắm nhìn. Thật cẩn thận lại mãn hàm chờ mong hỏi, lục thành, ngươi hôn mê trước. Vì cái gì muốn nói ngươi lão bà không phải ta? Lục thành gãi gãi đầu, biểu tình kinh ngạc hoài nghi, cái gì? ta nói cái này ta không ấn tượng a à. thật sự nghĩ không ra sao khúc miêu miêu bình tĩnh nhìn hắn ánh mắt không mang theo chớp mắt tự hồ tưởng từ hắn vi biểu tình nhìn ra điểm cái gì nhưng lục thành há là như vậy đẹp hiểu hắn giật mình nhíu mày một bộ lăn đầu thanh bộ dáng ta còn đã làm cái gì không tốt lắm hành động sao thực xin lỗi miêu miêu không nghĩ tới chúng ta đến hôn rượu làm thành như vậy vĩ khuất ngươi khúc miêu miêu còn chưa phản ứng lại đây Nước mắt đã không chịu khống từ gương mặt chảy xuống. Tuy rằng nàng có rất nhiều tính kế, tưởng hung hăng dẫm tùng kỳ một chân, nhưng ngày đêm ở chung mấy tháng, lại như thế nào không có thật cảm tình. Cảm tạ ông trời, không có hủy hoại nàng cuộc sống an ổn, khiến cho Lục Thành cả đời cũng không cần nhớ tới đời trước đi. Rốt cuộc đừng nói ra nói vậy. Lại đến một lần, nàng sợ chính mình thật sự sẽ hỏng mất sẽ nổi điên. Khúc Miêu Miêu lại lần nữa nhìn về phía Lục Thành liền nhìn đến đối phương trong mắt tràn đầy nôn nóng áy náy đau lòng rốt cuộc nhấc chân bổ nhào vào trong lòng ngực hắn ô ô ít ít khóc lên thực xin lỗi thực xin lỗi chờ chúng ta có tiền ta nhất định bổ một cái nhất long trọng hôn lễ lục hành động tác ôn nhu vỗ nàng phía sau lưng ở khúc miêu miêu nhìn không thấy thị giác chỉ thấy hắn biểu tình bình tĩnh chỉ có có lệ toàn vô yêu thương chỉ là miêu miêu lần đầu tiên thấy cửu cửu chúng ta liền vắng họp có thể hay không quá thất lễ chờ khúc miêu miêu khóc một trận lục thành dịu dàng thắm thiết nói khúc miêu miêu sưng con mắt lắc đầu sẽ không này cũng không phải chúng ta làm nó phát sinh cửu cửu minh bạch đúng rồi cửu cửu bị diệp diệp bọn họ mang về nhà không cần nàng nhiều chuyện cửu cửu rất có khả năng sẽ nhìn thấy tùng kỳ khúc miêu miêu cắn môi tùng kỳ lần này không phải ta hại ngươi liền xem chính ngươi có thể hay không bị cửu cửu họa bánh nướng lớn mê hoặc trở lại tứ trung công nhân viên chức lâu Tùng Kỳ hai người còn ở cùng Văn A Di trò chuyện đâu. Tùng Kỳ nói không may mắn, Văn A Di phi thường tán đồng, liên tục gật đầu, là không may mắn, đại hỷ nhật tử toàn gia tiến bệnh viện. Bọn họ vừa đi, lưu lại miêu miêu cửu cửu chiêu đại đại gia, nhưng ngươi nói một chút, nháo như vậy vừa ra ai có tâm tư ăn cơm A. À? Hơn nữa cảnh hữu cầm kia đệ đệ nhất phái đại lão bản bộ dáng Vừa thấy liền cùng mọi người không phải một đạo người, cũng lưu không đến một khối hắn xử chỗ đó quanh thân tràn ngập khoảng cách cảm ai mừng rỡ đi khen tặng người đâu cho nên không chờ đồ ăn thượng tề không ít người liền mượn cớ ly tràn ân ân kia thật là nuốt không trôi tùng kỳ gãi gãi gương mặt che giấu vui sướng khi người gặp họa vui vẻ nàng sợ chính mình cười ra tiếng có vẻ quá xấu quá bỏ đá xuống giếng thuận miệng liền hỏi văn a di ta mẹ bọn họ cũng đã trở lại sao văn a di gật đầu bác quái nghe được thất thất bác bác tùng kỳ liền tính toán khai lưu ta đây hai về trước da, lúc này bụng còn bị đói đâu. Nàng sờ sờ bẹp bẹp bụng. Ai gia này đều tam điểm, hai ngươi cũng là thật có thể chơi, thật có thể quên. Văn A Di thuận miệng nhắc mãi, đứng dậy từ trong ngăn kéo bắt một phủng tạc mễ hoa nhi. Tùng kỳ trong tay tắt xong lại hướng ký hòa bắt trong tay tắt, biên tái vừa cười nói, nhà mình tìm người đánh, mễ đều là quê quán năm nay mới vừa đánh tân mễ, hương vị nhưng hảo. Hai người cầm lót lót dạ dày, chạy nhanh trở về lộng ăn đi cảm ơn văn a di tùng kỳ ngọt ngào cười nói ký hòa bắc cũng đi theo nàng kêu cảm ơn văn a di ai ra hai ngươi cùng ta chơi khách khí đâu chạy nhanh đi chạy nhanh về nhà lộng ăn đi văn a di xua xua tay giả vờ tức giận đuổi người được rồi được rồi chúng ta về nhà tùng kỳ cúi đầu ngao ô một ngụm nuốt một nắm tạc mễ hoa nhi nhai nhai ra cửa trước quay đầu dựng dựng ngón cái ân thật sự thơm quá hảo hảo ăn đậu đến văn a di mặt mày hớn hở hai người phủng tạc mễ hoa nhi ai cũng đằng không ra tay gõ nhà mình môn tùng kỳ chen chân vào nhẹ nhàng đá hai chân hàng hiên ánh sáng ám ám có người vào được tùng kỳ vừa thấy là khúc gia diệp diệp cùng tư nguyên hai tiểu nhân chủ động chào hỏi trùng trùng tỷ tùng kỳ cũng không hảo bởi vì khúc miêu miêu giận chó đánh mèo đến bọn họ trên đầu vô pháp vất tay liền nhẹ điểm điểm cầm diệp diệp tư nguyên các ngươi đã trở lại a à? ăn tạc mễ hoa nhi không văn a di cấp nhưng hương liệt chúng ta không ăn trùng trùng tỉ chúng ta trước mang cửu cửu về nhà có rảnh lại tìm ngươi chơi a khúc tư nguyên nói hảo a tùng kỳ vội vàng dán tường cũng ý bảo ký hòa bắt nhường một chút lộ lúc này mới chú ý tới khúc tư nguyên tỉ đệ hai phía sau còn đi theo một cái sinh gương mặt đối phương cái đầu không cao đại khái một m 7 tả hữu tóc đánh mảng ma ti sơ đến sáng bóng sáng bóng trên người Tây Trang không giống hiện giờ mãn đường cái rộng thùng thình bản, mà là dị thường vừa người. Rõ ràng là tìm may vá độ thân định chế. Nghĩ đến Văn A Di nói mấy vạn tiền biếu, tùng kỳ ám đạo, khúc miêu miêu này cửu cửu quả nhiên là cái người giàu có A. Nàng tùy ý liếc mắt liền thu hồi tầm mắt, bởi vì mẫu thân đại nhân tới mở cửa. Nàng xoay người vào nhà, ký hòa bắt lại còn đứng bên ngoài. Bắt bắt. Ngươi suy nghĩ cái gì, tạc mễ hoa đều rớt trên mặt đất ký hòa bắt vào nhà. Nhất chân đem cửa đóng lại, thuần thục mà đá rớt trên chân giày thể thao, mặc vào tùng kỳ đặc chế chuyên chúc hắn len sợi dép lê. Vừa rồi đi lên người kia có điểm quen mắt. Hắn đem tạc mễ hoa gác trên bàn cơm. Tùng kỳ một tráng dấu chấm hỏi. Hàng hiên ánh sáng như vậy kém, ngươi thấy rõ hắn mặt. Ngươi này thị lực, cú mèo A. Nàng vừa rồi liền chú ý tới đối phương kia thân sim y, căn bản không chú ý mặt trông như thế nào. Ta quen mắt, Đại khái đều không phải cái gì người tốt. Ký Hòa bắt biểu tình nghiêm túc, kỳ kỳ, nhìn đến người nọ ngươi liền tránh xa một chút. Tùng Kỳ Trương đại miệng, vẻ mặt ngạc nhiên. Như vậy nghiêm trọng. Ký Hòa bắt gật đầu. Hai người bọn họ thanh âm nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Đang ở trong phòng viết giáo án hai vợ chồng nghe được như lọc vào trong sương mù, đại khái nghe hiểu con rể đang nói ai 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 mà không người tốt. Trong lâu xuất hiện đồ tồi, Hứa Tuệ anh giáo án viết không nổi nữa cũng đi vào phòng khách hỏi hai người nói ai đâu tùng kỳ nhún vai hai tay chỉ đáng yêu mà chỉ hướng bên cạnh ký hòa bắc chúng ta nói khúc miêu miêu cửu cửu đâu bắt bắt nói hắn giống như gặp qua trong ấn tượng đại khái không phải cái gì người tốt nói như thế nào tùng trí biên cũng đi ra tức khắc tam song tương tự mắt hai mí mắt to đều nhìn chầm chầm ký hòa bắc áp lực đại nội tâm còn thật dày vò ký hòa bắc đau đầu này một chút phi thường rối rắm hắn chỉ cùng tùng gia người giảng lược đề qua ở cảng thành quá đến không tốt lắm, lại không dám thẳng thắng toàn bộ. Nhưng tinh tế một loát trong đầu ký ức, khúc miêu miêu cửu cửu hắn đích xác gặp qua. Lúc trước hắn bị hùng kim lừa dối đến thâm thị, đối phương mê choáng hắn bán đầu người. Hắn bị ném vào tàu hàng khoan đáy khi kỳ thật còn có ý thức thượng tồn. Lúc đó phụ trách tiếp hóa tự hồ chính là cái này vóc dáng thấp nam nhân. Lúc ấy hắn cũng không phải là kẻ có tiền trang điểm, chính là một cái bình thường tiểu lâu la, đối với một người khác cúi đầu không lưng. Bất quá 12 năm thế nhưng thành đại lão bản. Như thế nào thượng vị làm giàu có thể nghĩ? Chỉ là, rốt cuộc nên nói như thế nào đâu. Hoàng hoàng chỉnh chỉnh nói, Tùng Thúc cùng hứa gì có thể hay không cảm thấy hắn quá phức tạp, lo lắng Tùng Kỳ đi theo nàng sẽ gặp được nguy hiểm liền bỗng đánh biên ương. Nhưng không nói cũng không được. Đương gương mặt này cùng hắn trong trí nhớ mặt hoàn toàn đối ứng thượng khi, ký hòa bắt cơ hồ là trong nháy mắt nghĩ thông suốt khúc miêu miêu dụng tâm hiểm ác. Thật rõ ràng, nàng biết nàng cửu cửu chi tiết. Nàng muốn mượn đau giết người, làm Tùng Kỳ bị nàng cửu cửu theo dõi. Nghĩ vậy nhi, ký hòa bắt ánh mắt bỗng chốc biến lãnh, đã lâu muốn giết người xúc động dần dần nổi lên. Tùng Kỳ xem hắn phát ngốc, duỗi tay ôm lấy hắn cánh tay, bả vai nhẹ nhàng đâm hắn. Mau nói nha. Ký hòa bắt hít vào một hơi, bất đắc dĩ đem chính mình bị bán trước nhìn đến kia một màn nói. Nhưng cũng thừa nhận, nhưng việc này đã qua đi 12 năm, ta trong tay không chứng cứ. Tùng Trí Uyên sau khi nghe xong, sắc mặt xanh mét. Không nghĩ tới u ác tính chính là trong lâu đồng sự thân thích. Hắn đột nhiên chụp hạ bàn trà, giận dữ nói, không chứng cứ không có việc gì, chỉ cần sự tình chân thật phát sinh quá chúng ta liền có thể báo nguy, cảnh sát nhất am hiểu tìm chứng cứ. Ký Hòa bắt trầm mặt sau một lúc lâu. Không dối gạt thúc thúc A Di, ta bị bán được cảnh thành sao? Ký Hòa bắt dừng một chút, đặt ở đầu gối tay cầm khẩn thành quyền nhưng cuối cùng hắn vẫn là quyết định đem những cái đó sự thẳng thắn ra tới. Bị đưa tới tứ hợp hội cho người ta đương tiểu đệ, hoặc là nói pháo hôi, ta, ta, ta đánh người, còn thu bảo hộ phí, còn, còn. Càng đi hạ nói, ký hòa bắc đã không dám nhìn một nhà ba người biểu tình. Hắn rũ đầu, mu bàn tay, chỗ cổ gân xanh bạo khởi, phản phất sắp bị vứt bỏ cẩu cẩu, cố nén sợ hãi sợ hãi, đang ở chờ đợi chủ nhân phán quyết. Tùng Trí Uyên cùng hứa Tuệ Anh rất khó tưởng tượng một cái 15 tuổi hài tử bị bức đánh nhau, học tập giết người phóng hỏa. Làm tẩn điện ảnh những cái đó lưu manh sở làm đủ loại ác sự. Này thật sự thực khiêu chiến bọn họ nhận tri, cũng khiêu chiến hai người đạo đức điểm mấu chốt. Hai vợ chồng tức khắc lâm vào hoảng hốt. Bọn họ lo lắng ký hòa bắt phức tạp quá khứ sẽ cho Tùng Kỳ mang đến nguy hiểm. Nhưng non nửa năm ở chung, bọn họ lại rất rõ ràng ký hòa bắt phẩm tính, hắn trong xương cốt kỳ thật là cái thực ôn hòa rất có lễ, đối trưởng bối thực hiếu thuận người làm hai người bình tĩnh bình tĩnh tạm thời tách ra nói liền như thế nào cũng nói không nên lời tùng kỳ lại không tưởng nhiều như vậy nghe xong ký hòa bắt bình tĩnh tự thuật nàng chỉ có thấy năm đó bất lực nhỏ yếu hắn vì sống sót gặp dày vò cùng tra tấn thoáng chốc đôi mắt tựa như đập chứa nước khai áp nước mắt trút ra mà ra nàng nâng lên cánh tay vòng lấy ký hòa bắt bả vai khóc đến so đương sự thương tâm nhiều không có việc gì a à, ô ô ô chúng ta ở nội địa ô ô ô trị an so cản thành khá hơn nhiều đương lưu manh lại không phải ngươi sai an ủi đến một nửa tùng kỳ dường như tạp trụ rồi sau đó nâng lên tràn đầy nước mắt khuôn mặt nhỏ do do dự dự hỏi bắt bắt vậy ngươi đương lưu manh khi có hay không có hay không triều vô tội phụ nữ và trẻ em lời còn chưa dứt ký hòa bắt liền vội vội đánh gãy chém đinh chặt sắc thề không có ta chỉ tham dự đoạt đường khẩu tranh địa bàn hắn vì tồn tại, xác thật làm rất nhiều sai sự. nhưng trước sau nhớ rõ ông ngoại bà ngoại dạy dỗ, hắn thực nỗ lực giữ gìn chưa mất đi nhân tính. cũng đúng là bởi vì ở cùng mặt khác bang phái đánh giết trung không màn sinh tử, hắn ở tứ hợp hội mới có thể bò nhanh như vậy, mới có thể biết tứ hợp hội phát tài con đường. mà lâm gia hổ gia cho rằng hắn không đối kẻ yếu ra tay, là hắn thanh cao là hắn kinh thường, cũng càng yên tâm đem nguy hiểm nhất sự giao cho hắn làm. tùng kỳ thở hắt ra vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đối nàng tới nói, lưu manh nội đấu cùng lưu manh khi dễ vô tội nhân sĩ, chính là không giống nhau. liền tính trước mắt người là nàng bạn trai, là nàng quyết định cộng độ quãng đời còn lại người, nào đó điểm mấu chốt vẫn là không thể dẫm. Nàng không nghĩ cả đời đều tại hoài nghi hắn có phải hay không cổng chính mình làm chuyện xấu. Nếu trong lòng tồn ngực đáp, nàng cảm thấy tương lai là sẽ không hạnh phúc. Hỏi rõ ràng bạn trai không phải tán tận thiên lương hạng người, Tùng Kỳ liền lại có thể yên tâm lớn mật đau lòng hắn. Ba, mẹ, lại không phải hắn nguyện ý, chúng ta nên quái lừa bán người của hắn, nên quái những cái đó người xấu đầu lĩnh. Tùng Kỳ sợ cha mẹ trầm mặt mà chống đỡ thái độ thương đến ký hòa bắc, trong lòng lại thực sự đau lòng hắn, vội vàng thế hắn nói chuyện. Hứa tuệ anh tính tình càng cấp, lập tức nhíu mày muốn mắng khuê nữ hồ đồ. Nhưng Tùng Trí Uyên vỗ vỗ nàng mu bàn tay, đoạt ở thê tử phía trước mở miệng, tiểu ký, ta có thể lý giải ngươi ký hòa bắc tâm đột nhiên trầm xuống thúc thúc ngươi trước hết nghe ta nói xong tùng trí uyên lắc đầu ý bảo hắn trước đừng nói chuyện ta và ngươi hứa a di đều không phải là đối với ngươi người này có ý kiến chúng ta cũng biết ngươi là hảo hài tử nhưng chúng ta vẫn là lo lắng lo lắng ngươi những cái đó qua đi có thể hay không liên lụy đến kỳ kỳ ta và ngươi a di liền kỳ kỳ một cái nữ nhi nếu nàng xảy ra chuyện chúng ta sẽ không chịu nổi hắn làm sao nhìn không ra hai người cảm tình thâm Tùng Trí Uyên thông qua nữ nhi kia vẻ mặt đau lòng, liền biết mạnh mẽ làm cho bọn họ tách ra sẽ rất khó. Nhà mình khuê nữ cái gì tính tình, hắn thực minh bạch. Nhìn mềm mại, kỳ thật là bởi vì những cái đó ở trong lòng nàng tầm quan trọng không đủ, cho nên chỉ cần hắn cùng Tuệ Anh phản đối, nàng từ bỏ thật sự mau. Nhưng ký hòa bắc không giống nhau. Tùng Trí Uyên không nghĩ đi làm khó khuê nữ, làm nàng ở ái nhân cùng cha mẹ gian tuyển một cái. Hắn chỉ là hy vọng hai người làm bất luận cái gì quyết định đều suy xét rõ ràng, ngẫm lại có thể hay không gánh vác hậu quả. Nếu là hai người đều cảm thấy chính mình có thể gánh vác, không hối hận, hắn sẽ khuyên tuệ anh đã thấy ra chút. Ký hòa Bắc minh bạch hai vị trưởng bối không phải bởi vì hắn quá khứ cảm thấy hắn không xứng, mà là lo lắng tùng kỳ an nguy. Hắn ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra. Thúc thúc, ta rời đi cảng thành trước có lưu qua đi tay, trước mắt bên kia không người nào biết ta còn sống bên kia bởi vì trở về sự đã sớm tấn tây bắt loạn thành một nồi cháo. Ta phán đoán, ít nhất 10 năm nội sẽ không lan đến gần ta trên đầu. Chỉ cần lại cho ta mấy năm thời gian, bọn họ không là vấn đề. Giờ này khắc này, ký hòa bắc không lại cố tình che giấu mũi nhọn. Đó là thuộc về hắn tự tin trương dương. Tùng kỳ cái miệng nhỏ trương thành to hình. Treo hai hàng mì sợi nước mắt gương mặt kích động đến đỏ bừng. Mặc kệ ba mẹ có thể hay không cảm thấy ký hòa bắc cuồng vọng, nàng chỉ cảm thấy khí phách ngoại lậu bạn trai thật soái Chương 41 Tùng Trí Uyên thấy hắn trong lòng hiểu rõ, gật gật đầu, không nói cái gì nữa. Chỉ là biểu tình hiển nhiên không phía trước nhiệt tình. Ngược lại là phía trước thái độ càng táo bạo càng cấp hứa tuệ anh nhanh chóng bình tĩnh lại, khôi phục phía trước thái độ. Không có biện pháp, nàng khuê nữ đã cọ hồi ký hòa bắt bên người, bắt lấy nhân gia cánh tay hoảng a hoảng, trong ánh mắt tất cả đều là ngôi sao nhỏ. Tết nhất, nàng thật sự không nghĩ đánh hài tử cũng không nghĩ cùng khuê nữ cãi nhau còn nữa đối phương có thể từ thung lũng bò lên tới có phòng có xe còn khai công ty nhiều năm như vậy cũng tường an không có việc gì liền đại biểu trong lòng là có dự tính quan trọng nhất chính là nội địa nhưng không quen những cái đó hắc xã hội dám đem móng vuốt duỗi lại đây phàm là bị cử báo đến cục công an đã là vì dân trừ hại cũng là đại đại công tích xem mấy năm nay thường thường khai triển quét hoàng quét hắc sẽ biết từ phương diện này tới nói hứa tuệ anh thoáng trấn an nội tâm bất an cùng lo lắng nhưng nàng vẫn là lặp lại hỏi rất nhiều về tứ hợp hội sự tùng trí uyên tuy không tiếp lời lại cũng nghe đến phi thường nghiêm túc thậm chí ở ký hòa bắc nói xong hắn còn đưa ra kiến nghị ký hòa bắc trong lòng cũng hiểu hai vị trưởng bối hiện giờ đối hắn khẳng định nỗi lòng phức tạp hắn càng minh bạch chính mình phức tạp quá khứ khả năng ở một ngày nào đó liên lụy đến tùng kỳ nhưng vô luận như thế nào hắn đều nói không nên lời chia tay hai chữ. Càng không cam lòng ra vẻ hào phóng giả bộ thoải mái bộ dáng, kêu tùng kỳ quá chính mình an ổn nhật tử. Có lẽ thâm ái một người hẳn là chủ động rời xa, nên làm nàng rời xa khả năng tồn tại nguy cơ. Ký hòa bắt không được. Hắn ái, cho nên hắn tình nguyện ở sau lưng làm rất nhiều sự, dùng hết toàn thân sức lực, cũng sẽ không chủ động nói buông tay. Nếu là tùng kỳ chính mình đánh lui trống lớn, có lẽ trong lòng đau hạ hắn sẽ lựa chọn từ bỏ, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không chủ động đề nói hắn ích kỷ không hiểu như thế nào ái nhân cũng hảo nói hắn cùng vọng cho rằng có thể ngăn cản hết thảy nguy hiểm cũng thế hắn chính là muốn cùng tùng kỳ quá cả đời hắn như thế tưởng cũng như thế thực tiễn từ gặp được ba tử sau hắn cũng đã bắt đầu vì sản rất tứ hợp hội ở thâm thị màu xám sinh ý liên làm chuẩn bị tứ hợp hội bởi vì mấy năm trước bị bưng một đợt nguyên khí đại thương lúc này mới tưởng đem nội địa người xà mua bán làm to làm lớn tính toán mượn dùng câu lạc bộ đêm, KTV đem ma túy mang tiếng vào, điên cuồng gom tiền. Này hai điều đều là ký hòa Bắc không thể nhẫn. Lúc trước ở Cảng Thành có thể bởi vì cái này có thể đoan bọn họ một lần, hiện tại hắn làm theo có bản lĩnh làm bọn họ lần thứ hai. Hắn cùng Tùng Trí Uyên lời nói trước nay đều không phải nói suông, mà là đang ở làm sự. Mặc dù không phải vì Tùng Kỳ, ký hòa Bắc cũng không tính toán đối loại này mua bán làm như không thấy. Ta thường xuyên cùng Kỳ Kỳ nói một lời, nhân sinh là của nàng đến từ nàng chính mình quyết định muốn cái gì không cần cái gì hiện tại những lời này cũng cho ngươi tiểu ký sinh hoạt là các ngươi hai người các ngươi chính mình quyết định muốn như thế nào quá ta và ngươi hứa a di lại lo lắng đại khái các ngươi cũng nghe không đi vào ký hòa bắt hổ thẹn mà cúi đầu thực mau hắn lại lần nữa ngước mắt nhìn thẳng tùng trí biên cơ trí ôn hòa đôi mắt kiên định nói thúc thúc ta minh bạch ngươi tin tưởng ta liền tính ta chính mình xảy ra chuyện ta cũng sẽ không làm tùng kỳ xảy ra chuyện. Hơn nữa, hồi nội địa sau ta rất ít ở công khai trường hợp lộ diện, công ty cùng mỏ thang đều có người đại lý. Những người đó cho rằng ta đã chết, sẽ không nghĩ đến ta ở nội địa, liền tính biết cũng không thể tưởng được ta không ở nhất phồn hoa địa phương mà là ở dung thành. Chúng ta kỳ thật là thực an toàn. Tùng kỳ ở một bên cuồng gật đầu. Phụ họa nói, chính là nha, ba, không phải ta ghét bỏ dung thành lạp, nhưng cùng thâm thị Hải Thành này đó địa phương so sánh với Dung Thành đích xác ở các phương diện đều kém đến xa đâu. Những người đó tưởng làm đồng tiền lớn, thế nào đều sẽ không đem nhân thủ đều phái đến Tây Nam Bụng. Lại nói, bắt bắt đều trở về đã nhiều năm, Trung Quốc như vậy đại nào dễ dàng như vậy liền gặp được có thể nhận ra người của hắn. Tùng Trí biên liếc nàng liếc mắt một cái. Lạnh lùng nói, trên lầu cái kia nói như thế nào? Tùng Kỳ đầu nhỏ phản ứng phá lệ nhanh chóng đó là bắt bắt trí nhớ siêu quần nhận ra hắn, hắn lại không nhận biết bắt bắt. Tùng trí uyên. Nói như vậy cũng đúng. Tùng kỳ đứng dậy. Đi đến Tùng trí uyên cùng hứa tuệ anh trước mặt, mông nhỏ thế nào cũng phải tể đến cha mẹ trung gian. Hứa tuệ anh tức giận trừng mắt nhìn khuê nữ liếc mắt một cái, nhưng vẫn là yên lặng dịch cái lỗ hổng nhi cho nàng. Tùng kỳ ngồi xuống sau một cái cánh tay ôm một cái. Sau đó cái miệng nhỏ bá bá làm nũng, ta hiểu ngươi cùng mẹ nó lo lắng, ta cũng biết ta thực không nghe lời, nhưng ngày mai cùng ngoài ý muốn chúng ta vĩnh viễn không biết cái nào trước tới, còn không bằng vui vui vẻ vẻ quá dễ làm hạ mỗi một ngày. Ba, mẹ, các ngươi cũng đừng tưởng này đó. Từ nhỏ đến lớn ta ăn qua cái gì mệt a à đúng hay không? Ta như vậy cơ linh vận khí lại không tồi, còn có toàn thế giới tốt nhất ba ba mụ mụ, ông trời khẳng định sẽ làm ta trôi chảy thuận lợi cả đời. Được rồi được rồi, đừng mặc ủ mày e lạp, các ngươi còn như vậy nghiêm túc ký hòa bắc đều phải khóc lời này nói được hứa tuệ anh hai vợ chồng dở khóc dở cười ký hòa bắc trong lòng đè nặng cự thạch cũng bị cậy ra một cái nho nhỏ khe hở như vậy tùng kỳ hắn sao có thể buông tay liền ngươi ngụy biện nhiều hứa tuệ anh bị khuê nữ ôm cánh tay hống hống thái độ hoàn toàn mềm xuống dưới tùng trí biên cũng hảo không đến chỗ nào đi nhà hắn ngọc tuyết đáng yêu mềm mại ái làm nũng tiểu đoàn tử trưởng thành có chính mình kiên trì làm phụ mẫu tuy rằng tưởng đem nàng cả đời đều an bài đến thỏa đáng, nhưng lại không đành lòng kêu nàng thất. Vọng. Cuối cùng nhượng bộ, vẫn là chỉ có bọn họ. Ngày thường cảnh giác chút, gặp được không thích hợp người liền hướng đám người chạy, sau đó cấp 110 gọi điện thoại. Tùng Trí Biên nói rất nhiều. Tùng Kỳ ngoan ngoãn gật đầu, ân ân a a đáp lời, nhưng thụ giáo. Hai người thành thành thật thật nghe hướng, việc này. Thế nhưng cứ như vậy bình ổn. Ký Hòa Bắc trong tưởng tượng sóng gió mãnh liệt vẫn chưa xuất hiện, đây là sau khi thành niên hắn cảm thụ quá lớn nhất bao dung. Kêu hắn càng thêm tôn kính cha vợ cùng mẹ vợ, trong lòng kỳ thật đã đem hai người trở thành thân ba mẹ. Một cái kích động dưới, liền miệng gáo. Ba, mẹ, cảm ơn các ngươi. Tùng trí biên hứa tuệ anh. Tùng kỳ. Phúc. Cười ầm lên trong tiếng, ký hòa bắt mặt phúc chốc một chút sung huyết. Hắn nhĩ sau căng, cổ, ngay cả nắm thành nắm tay tay, đều mắt thường có thể thấy được đỏ lên. Tùng Kỳ buông ra ôm ba mẹ cánh tay, tung ta tung tăng ngồi trở lại ký hòa bắc bên cạnh. Nắm lên hắn tay, hứng thú bừng bừng vén lên cổ tay áo, liền nhìn đến cánh tay cũng so ngày thường huyết khí càng đủ. Nếu không phải ba mẹ ở đây, nàng có thể làm ra lột ra hắn quần áo xem quần áo phía dưới làn da có phải hay không cũng hồng đến lợi hại như vậy chuyện này. Ký hòa bắc bị nàng đánh bất ngờ làm đến ngốc hai giây, chợt mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nhìn Tùng Kỳ trong ánh mắt sủng nịch đều mau tràn ra tới hứa tuệ anh chỉ cảm thấy một lời khó nói hết không mặt mũi lại xem ta vào nhà soạn bài đi tiểu ký trong chốc lát về nhà trên đường lái xe để ý a à. lực hạ câu này hứa tuệ anh sách một tiếng trở về phòng nàng vừa đi tùng trí uyên cũng đi theo đi nhưng lúc này vẫn là buổi chiều đâu hai người mới vừa đã trải qua một hồi so đại học biện hộ còn muốn nghiêm túc đối thoại đều có chút mệt thân thể mệt tâm càng mệt Ký Hòa Bắc không nghĩ sớm như vậy rời đi, Tùng Kỳ cũng không nghĩ hắn đi. Nàng trộm liếc mắt ba mẹ phòng ngủ, hai người song song, ba đang xem thư mẹ ở soạn bài. Nhưng chỉ cần vừa quay đầu lại, phòng khách động tĩnh liền nhìn không sót gì. Tùng Kỳ nghĩ nghĩ, quyết định đem Ký Hòa Bắc đưa tới chính mình phòng ngủ. Nàng quan không được ba mẹ phòng môn, còn quan không được chính mình sao? Đi lạp, đến ta trong phòng ta cho ngươi xem đóng phim khi ảnh chụp đóng máy trước đoàn phim hỗ trợ cho nàng chụp vài trương cùng cùng tổ nhân viên công tác chụp ảnh chung. Tùng Kỳ đi lúc ấy ảnh chụp không tẩy ra tới, là Tần Khả Khả gửi, hôm qua mới thu được. Ân. Tùng Kỳ phòng ngủ hắn không xa lạ, Ký Hòa Bắc đứng dậy đi theo Tùng Kỳ vào nhà. Hai người không lén lút. Hứa Tuệ Anh tự nhiên nghe được, cùng trưởng phu liếc nhau, hai người không hẹn mà cùng buông tiếng thở dài. Hại, hy vọng thật sự cả đời thuận thuận lợi lợi đi tuy rằng biết trên lầu có cái kẻ phạm tội nhưng tùng kỳ nhật tử cơ hồ không chịu cái gì ảnh hưởng tả hữu trảo tội phạm tìm chứng cứ sự nàng một chút cũng không am hiểu đối không am hiểu sự nàng rất có tự mình hiểu lấy an an phận phận không hạt nhúng tay yên tâm giao cho bạn trai đi xử lý nàng vẫn là cứ theo lẽ thường ra cửa đi học mà tùng gia trụ lầu một nàng ra cửa thời gian lại thực không cố định mấy ngày xuống dưới thế nhưng một lần cũng không gặp được cảnh lão nhị cảnh lão nhị nhưng thật ra tưởng tiếp xúc tùng kỳ xem nàng ánh mắt đầu tiên hắn cũng đã nghĩ kỹ rồi nàng giá trị con người thậm chí trong đầu đã sàng chọn ra thích này một loại khách hàng dáng người cao gầy diện mạo vũ mị diễm lệ thanh âm rồi lại đà đà mềm mại thực đơn thuần bộ dáng nào đó quyền cao chức trọng khách hàng liền thích như vậy nếu là người làm ăn một năm bao xuống dưới bảy vị số khẳng định không thiếu nếu là quyền quý coi trọng kia càng tốt không kiếm tiền nhưng có thể kiếm che chở a bọn họ loại này không thể gặp quan nghề, trên đầu ô dù đương nhiên là càng nhiều càng tốt, quan nhi càng lớn càng tốt. Hắn tưởng nhưng thật ra rất mỹ, đáng tiếc một lần cũng chưa gặp được người. Cảnh lão nhị không dám hướng tỷ 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 phu hỏi thăm, sợ lộ ra manh mối cũng sợ bọn họ đại nghĩa diệt thân, đến lúc đó chính mình chiếc ở chỗ này. Mà lớn nhất, có khả năng nhất mượn sức khúc miêu miêu đến hôn rượu sau liền không hồi tứ trung. Hắn chỉ có thể nói bóng nói gió hỏi khúc diệp diệp. Khúc diệp diệp lại hỏi, cửu cửu, ngươi cũng muốn tìm Tùng Kỳ đóng phim điện ảnh sao? Cảnh lão nhị bị hỏi ngốc. Nhưng hắn cáo già xảo quyệt thật sự, mặt không đổi sắc gật đầu, đúng vậy, ta xem nàng thực thích hợp chụp phiến tử sao? Cửu cửu vì cái gì không hỏi ta, ta cảm thấy ta cũng không kém. Khúc dịp dịp phòng má tử, bất mãn cửu cửu không thấy được chính mình. Cảnh lão nhị lại là sửng sốt. Chợt nghiêm túc đánh giá khúc dịp dịp. Không thể không nói, vị cháu ngoại gái kỳ thật cũng lớn lên không kém mày lá liễu mắt một mí anh đào miệng trứng ngỗng mặt, lại lớn lên điểm, dọn dẹp dọn dẹp cũng là một quả hạt giống tốt. Nhưng đem thân cháu ngoại gái lộng đi. Cảnh lão nhị cảm thấy chính mình còn không có như vậy phát rồ. Ngươi còn nhỏ, quá mấy năm ngươi tưởng diễn điện ảnh, cửu cửu khẳng định cho ngươi đầu tư. Khúc dịp dịp rốt cuộc vừa lòng cười. Cảnh lão nhị lại đem đề tài túng hồi tùng kỳ trên người, nàng là diễn viên sao? Vậy ngươi xuống lầu tìm nàng chơi, thuận tiện hỏi một chút nàng có hay không hứng thú đóng phim điện ảnh A. Kết quả khúc diệp diệp một ngụm liền phủ quyết. Còn nói, tỷ tỷ của ta cùng tùng kỳ nháo phiên thật lâu, chúng ta không hảo đi nhà nàng tìm nàng, kia nhiều xấu hổ A. Lúc ấy cảnh lão nhị nghẹn một chút. Hỏi, trở về ngày đó các ngươi không phải còn vui vui vẻ vẻ chào hỏi sao? Khúc tư nguyên thở dài, ông cụ non nói, cửu cửu, đó là lễ phép. Liền tính là tiểu hài tự chúng ta cũng thực giảng lễ phép. Bọn họ cũng không biết Cửu Cửu nói muốn tìm Tùng Kỳ đóng phim điện ảnh nói là thật là giả. Nhưng hai cái tiểu nhân còn nhớ rõ tỷ tỷ phía trước nói, nói Cửu Cửu không phải người tốt làm cho bọn họ nhất định phải ly xa một chút. Khúc Diệp Diệp vừa rồi hỏi đóng phim điện ảnh khi, Khúc Tư Nguyên đã tưởng nhắc nhở nàng. Còn hảo nàng chính mình đình chỉ. Khúc Tư Nguyên không biết nhà mình đại tỷ cùng Tùng Kỳ như thế nào liền nháo đến cả đời không qua lại với nhau. Hai người bọn họ cùng Tùng Kỳ rốt cuộc cách bảy tám tuổi một khối chơi thời gian không nhiều lắm. Nhưng từ trước đại tỷ cùng Tùng Kỳ không nháo phiên khi Tùng Kỳ mỗi lần lên lầu tìm đại tỷ chơi đều sẽ cho bọn hắn mang ăn vặt, cho nên chẳng sợ ngầm cùng Khúc Diệp Diệp ngẫu nhiên phun tàu Tùng Kỳ bổn, nhưng theo bản năng vẫn là không muốn nghe cửu cửu nói. Cảnh lão nhị không có cách. Ngồi sống mấy ngày không có kết quả, lại chịu không nổi khúc gia hẹp hòi môi trường ở trọ. Liền ở tháng chạp 29 nương tế tổ lý do rời đi. Nhưng trên thực tế hắn vẫn chưa về quê tế tổ mà là gọi điện thoại đem chính mình ở thâm thị, lão bà, kêu tới. Đúng vậy, hắn cũng cùng người chơi cản thành nội địa cắt một cái da xiết đâu. Lo liệu có táo không táo liền đánh một gậy gộc nguyên tắc, cũng bởi vì còn muốn tìm cơ hội tiếp xúc tùng kỳ lừa dối nàng đến thâm thị. Cảnh lão nhị tính toán trước hai cái bao da công ty. Dù sao chỉ cần có tiền, muốn thuê cái gì nơi sân đều thực dễ dàng. Một cái bộ bài công ty ngắn ngủn hai ngày liền thu phục. Cái gì chứng, kia tự nhiên là không có, có cũng tất cả đều là góc đường mấy chục khối một trương giả chứng. Tả hữu hắn không tính toán làm trường kỳ cứ điểm, liền tưởng thừa dịp năm trước năm sau sở hữu chính vụ bộ môn nghỉ đánh cái thời gian kém, trước lừa một đám tuổi trẻ cô nương qua đi. Cảnh lão nhị không dựa miệng ồn ào, mà là chính thức thuê môn mặt, môn mặt vị trí cũng tuyển đến cực kỳ xảo quyệt. Liền tuyển ở dung thành nổi danh làng đại học phụ cận. Trước cuộc sinh viên nhóm đơn thuần hảo lừa, tự cho là tầm mắt thực khoan đối cái gì đều hiểu, không nghĩ tới chỉ có thấy thế giới một góc. Bọn họ tự tin lại mù quáng, bởi vì đọc sách nhiều lại lộ ra linh khí. Đó là chỉ có thanh tú diện mạo, cũng có thể thảo đại bộ phận khách hàng thích. Cảnh lão nhị chướng mắt chỉ có bề ngoài không nội hàm bao cỏ, cái loại này tầng cấp tới rồi hắn câu lạc bộ đêm cũng chỉ có thể làm loại kém đến chất lượng thường tiểu thư. Nếu lần này hắn tự thân xuất mã, đương nhiên đến chọn một đám tổng hợp tố chất tối cao. Địa chỉ chọn hảo, liền treo lên lợi đức công ty hữu hạn chiêu bài lại giả mô giả dạng mướn mấy cái không biết nội tình công nhân đảm đương hr chuyên môn phụ trách chiêu công đừng nói thời buổi này phòng lừa dối tuyên truyền thực sự không đúng chỗ hắn kia môn mặt như vậy đơn sơ nhưng nhìn đến tiền lương nhìn đến ăn mặc thống nhất chế phục lớn lên nhân mô nhân dạng nhân viên công tác vẫn là rất nhiều người bị mê hoa mắt cửa nhỏ mặt nháy mắt kín người hết chỗ nhưng lại nghe chiêu công yêu cầu mọi người buồn bực a à. tuổi trẻ mạo mỹ tiếng phổ thông tiêu chuẩn hào phóng thỏa đáng còn nếu có thể nói sẽ nói, cái gì công tác yêu cầu như vậy cao. Lúc này phụ trách chiêu công người liền giải thích, công ty là cảng tư tập đoàn hạ công ty con, vừa tới nội địa khai thác nghiệp vụ, lui tới khách hàng đều là cao cấp nhân sĩ, còn có không ít ngoại tịch khách hàng đâu, khi tiếp đãi khách hàng nhân viên công tác tất nhiên yêu cầu liền cao, nếu không sao có thể chạy đến 2-3 ngàn lương tháng đâu. Mọi người một cân nhắc, giống như cũng có đạo lý Nga. Cảnh lão nhị liền bắt được đại đa số người tâm lý manh khu. Vì thế, còn riêng an bài kẻ lừa gạt tới giả trang trong đó một người nhân viên công tác thân thích. Đối mặt xinh đẹp khả nhân mắt ngọc mày ngài, nhưng một miệng phương ngôn, biểu muội Nhân viên công tác nghiêm khắc cự tuyệt, cầm loa kêu đơn hình tượng hảo không được, còn phải thiện ngôn nói, tiếng phổ thông nói được lưu loát, nếu là sẽ mặt khác ngoại ngữ liền càng tốt. Còn cao giọng tuyên truyền, tiếp đãi đầu tư bên ngoài khách hàng tiền lương sẽ rất cao. Mà thông báo tuyển dụng yêu cầu càng cao, càng thiết diện vô tư, đạt được hiệu quả càng tốt. Cảnh lão nhị lại không biết, ở hắn nhìn báo danh biểu cười đến không khép miệng được khi, đã có tam đội y phục thường chết nhìn chằm chằm hắn. Năm cũ đêm, Tùng Kỳ công tác thời gian là 6 giờ đến 7 giờ rưỡi. Bất quá buổi chiều 3 giờ nhiều, ký hòa bắt liền đưa nàng đến thương trường phụ cận tạo hình thất làm tạo hình. Nguyên bản Tùng Kỳ còn tưởng rằng hoạt động sẽ từ nhãn hiệu phương phụ trách trang tạo, rốt cuộc nàng đến xuyên bọn họ quần áo không phải sao? Kết quả bị Lệ Tuệ Tâm vô tình cười nhạo. Ha ha ha. Kỳ kỳ, nhãn hiệu phụ trách trang tạo kia cũng là nhằm vào đại minh tinh đãi ngộ, ngươi đều không coi là minh tinh đâu, ai, đừng trừng ta, ta nói lời nói thật a, à, miễn cưỡng tới nói, ngươi liền tính cái bản địa thuộc gương mặt đi, rốt cuộc lớn lớn bé bé siêu thị tùy thời đều có ngươi thân ảnh. Ha 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 ha. Tùng Kỳ. Hành đi, là nàng đánh giá cao chính mình. Cho nên công tác lưu trình liền biến thành lệ tuệ tâm mang đến đối phương quần áo, nàng đi tạo hình thất làm tóc, lại đổi hảo quần áo đi chỗ khác không có tinh quang, không có đường hẻm hoang hô. Chỉ có lên đài khi mỹ mạo mang đến toàn trường lặng im. Hiện giờ không có có thể chụp ảnh di động, camera cũng thuộc về hiếm lạ ngoạn ý nhi, tùng kỳ diễm kinh bốn tòa cũng liền thật sự kinh diễm kia một giờ. Chờ hoạt động kết thúc, xuống đài rời đi. Đại gia vẫn là không nhớ kỹ nàng tên thật, đối nàng xưng hô vẫn như cũ là tuyết lan đồ uống vại vại thượng cái kia xinh đẹp muội nhi. Tùng kỳ đôi mắt nhỏ ai oán không thôi, ai ta cái này danh tựa hồ ra, tự hồ lại không có. Ký hòa bắt. Xác thật. Nhưng lời nói không thể như vậy giảng. Như thế nào sẽ đâu. Chỉ là biết ngươi đại danh vừa vặn ở trong nhà đoàn năm, không có tới dạo thương trường mà thôi. Tùng kỳ. Chương 42. Cái này năm đối tùng gia tới nói là biến hóa khá lớn. Năm nay toàn gia đều vội, không có giống năm rồi như vậy, một quá tháng chạp 20 liền bắt đầu mua hàng Tết. Kế tiếp mỗi ngày đều ở vì đại niên 30 làm chuẩn bị. Tùng Kỳ lại muốn học xe, lại muốn đi học, xong rồi còn phải cấp người trong nhà chuẩn bị tân niên lễ vật. Mà Hứa Tuệ Anh nghĩ Đông đột Kích Bang vẫn luôn đi học đến. Tháng chạp 28. Trừ bỏ trên đường dịch nửa ngày tham gia đến hôn rượu, khác thời gian cũng là bận tối mày tối mặt. Bởi vì làm lớp học bổ túc cùng đơn thuần ở trường học đi học bất đồng, muốn suy xét sự tình rất nhiều. Hứa Tuệ Anh một người vội không đủ thường thường còn sẽ kéo lên Tùng Trí Uyên, hai vợ chồng đều lâm vào lại mệt lại hưng phấn công tác nhưng kết quả cũng là khả quan. Quan cái này nghỉ đông tiền 18 ngày, trong nhà thu vào ước chừng gia tăng rồi 5.000 nhiều. Lớp học bổ túc kết thúc, hai vợ chồng bổn tính toán đại mua sắm một phen. Bị ký hòa bắt khuyên lại, nói hắn đều chuẩn bị tốt. Hứa tuệ anh nghĩ thầm tân con rể năm thứ nhất đoàn năm, cầu biểu hiện sao có thể lý giải, cũng liền vẫy vẫy tay nói hành, toàn giao cho hắn tới. Kết quả giao cho ký hòa bắt trong tay kết quả đó là đại niên 30 buổi chiều, hai người bọn họ ra cửa không lâu, liền có một chiếc mini bút đình đến tiểu khu cửa một xe lớn đồ vật tất cả đều là đưa đến nhà bọn họ lớn đến máy giặt nhỏ đến câu đối xong cửa sổ đừng nói hứa tuệ anh hai vợ chồng sợ ngây người toàn bộ người nhà đại viện hàng xóm đều chấn trụ hiểu được tuệ anh gia con rể có tiền nhưng tùy tiện vừa ra tay chính là kéo một xe tới vẫn là làm người cảm thấy không thể tưởng tượng ngay sau đó lại toan khởi hứa tuệ anh hai vợ chồng tới ai làm hai vợ chồng khôn khéo sinh cái nữ nhi cũng là đại trí giả ngu, nhìn nhìn nhân gia chọn đối tượng, có phòng có xe, không cha không mẹ. Tuệ Anh, ngươi con rể hào phóng Nga. Xác thật hào phóng, ngàn đem khối gia điện nói mua liền mua, ta nhìn xem đều có chút cái gì. Các ngươi đây là kiếm lời cái tới cửa con rể A. À. Hứa Tuệ Anh không vui nghe như vậy trêu chọc, nhưng đừng nói bừa, tiểu ký cùng nhà của chúng ta kỳ kỳ chính là bình thường nói đối tượng kết hôn, không có tới cửa ha. Tích cực không phải. Hứa Tuệ Anh, có chút cách nói hay là nên tích cực. Ký Hòa Bắc không thân nhân tin tức không phải Hứa Tuệ Anh nói ra đi, mà là chính hắn không để trong lòng, hoàng tú tin bọn họ hỏi, hắn liền nói. Cho nên người nhà viện đều biết hắn thân duyên thiện. Lại xem này tư thế, rõ ràng muốn đem mẹ vợ cha vợ đương thân cha mẹ hiếu thuận sao, nhà mình có con rể, một so trực tiếp so thành cha, nhưng không phải nhịn không được toan hai câu. Hảo hảo hảo, ta sai rồi, tới 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 chúng ta giúp ngươi cùng lão tùng dọn hứa tuệ anh nhìn đầy đất đồ vật đau đầu đã chết nếu ký hòa bắc ở trước mặt nàng nhất định phải giống nắm tùng kỳ như vậy nắm hắn lỗ tai khai huấn nhiều như vậy đồ vật cũng không nhìn xem trong nhà phóng đến hạ không thật là thêm phiền mà bị nhắc mãi ký hòa bắc còn lại là sấn tùng kỳ làm tạo hình thời gian an bài đêm nay kinh hỷ ứng kỳ chính cái này nhất đắc lực làm việc nhất thỏa đáng cấp dưới tự nhiên đi theo vội lên hết thảy liền chờ chính chủ công tác kết thúc 7 giờ rưỡi, tuần kỳ công tác kết thúc, thương trường còn đang làm rút thăm trúng thưởng hoạt động. Phần thưởng thực ngang tàn. Giải đặc biệt là một chiếc xe, giải nhất là đại tivi, giải nhì xe đạp, giải ba một túi gạo. Phàm là tham dự ít nhất có thể lấy cái tham dự thưởng, có thể lãnh một bao giấy vệ sinh. Bởi vì phần thưởng phong phú, Tùng kỳ xuống sân khấu khi trừ bỏ số ít người hướng nàng rời đi phương hướng liếc, đại bộ phận người vẫn là càng chú ý rút thăm trúng thưởng cái này làm cho nàng thực thuận lợi liền cùng chờ ở bên cạnh ký hòa bắc hội hợp lúc này mới có kia đoạn nổi danh không nổi danh đối bạch tùng kỳ vốn định lập tức về nhà cơm tất niên đương nhiên muốn một nhà đoàn viên mới có năm mùi vị không cần hỏi đều biết ba mẹ khẳng định ở nhà chờ bọn họ trở về ăn cơm ký hòa bắc nghe vậy cũng nhớ tới cơm tất niên trong lòng ảo não hắn chỉ lo kinh hỉ quên suy xét trong nhà cha mẹ chờ đợi tâm tình làm sao vậy Tùng Kỳ thấy hắn biểu tình cổ quái, hồ nghi hỏi. Ký hòa bắt, đột nhiên phát hiện chính mình đầu não phát hôn, là một kiện không chu toàn sự, hiện tại ở buồn rầu làm sao bây giờ? Không chu toàn. Tùng Kỳ nhíu mày, hoài nghi đôi mắt nhỏ trên dưới rà quét. Trong lòng không ngừng phân biệt rõ cái này từ, rốt cuộc là cái gì không chu toàn sự. Chuẩn bị một buổi trưa cầu hôn nghi thức, lại đã quên ba mẹ còn ở trong nhà chờ chúng ta. Ký hòa bắt ngữ khí có chút trầm thấp này vẫn là hắn lần đầu tiên làm ra bại lộ như thế nghiêm trọng sự. Lòng tràn đầy nghĩ muốn ở 96 năm cuối cùng một ngày cầu hôn, đã quên tùng kỳ công tác kết thúc, kỳ thật đã qua đoàn bữa cơm đoàn viên thời gian, nếu là hắn lăn lộn kia một cái lưu trình đi xong, về nhà đến 10 điểm. Một bên là tỉ mỉ an bài cầu hôn, bạn gái chờ mong. Một bên là nhạc phụ nhạc mẫu ấn tượng phân. Ký hòa bắt vòng lấy tùng kỳ, vẻ mặt xin lỗi, thực xin lỗi, kinh hỉ lại không có. Tùng kỳ ngẩn ngơ, nhưng thực mau lấy lại tinh thần. Nàng không sinh khí, ngược lại cảm thấy thực buồn cười. Còn có tâm tình trêu chọc ký hòa bắc, xem ra ta đối lãng mạn không dị ứng vô dụng, ngươi đối lãng mạn dị ứng nghiêm trọng. Bất quá thôi, lần này tha thứ ngươi, ta đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, không có liền không có đi. Tết nhất không thịnh hành sinh khí, nếu không sang năm sẽ không thuận một chỉnh năm. Huống chi, này giống như cũng không đáng sinh khí, tuy rằng có điểm nho nhỏ mất mát nàng càng không để trong lòng, ký hòa bắt càng ấy nấy, cũng không phải trực tiếp không có, chính là không kinh hỉ cảm, chúng ta động tác đến nhanh lên. Tùng kỳ. Không nghe hiểu. Ngay sau đó, liền xem ký hòa bắt cho ai gọi điện thoại. Sau đó giống chụp sinh tự tốc độ điện ảnh giống nhau. Tùng kỳ bị hắn kéo chạy đến phía trước chỗ rẽ một nhà trong tiệm, ký hòa bắt đưa cho nàng một trương rút thăm trúng thưởng khoán. Người phục vụ tiếp nhận rút thăm trúng thưởng khoán sau biểu tình phù hoa tuyên bố nàng trúng hôm nay giải nhất, một ngàn nguyên. Vừa thấy chính là diễn. Tùng kỳ còn mộng bức đâu, lại bị túng đến tiếp theo cái địa phương. Lần này không cần nàng rút thăm trúng thưởng, chỉ là đi ngang qua đã bị người gọi lại. Lý do càng kỳ ba càng có lệ, nhân viên cửa hàng nói nàng là hôm nay để 6.666 cái đi ngang qua thẩm mỹ viện cửa may mắn người qua đường, tặng nàng một trương chung thân miễn phí viết tạp. Ân, không cần hỏi, lại là diễn. Giờ phút này Tùng Kỳ đã từ khiếp sợ đến chết lặng lại đến chết hôi phục châm chờ mong. Nàng cư nhiên bắt đầu chờ mong này đó kinh hỷ có thể ở nhiều trong khoảng thời gian ngắn thể nghiệm xong. Như thế vội vàng đầu thai giống nhau kinh hỷ, như thế nào không tính có ý tứ đâu. Về sau cùng người khác lưu cầu hôn nghi thức, khẳng định là độc nhất phân. Này tâm thái một đổi, nguyên bản kinh hỷ liền tính thay đổi dạng, liền tính đã bị ký hòa bắt báo trước qua, giống như cũng sinh thành tân việc vui. Mặt sau còn có bao nhiêu nói trình tự A. Tùng kỳ sĩ viết tạp, áo khoác trong túi ra một ngàn tiền mặt, bị ký hòa bắt túng hướng phía trước chạy. Hôm nay cái là có phong. Nhưng nàng một chút không cảm thấy lạnh, lúc này bởi vì chạy vài phút, hai người nắm chặt lòng bàn tay thậm chí bắt đầu đổ mồ hôi. Phía trước liền đến. Tùng kỳ lúc này mới phát hiện hai người đã chạy hai con phố. Khi bọn hắn tiến vào tiểu quảng trường khi liền bắt đầu có hài tử cười hì hì chạy tới cho nàng đưa hoa. Một đóa, hai đóa, tam đóa đây cũng là ngươi an bài. Khi rốt cuộc có bao nhiêu đóa không phải là 999 đi, ta đây ôm không được nhiều như vậy. Ngô, không phải 999, là 99. Nga, kia còn hảo. Tùng kỳ đầu tiên là thở vào một hơi, rồi sau đó nhìn mới mười mấy đóa cũng đã chiếm cứ trong lòng ngực rất lớn vị trí hoa hồng. Bất đắc dĩ thừa nhận vẫn là không được, cũng không tốt, 99 cũng quá nhiều, tới, này đó cho ngươi. Trong lòng ngực hoa càng ngày càng nhiều tùng kỳ bắt đầu đem hoa nhét vào ký hòa bắc trong lòng ngực làm hắn gánh vác gánh nặng ký hòa bắc không dám không tiếp bạn gái tắt lại đây nhiều ít hắn liền tiếp nhiều ít cuối cùng trên quảng trường nhỏ liền nhìn đến một đôi cao vóc tình lữ trong lòng ngực ôm thật nhiều hoa hồng vừa vặn trên quảng trường có cái phóng viên ở ký lục dung thành thị dân vượt năm diện mạo vừa thấy đến bọn nhỏ lần lượt từng cái đưa hoa liền đoán được này đại khái gặp được cầu hôn hiện trường ánh mắt sáng lên này nhưng còn không phải là hảo tư liệu sống sao hắn giơ camera còn chờ xem hoa đưa xong này hai người muốn làm gì đâu. Có thể hay không là nơi nào toát ra cái đèn màu xe bắt đầu phóng âm nhạc, sau đó quỳ xuống đất cầu hôn cái gì. Kết quả hài tử một tản ra, này đối cao vóc tình lửa liền bắt đầu đi phía trước chạy như điên, giống phía sau có cậu ở đuổi đi dường như. Phóng viên sửng sốt vài giây, quyết đoán ca ca vài cái. Ấn xuống màn trập. Liền chụp đến một trương sườn mặt, hai trương bóng dáng. Nhưng không thể không nói, Liền tính như vậy kỳ ba chuyện xưa đi hướng, đánh ra tới cư nhiên mặt danh có điện ảnh tảng lớn bầu không khí cảm. Ký hòa bắt hai người không biết chính mình bị chụp. Cầm hoa, bọn họ đến đuổi tới suối phun. Ứng kỳ chính an bài người ở đàn kia bán khí cầu, trong đó nhất đặc biệt đương thuộc bị vặn thành thật lớn hoa hồng một con. Ở khí cầu đế thác cất dấu ký hòa bắt giá cao từ ở trong tay người khác mua lại đầy đồ cổ nhẫn kim cương. Tùng kỳ dựa theo ký hòa bắt nhắc nhở, lấy ra nhẫn đó là một quả có biển rộng nhan sắc nhẫn. Tùng Kỳ không hiểu lắm những dùng này đó công nghệ, chỉ cảm thấy chiếc nhẫn này cực kỳ xinh đẹp. Những thiết kế tạo hình độc đáo, là song song rồi lại không bản khắc ba điều đường cong, trùng điệp giao triền, thực sống động phiêu dật. Giới mặt chỗ được khảm một vòng ngọc xanh, như bầu trời đầy sao, lập lòe không ngừng. Mà ngọc xanh hai sườn, là ít hơn một ít phấn bạch toản giao nhau sắp hàng. Cho người ta cảm giác là một cái thanh xuân hoạt bát công chúa. Thích sao? Thực thích. Tùng kỳ gật đầu, đem nhẫn đặt ở ký hòa bắt lòng bàn tay. Nàng vương tay trái, ngạo kiều mà nâng lên cầm, giúp ta mang lên. Thấy nàng vui mừng, ký hòa bắt cũng thật vui mừng. Cũng quá chiếp nhẫn này tới không vừa khéo, hắn cả ngày đều ở vào kích động trạng thái, thế cho nên khó được phạm vào ngốc. Lúc này xác định Tùng kỳ xác thật rất vui vẻ, hắn trong lòng những cái đó thấp thỏm ảo não cũng đều biến thành thỏa mãn. Ký hòa bắt cầm lấy nhẫn, quỳ một gối. Tùng Kỳ nguyên bản ngẩn cổ, trong mắt thượng chọn, hướng bên cạnh khí cầu thượng liếc đâu. Nàng biên trang bình tĩnh xem khí cầu, biên dùng khóe mắt dư quan trọng liếc ký hòa bắc, Muốn nhìn một chút hắn cho chính mình mang những biểu tình, liền phát hiện dư quan cao lớn thân ảnh bỗng dưng lùng một đoạn. Ý thức được cái gì, nàng trái tim lập tức phanh đông phanh đông da tốc nhảy dựng lên. Tùng Kỳ đột nhiên cúi đầu, đối diện thượng ký hòa bắt ngước mắt. Ánh mắt giao hội, trong đầu liền cái gì đều nhớ không nổi ngay cả tay trái bị kéo qua đi Tùng Kỳ vẫn là ngốc ngốc ngơ ngẩn nhìn. Sau một lúc lâu, Tùng Kỳ hoàng hồn. Rõ ràng đây là nàng tưởng tượng quá lãng mạn phân đoạn, cũng thật đặt mình trong trong đó khi, không đơn giản là kích động, mà là còn có vui vẻ, cảm động lại hỗn loạn một tia kinh hoảng. Kỳ kỳ, ta khả năng không phải thực hiểu lãng mạn, nhưng ta tưởng cùng ngươi cộng độ quãng đời còn lại không sợ tương lai, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Tùng kỳ hốc mắt hơi hơi nóng lên. Cái mũi còn có điểm toan này cảm xúc tới đặc biệt đột nhiên, nhưng giống như bầu không khí tới rồi nơi này, nước mắt liền không thỉnh tự đến. Ngu ngốc, ngươi trước lên. Tùng kỳ nhìn ngón giữa tay trái thượng nhẫn. Gật gật đầu, nín khóc mỉm cười, nguyện ý, cho ngươi 10 lần lãng mạn thực tập cơ hội. Chờ đến đệ thập nhất năm kết hôn ngày kỷ niệm, ngươi lãng mạn học nếu còn không thể tốt nghiệp, ta đây liền phải trừng phạt ngươi. Hảo. Ký hòa bắt cười. Chậm rãi tới gần rồi sau đó một tay nâng nàng sau cổ, một tay ôm ở nàng vòng eo thượng, quý trọng vạn phần hôn lên đi. Hôn môi khi hai người đắm chìm ở triền niên nị oai không khí, bất chấp bên cạnh bán khí cầu thương hộ cùng đi ngang qua người đi đường. Dường như trong thiên địa liền hai người bọn họ. Nhưng hôn tức, đã lâu e lệ một lần nữa đã trở lại. Tùng kỳ khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, một đôi hồ ly mắt to thủy nhuận tinh lượng. Đối mặt người qua đường tạm dừng ủng hộ xem mới. Là ánh mắt, nàng chỉ nghĩ hiện trường đào cái động đem chính mình chôn. Sau đó ý xấu làm ký hòa bắt một người gánh vác người vây xem nhiệt tình. Lần này đổi tùng kỳ lôi kéo ký hòa bắt cướp đường chạy như điên, liền rơi rụng trên mặt đất hoa đều quên cầm. Bên này. Nhưng xe không phải ở thương trường bên kia sao? Tùng kỳ vùi đầu chính chạy đâu, bị ký hòa bắt túng trở về ngay ngốc hỏi. Đã gọi người khai lại đây, liền ở phía trước giao lộ. Hoa Nga, giỏi quá. Thực sự có dự kiến trước. Tùng Kỳ vui vẻ mà cho hắn chụp cái ba ba trưởng. Vỗ tay khi, những ánh sáng nhạt như ẩn như hiện. Đáng tiếc, vốn dĩ đêm nay là tưởng trước làm ngươi trừ vài lần thưởng vui vẻ vui vẻ, coi như mở ra may mắn một năm, lại chậm rãi dẫn ngươi đi lấy hoa lấy nhẫn, kết quả bị chơi thành thông quan trò chơi. Nếu không, chờ bất thời giờ lại cầu một lần. Phốc. Không cần, ai cầu hôn giống chúng ta như vậy chạy ba điều phố. Như vậy độc đáo một ngày kỳ thật ta cảm thấy rất thú vị không phải trái lương tâm chi ngôn. Tùng Kỳ thật sự cảm thấy rất có ý tứ. Nàng cảm thấy về sau già rồi đêm này đoạn nói cho Nhi Tử Tôn Tử nghe, bọn họ phản ứng khẳng định thực hảo chơi. Liền quái chờ mong. Thật không cần. Không cần không cần thật không cần, mau lái xe, hiện tại 8 điểm không hai phân, chúng ta có thể đuổi ở 8 điểm nữa trước về đến nhà. 8 giờ rưỡi bắt đầu ăn cơm tất niên, hẳn là không tính vãn. Năm rồi trong nhà cơm tất niên kỳ thật cũng ở 7-8 điểm. Ngày này đâu, nhà bọn họ chính là trong viện quản cua ẻ nhất một nhà. Đã không có thân thích có thể đoàn năm, trường học lại không giống nhà máy còn làm liên hoan hoạt động. Ba mẹ các đồng sự đều các có các thân thích phải đi, nhân tình lui tới. Nếu không nữa thì đâu, nhân gia trong nhà hài tử nhiều, cùng nhà mình vẫn là không giống nhau. Bởi vì người trong nhà thiếu, tùng kỳ trước hai năm ở xưởng dược khi cũng không tham gia quá trong xưởng Tết âm lịch tiệc tối. Tổng không thể nàng ở trong xưởng vô cùng náo nhiệt, Ba mẹ hai người ở trong nhà lạnh lẽo đi. Tùng Kỳ nghiêng đầu xem chuyên chú lái xe nam nhân, khóe môi ức chế không được hướng lên trên dơ dơ lên. Năm nay liền rất hảo. Trong nhà thêm một cái người, khẳng định sẽ náo nhiệt rất nhiều. Tùng Kỳ thời gian véo thật sự chuẩn. Xe chạy đến tiểu khu khi, vừa lúc 8 điểm 28. Trong tiểu khu thực náo nhiệt. Tuy rằng đình viện không ai. Đại đa số gia đình cũng đóng lại cửa sổ, nhưng ấm áp ánh đèn lộ ra tới mơ mơ hồ hồ hoang thanh tiếu ngữ, cùng với trên cửa sổ không ngừng đi lại thân ảnh. Đều có vẻ ngày này cùng bình thường không quá giống nhau. Mẹ, ba, chúng ta đã trở lại. Trong nhà có người khi, liền tính mang theo chìa khóa tùng kỳ cũng không thích chính mình mở cửa, thế nào cũng phải gõ cửa làm cha mẹ khai. Hứa tuệ anh nói nàng vô số lần, này tật xấu nàng đánh chết không sửa. Quả nhiên. Hứa tuệ anh lôi kéo mở cửa lại là một câu, ngươi trong bao không phải có chìa khóa sao, thế nào cũng phải ta và ngươi ba đi này vài bước a à. mụ mụ chính là ta chính là thích các ngươi mở cửa nên đón ta cảm giác sao loại này thời điểm đương nhiên là làm nũng nhất hữu dụng vua nịnh nọt hứa tuệ anh lấy nàng không có cách nhẹ nhàng nhéo hạ nữ nhi trơn trượt gương mặt lượt ghét bỏ sách một tiếng ngươi trên mặt đây là đồ một cân bột mì sao tùng kỳ duỗi tay sờ sờ giống như xác thật có điểm hậu nàng vội vàng chạy đến trên tường trước cương xem xét ánh mắt đầu tiên không phải nhìn đến đế trang, mà là nhìn đến bị ăn ra môi tuyến sau môi. Nghĩ đến hai người ở trước công chúng hạ quên mình gặm miệng, mặt bỗng dưng mặt đỏ. Cũng không biết mẹ nhìn đến son môi không. Cảm giác bị cha mẹ đánh vỡ chính mình cùng bạn trai làm gì làm gì, hảo mắt cỡ A. Tùng kỳ giơ tay dùng sức xoa xoa miệng, vội không ngừng chạy tới tháo trang sức. Hứa tuệ anh ánh mắt nhu hòa, chính mình sinh nữ nhi mông một dẫu liền biết nàng đang làm gì lúc này chỉ định trốn trong phòng e lệ bình phục tâm tình đi. Nàng thu hồi tầm mắt. Ngược lại tiếp đón ký hòa bắc, mau rửa tay đi, đồ ăn đã sớm thượng bàn. Từ ký hòa bắc thẳng thắng sau, hứa tuệ anh hai vợ chồng thực sự biệt nữ hai ngày. Bất quá hai người bọn họ đều không phải người bảo thủ. Bình tĩnh hai ngày, nhìn hi hi ha ha ngốc vui vẻ hai hài tử, cũng liền nghĩ thông suốt. Rồi sau đó đâu, liền so từ trước càng thân cận một ít. Trước kia còn sẽ kêu cái tiểu ký tiểu ký, nói chuyện làm việc đều sẽ châm chức một chút ngữ khí hiện tại đã cùng tùng kỳ đãi ngộ không sai biệt lắm chính là ngươi 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 ghét bỏ lên hoàn toàn là đối nhà mình hài tử như vậy ký hòa bắt nhiều nhạy bén người a nhận thấy được điểm này biến hóa đãi hai vị trưởng bối tự nhiên liền càng thêm dụng tâm khi một xe đồ vật chính là như vậy tới tuy nói tặng lễ đưa đến vó ngựa tử thượng nhưng như thế nào có thể không tính dụng tâm đâu ký hòa bắt đã biết mẹ đây cũng là một cái biến hóa. Miệng gáo sau hắn đơn giản không thay đổi khẩu, hứa tuệ anh cùng Tùng Trí Uyên nghe nghe cũng liền cam chịu tân xưng hô. Ký hòa bắt đi rửa tay. Tùng Kỳ tắt tháo trang sức rửa mặt, trở về phòng thay quần áo. Nàng động tác không chậm, chỉ là bị lão mẹ gặp được miệng thượng hôn môi di tích sau yêu cầu tốn chút thời gian trọng tố nàng da mặt dày mà thôi. Hứa tuệ anh cũng lười đến chờ nàng. Dù sao không phải người ngoài, trực tiếp kêu ký hòa bắt ăn cơm chờ tùng kỳ để mặc một gương mặt không hồng sau ra tới ba người đã ăn thượng quá mức các ngươi không đợi ta a à, ăn một bữa cơm còn muốn người chờ muốn hay không ta đoan đến ngươi trong tay a à. cũng không phải không được tùng kỳ le lưỡi tầm mắt chuyển dời đến bàn ăn trên bàn có cá có gà mái già còn có nàng luôn mãi khẩn cầu giò heo đông pha cùng mai làm khấu thịt suốt một bàn lớn đồ ăn tùng kỳ đếm đếm mẹ này cũng quá nhiều đi trước kia ăn tết chúng ta nhiều lắm làm ba cái món chính năm nay thêm một người ngươi cùng ta ba cư nhiên làm ra tám đạo đồ ăn có phải hay không quá khoa trương một chút thêm dân cư là chuyện tốt nhiều lộng vài món thức ăn vui mừng vui mừng ăn không hết dư lại cũng không quan trọng dù sao mùa đông sẽ không sưu khấu thịt cùng giò nhiều nhịp mấy lần càng tốt ăn đâu hứa tuệ anh còn nhớ rõ nàng cha mất kia một năm vừa lúc ở tháng chạp toàn gia về quê vội về chịu tang thuận đường ở bên kia ăn tết Nàng nhà mẹ đẻ vốn là ở ngoại ô, kỳ thật cùng nông thôn không có gì khác nhau, vừa đến ăn Tết đó là lớn lớn bé bé bá bá tịch. Việc hiếu hỉ làm đại thọ đều có. Bàn tiệc dù sao là cố định, khấu thịt, giò, thiết đến vuông vứt tảng thịt, còn có thịt mở phiến mổ ra tắt đường đỏ hạt mè đậu phộng toái hỉ ra thịt. Cái kia tháng chạp, hứa tuệ anh từ lúc bắt đầu cảm tháng hâm nóng so đầu nói đồ ăn còn ăn ngon, đến cuối cùng nhìn đến giò tảng thịt liền buồn nôn. Nhưng thật lâu không ăn thịt đâu, lại luôn là nhịn không được hoài niệm này đó chưng đồ ăn hương vị. Này không, hôm nay một không cẩn thận liền làm nhiều. Hiện tại nhà ta mới thêm một cái người ngươi liền làm 8 đồ ăn, nếu sang năm nhiều hai cái nhiều ba cái, nhà ta này bàn ăn liền bảy không được. Có thể a, à, sang năm lại nhiều người chúng ta liền đến tinh hải hoa viên ăn Tết sao, bên kia bàn lớn tử bãi đến hạ. Hứa Tuệ anh mí mắt đều lười đến liêu, một chút không để ý Tùng Kỳ đầy miệng chạy xe lửa. Ký Hòa Bắc nhưng thật ra liếc Tùng Kỳ liếc mắt một cái. Tháng 6 mới kết hôn, sang năm ăn Tết trong nhà liền phải thêm một cái người, giống như không quá hiện thực. Hắn nghiêng đầu hỏi Tùng Kỳ, nếu không, kết hôn thời gian trước tiên một chút. Tùng Kỳ. Ký Hòa Bắc, ngươi không phải nghĩ tới thâm niên hài tử cũng ở sao? Cái gì hài tử? Tùng Kỳ phản ứng hai giây, rốt cuộc nghe hiểu. Lại thẹn lại bực mà chú ý Ký Hòa Bắc một chút, ta nói giỡn a, a ai nha ngươi như thế nào trảo sai trọng điểm ăn ngươi cơm đi. Nói xong, trả thù tính kẹp lên một mảnh lại hậu lại phì, không mang theo một tia gầy khấu thịt phóng tới ký hòa bắt trong chén đổ hắn miệng. TV thượng đang ở diễn tiểu phẩm. Màu đỏ quần yếm, rắc bánh quai chèo biện nữ nhân sướng, trên mặt đất loại cái gì dưa, nam nói tiếp vấn đề này khó không được ta. Hẹp hòi trong phòng khách, người một nhà ấm áp đang ăn cơm, nhìn TV, trò chuyện sang năm kế hoạch. Cơm nước xong, Tùng Trí Biên tìm phó bài poker tính toán đấu địa chủ tống cổ thời gian, chờ tân niên đã đến. Năm rồi cũng là một nhà ba người đấu địa chủ đấu đến 12 giờ, không chơi tiền, mà là chơi đậu phộng hoặc là hạt dưa nhi, chờ nghe xong, khó quên đêm nay, mới trở về phòng ngủ. Năm nay nhiều cái ký hòa bắc lưu trình không biến hóa, chỉ là đánh bài người đổi thành hắn, Tùng Trí uyên cùng hứa tuệ anh. Đến nỗi Tùng Kỳ đâu, bưng đồ uống trong chốc lát xem ba bài, trong chốc lát xem mẹ nó bài, cuối cùng lại xem ký hòa bắt nàng không nói ở trong tay người khác bài tin tức. Nhưng mỗi lần nhìn đến lớn nhỏ quỷ cùng bốn cái nhị, hoặc là khác bom, kia tròng mắt liền bắt đầu lột cục xoay, thường thường lộ ra tiểu lão thử trộn được du đắc ý biểu tình, gọi người không chú ý đều khó. Ký hòa bắt nhất tâm nhị dụng, một bên đánh bài một bên quan sát tùng kỳ biểu tình. Liền phát hiện chỉ cần xem đã hiểu nàng biểu tình, cơ hồ không cần tính bài, là có thể tin chuẩn phán đoán ra nhạc phụ nhạc mẫu trong tay là cái gì. Vài lần qua đi, tuệ anh cũng phát hiện tùng kỳ cái này tiểu gian tế trực tiếp đem nàng đuổi tới ký hòa bắc kia một phương còn lãnh khóc vô tình ở trên sofa hỏa tuyến yêu cầu nàng không được lại qua đây xem bài tùng kỳ đôi mắt trừng đến nhân viên nàng cảm thấy chính mình quá oan sao đậu nga còn oan mẹ ta rõ ràng cái gì cũng chưa nói nào có làm gian tế a à, ngươi thua bài không vui liền không vui sao làm cái gì oan uổng ta đâu ta hảo đáng thương a à hứa tuệ anh cười như không cười mà liếc nàng vài lần. Lại nhìn về phía khóe miệng mỉm cười con rể, nói, ngươi miệng chưa nói, đôi mắt nói. Tùng kỳ. Ta có sao? Lão mẹ như vậy chắc chắn, làm đến tùng kỳ đều nhịn không được hoài nghi chính mình, chẳng lẽ nàng thật sự theo bản năng đưa mắt ra hiệu. Bất quá thật muốn một ánh mắt liền đã hiểu kia không phải thuyết minh hai người bọn họ ăn ý độ trăm phần trăm. Như vậy tưởng tượng, Tùng Kỳ trên mặt hoang mang nháy mắt trở nên mỹ tư tư khi khẳng định là ta hòa bắt bắt tâm hữu linh ta mẹ nếu không ngươi cũng dùng ánh mắt cùng ba gian lận chúng ta tôn lão sẽ coi như không nhìn thấy lão 40 mươi xuất đầu chính phong hoa chính mậu hứa tuệ anh tùng trí uyên này nữ nhi quá làm giận qua mùng một nhất định đến thu thập nàng ký hòa bắt tươi cười cũng hơi hơi một đốn lời này là có thể nói sao nhìn cười đến giàu giặc đắc ý tùng kỳ hắn lựa chọn tinh thần thượng duy trì nàng khiêu chiến cha mẹ dũng khí chương 43. Không sai biệt lắm tiếp cận 10 điểm, sân bắt đầu trở nên náo nhiệt. Cái này điểm từng nhà ăn xong rồi cơm, tiểu hài tử đều lao tới chơi pháo hoa bổng. Dung thành thành phố là không được phóng pháo trúc pháo hoa, bởi vì ăn Tết trong lúc pháo hoa pháo trúc dẫn phát nhiều vụ hỏa hoạn, 93 năm liền minh cách làm củ định, 94 năm chính thức chấp hành. Đến bây giờ, Tùng Kỳ cũng 3 năm chưa từng chơi cái loại này hư một chút vọt tới không trung nổ tung pháo hoa bất quá cầm ở trong tay chơi pháo hoa bổng cùng độ cao không vượt qua 2 mét rơi xuống đất pháo hoa lén lút phóng một phóng nhưng thật ra không thành vấn đề tùng kỳ kéo ra môn đi đến nhà mình trong viện ghé vào một hàng rào thượng xem chơi đến vui vẻ khúc diệp diệp bọn họ trong lòng còn có điểm ngứa đâu nhưng ký hòa bắc đại khái rất nhiều năm chưa từng có năm liền hoàn toàn chưa từng có năm nên làm làm không khí lộng điểm năm mùi vị khái niệm đưa tới như vậy đại một xe hóa cái gì đều có chính là không có pháo hoa bổng không có quan ngã pháo. Nghĩ đến hắn qua đi cô đơn, có lẽ cũng chưa nghiêm túc ăn tết quá, tùng kỳ săn sóc không có phun tàu. Trùng trùng tỷ, ngươi muốn tới một cây sao. Đại khái là nàng hâm mộ ánh mắt thực chất cảm quá cường, khúc tư nguyên quay đầu, hỏi. Tùng kỳ chính là có cây thang liền chạy nhanh bò người, không giống rất nhiều đại nhân sẽ cảm thấy ngượng ngùng, sau đó rụt rè nói, không cần. Nàng liền không. Nàng đầu điểm đến bay nhanh, muốn muốn muốn, cảm ơn tư. Nguyên. Khúc Tư Nguyên đưa cho nàng hai căn. Sau đó làm tùng kỳ dơ, hắn lấy ra que diêm, hỗ trợ bật lửa. Chỉ nghe tư, một tiếng. Ngọn lửa thiêu xong đỉnh giấy, liền phát ra xoẹt xoẹt thanh, hỏa tinh tử bắt đầu lập lòe. Tùng kỳ dơ pháo hoa bổng không trung xoay quanh. Lại biến hóa động tác họa một cái tâm. Loại này cầm ở trong tay chơi pháo hoa bổng không quý, một cây một mau. Nhưng thiêu thật sự mau, bật lửa sau không đến hai phút liền dập tắt cho nên tiểu hài tử trong tay đều là một phen một phen, mấy chục căn chậm rãi chơi. Tùng kỳ trong tay thiêu đốt hầu như không còn sao, ánh mắt không khỏi lộ ra dụng tâm hãy còn chưa hết. Khúc dịp dịp thấy thế, lại đưa cho nàng một tiểu đen. Thô sơ giảng lược vừa thấy, đến có hai mươi tới căn. Trùng trùng tỷ, que diêm cũng cho ngươi, chính ngươi chơi đi, chúng ta đến bên kia đi chơi. Khúc dịp dịp hôm nay đặc biệt hào phóng. Kỳ thật năm rồi khúc tư nguyên cùng nàng sẽ không có nhiều như vậy pháo hoa bổng nhà bọn họ một người trả tiền lương, ba người đi học, năm há mồm ăn cơm, nói thật áp lực vẫn là rất đại. Hơn nữa cảnh hữu cầm sợ mặt khác hàng xóm xem thường nàng, nàng lại thực coi trọng thể diện. Làm không được giống một ít người như vậy khoác phải đi ra ngoài, đem tham tiện nghi tiểu tâm tư đều hiển lộ ra tới. Cho nên, nàng chưa bao giờ đem trong nhà túng quẩn này một mặt lộ ra tới, hàng xóm nhóm cấp mấy cái hài tử đồ ăn vặt tiểu món đồ chơi A, nếu nàng ở đây, nàng sẽ trực tiếp chống đẩy. Nếu không có mặt, vậy làm khúc tư nguyên ba cái đem đồ vật nhận lấy, ngày hôm sau thấy tặng đồ người, liền sẽ nói như vậy. Ai da, bọn họ gần nhất thành tích giảm xuống ta cũng không dám cho bọn hắn chơi này đó, liền ngươi cái này nương nương đau nhất bọn họ. Lại hoặc là, kén ăn thật sự, ta cùng lão khúc mỗi ngày biến đổi pháp làm không giống nhau đồ ăn, ngươi gần nhất, nga khoát, thành quả lùi lại hồi 30 năm trước. Một lần hai lần người khác có lẽ xem không hiểu. Nhưng số lần nhiều, Kỳ thật liền biết nàng là đã muốn nhận đồ vật lại, không nghĩ làm người cảm thấy nàng tham tiện nghi, cố ý làm ra là ngươi thế nào cũng phải đưa ta tình hình, cách ứng đi. Đó là có, bất quá đâu, liền tính trong viện hàng xóm nhóm phẩm ra nàng này phiên tiểu tâm tư đối khúc tư nguyên tỷ đệ ba vẫn là không có gì ý kiến. Trước cuộc từ các phương diện tới nói đối lập võ dương loại này thiên bổng khúc gia tam tỷ đệ thật sự thuộc về nghe lời tiểu hài tử, càng đừng nói. Khúc Miêu Miêu cùng Khúc Tư Nguyên học tập vẫn luôn đều thực không tồi, mỗi cái học kỳ khảo thí ở trong bang đều là cầm cờ đi trước. Ở mỗi nhà đều có lão sư dưới tình huống, như tùng kỳ như vậy từ nhỏ đến lớn dựa bán manh thắng được hảo cảm thuộc về trường hợp đặc biệt. Đứng đắn tới nói, mọi người đối học tập tốt hài tử đâu, thiên nhiên liền sẽ nhiều một phân hảo cảm. Cho nên, đối cảnh hữu cầm những cái đó ám chọc chọc tiểu tính kế liền làm như không thấy. Năm nay khúc tư nguyên tỷ đệ hai pháo hoa bổng nhiều, một là bởi vì khúc miêu miêu gã chồng nhị chính là cửu cửu thăm người thân trong nhà dư giả cảnh hữu cầm ở tiền tiêu vặt thượng liền so trước kia hào phóng vì sao đột nhiên dư giả đâu kỳ thật vẫn là bởi vì cảnh lão nhị cảnh lão nhị hai ngày này phát hiện nghèo dạy học thợ cũng có nhân mạch có chuyện như vậy rốt cuộc học sinh gia trưởng chức nghiệp là nhiều mặt chưa chừng bên trong liền có có tiền làm quan hắn ở thấy tàn ngưng cầm sau biết được nàng là ngân hàng hoạt động tín dụng bộ chủ quản liền nghĩ đến cùng tỷ 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 phu một nhà quan hệ lại làm thân mật điểm, nhiều sờ sờ khúc gia chung quanh mạng lưới quan hệ. Nếu là có thể liền online, khi còn có thể kéo cho vay lông dê. Cái này ý tưởng cơ hồ là ở nghe được cảnh hữu cầm chua lè nói tàn ngưng cầm toàn khoản mua phòng, còn muốn đưa nhi tử xuất ngoại trong nháy mắt toát ra tới. Một cái nho nhỏ chủ quản, lão công liền tính là trường học phó hiệu trưởng, hai người tiền lương có thể cao đến chỗ nào đi. Dù sao không có khả năng nhẹ nhàng mua phòng lại đưa ra quốc. Lúc này xuất ngoại du học xử lý thị thực khi là muốn đệ trình tài sản chứng minh, này liền ý nghĩa nhà bọn họ tiền tiết kiệm ít nhất còn có mấy chục vạn. Như thế nào tới? Khẳng định là có ngầm giao dịch bái. Cảnh lão nhị nhìn chằm chằm chính là cái này. Bọn họ làm trái pháp luật mua bán thích nhất làm trảo nhược điểm đem đối phương biến thành đồng lõa này một bộ, tiết kiệm sức lực và thời gian, xảy ra chuyện còn có thể đem người đẩy ra đi đương dê thế tội. Lui một vạn bước giảng, liền tính không thể thông qua vỏ rỗng công ty cậy ngân hàng tài chính cũng có thể lợi dụng này một vòng lão sư lừa dối bọn họ học sinh vẫn là câu nói kia học sinh vĩnh viễn là đơn thuần nhất tốt nhất lừa ở cái này tin tức không phát đạt ra cái gì đều không có phương tiện niên đại chỉ cần hắn triển lộ tài lực đủ hùng hậu mánh khóe bịp người cũng đủ tinh vi thực dễ dàng lừa đến chung quanh lão sư ở vô ý thức gian trở thành đồng lõa không chuẩn còn tưởng rằng chính mình làm chuyện tốt rốt cuộc hay không mấy cái quá đến không tốt học sinh đâu đại bộ phận lão sư đối học sinh đều là có thể kéo một phen liền kéo một phen tâm thái cảnh lão nhị cần phải làm là lợi dụng bọn họ làm thầy kẻ khác trách nhiệm tâm đến lúc đó xinh đẹp lớn lên soái tiếng câu lạc bộ đêm tướng mạo giống nhau có thể bán được địa phương khác tóm lại là vô bổn sinh ý hắn bàn tính đánh đến phi thường hảo cho nên tự thấp khúc miêu miêu mấy vạn tiền biếu sau hôm nay tới cửa lại trộn đưa cho cảnh hữu cầm một trương sổ tiết kiệm còn thay thế cảnh hữu cầm cấp trong tiểu khu người cảm ơn. Cảm ơn đại gia nhiều năm như vậy đối hắn tỷ một nhà chiếu cố. Cảnh lão nhị không chỉ có ngoài miệng nói được đặc biệt dễ nghe, còn cho mỗi gia đều tặng điểm lễ. Không quý trọng, một nhà mấy cái quả táo. Liền Tùng gia cũng thu được. Tùng trí uyên hai vợ chồng từ con rể trong miệng đã biết đối phương chi tiết, cũng biết con rể đã cùng cục công an liên hệ thượng, nghĩ vậy người sớm hay muộn muốn ngồi sổng cục cảnh sát, càng không hảo rút dây động rừng chịu đựng ghê tởm đem quả táo thu chờ cảnh lão nhị vừa đi khi mấy cái quả táo đã bị ném vào rác rưởi sọt việc này hai người bọn họ đều đã quên lúc này nhìn đến tùng kỳ ghé vào hàng rào thượng chơi pháo hoa bổng cùng một đám tiểu hài nhi hi hi ha ha mới nhớ tới tiểu ký ngươi nói hắn lộng này vừa ra rốt cuộc muốn làm sao ký hòa bắt cơ hồ là lập tức liền đoán được cảnh lão nhị ý đồ đem ý nghĩ của chính mình nói tùng trí uyên tức thì giận tím mặt trong tay bài cô cơ trực tiếp bị hắn ném trên bàn, tức giận đến đi qua đi lại. súc sinh a, hứa tuệ anh cũng sắc mặt xanh mét, đại gia giáo cả đời thư, nếu thật là hảo tâm lại làm ác sự, không được cả đời chịu lương tâm tra tấn a. quả thực là giết người tru tâm. ký hòa bắt vội vàng trấn an nhị lão cảm xúc, ba mẹ, các ngươi trước đừng nhúc nhích khí, hắn cho dù có này phân tính kế cũng là thành không được. các ngươi tưởng a, cục công an hiện tại đã theo dõi hắn chính thu thập chứng cứ đâu hắn động tay chân càng nhiều lộ ra dấu vết cũng liền càng nhiều, ta đánh giá không ra nửa tháng hắn liền rốt cuộc ra không được, không chỉ có hắn ra không được, hắn cái kia bày mau 20 năm tuyến cũng sẽ bị một lưới bắt hết. Chiếm cứ gần 20 năm đại hình phạm tội tập thể, mấy năm nay không biết chế tạo nhiều ít tội ác. Này phân công lao thiệp sự tỉnh ai không nghĩ dính một dính. Hắn ngầm cung cấp nhiều như vậy manh mối, các tỉnh công an thính nếu muốn công lao lớn nhất hóa liền không khả năng cho phép lậu trảo sai trảo. Cũng ít nhiều cảnh lão nhị, không ở thâm thị bàn thế nào cũng phải đến dung thành vịt. Này một vịt cho chính mình cơ hội. Bất quá. Nếu là chính mình không cùng tùng kỳ xử đối tượng cũng không quen biết đại viện người, liền sẽ không vừa vặn đụng vào cảnh lão nhị. Sợ là muốn cho hắn vui vui vẻ vẻ tới, mang theo khóa thắng lợi trở về lạc. Như vậy tưởng tượng, ký hòa bắt đều nhịn không được cảm thán một tiếng. Duyên phận, thật sự tuyệt không thể tả. Nói như vậy vừa ra, bài tự nhiên là chơi không nổi nữa. Cứ việc xác định kia bẹp con bê kết cục sẽ không hảo, đại khái xuất một viên đậu phộng đưa hắn thượng Tây Thiên, nhưng hai vợ chồng vẫn như củ mặt mang vẻ giận, trong lòng phá lệ không dễ chịu. Tưởng tượng đến người này phía trước mười mấy hai mươi năm không biết chơi qua nhiều ít thủ đoạn, hại bao nhiêu người, hủy hoại nhiều ít cái gia đình, trong lòng liền trầm trọng không thôi. Kia! Hắn cấp lão khúc bọn họ xem như tiền tham ô sao. Buổi chiều cảnh lão nhị rời đi sau, cảnh hữu cầm liền cùng trong đại viện mọi người khoe ra một lần khen nàng đệ cỡ nào nhớ thương nàng. Biết nàng mấy năm nay quá đến không dễ dàng hôm nay cái trực tiếp tặng 10 vạn khối sổ tiết kiệm. Còn nói năm sau liền đi xem phòng ở, trước cấp khúc tư nguyên đem phòng ở chuẩn bị thường. Nếu là tiền tham ô, có thể hay không bị truy hồi. Bọn họ rốt cuộc muốn hay không nhắc nhở lão khúc đừng bởi vì nhiều sổ tiết kiệm liền bắt đầu ăn xài phung phí, nếu không kia bút tiền tiết kiệm một khi bị truy hồi, khúc gia lại muốn nhật tử không hảo quá. Này vấn đề ký hòa Bắc đương nhiên có thể trả lời. Giống như hắn khuyên Tùng Kỳ hiểu biết hợp đồng pháp giống nhau, năm đó hắn trở lại nội địa chuyện thứ nhất chính là mua các loại pháp luật thư. Hắn cảm thấy bất luận làm nào hành, hiểu biết pháp luật điểm mấu chốt đều là rất cần thiết. Ký Hòa bắt gật đầu, nói, phi pháp đoạt được tặng cùng không có hiệu quả, có thể truy hồi. Nhưng, nếu là cảnh sát không có ra được này một bút, cảnh lão nhị không đề cập tới, khúc gia người cũng không đề cập tới. Những người khác đó là nói có, nhưng những cái đó đều là thông qua cảnh hữu cầm khoác lát biết được cảnh lão nhị loại người này từ trước đến nay thỏ không có ba hang cấp sổ tiết kiệm khẳng định không phải hắn tên khai hộ mà thời buổi này ngân hàng lấy tiền chỉ cần có sách vở là được không có mặt khác xác minh thân phận thủ đoạn cho nên lưu trình thượng rất khó phán định sổ tiết kiệm là của ai nếu cảnh hữu cầm một mực chắc chắn là nàng chính mình là nàng hư vinh mới tưởng đem cái này còn đâu cảnh lão nhị trên đầu nàng chỉ nghĩ khoác lác thỏa mãn một chút bị người nhà nhớ thương cảm giác kia sổ tiết kiệm nói vậy rất khó bị truy hồi ngược lại là đính hôn rượu kia 6 vạn 6 tiền biếu bị truy hồi khả năng tính lớn hơn nữa sau khi nghe xong hứa tuệ anh hai vợ chồng cũng không biết nên lộ ra cái gì biểu tình hợp lại hai người làm nửa ngày tư tưởng công tác kết quả không dùng được a à? tính tết nhất không nghĩ này đó sốt ruột sự ngươi xem ngươi khuê nữ ở bên ngoài cùng so nàng tiểu như vậy nhiều tiểu hài tử nhóm chơi đến nhưng vui vẻ quả nhiên, vô tâm không phổi người Nhật tử quá lên chính là nhất thoải mái. Hứa tuệ anh có đôi khi còn rất hâm mộ nhà mình con gái út nhi tâm thái. Cái gì phiền não ở nàng chỗ đó rối rắm không được bao lâu. Rối rắm nhất lâu chỉ có cùng khúc miêu miêu nháo viên trước kia một thời gian. Có thể tưởng tượng tưởng tượng đâu, cũng về tình cảm có thể tha thứ. Rốt cuộc mười mấy năm bằng hữu, tốt thời điểm có thể mặc chung một cái quần, hư sao. Nhân gia chính là âm hư cũng không minh đau minh thương, đổi ai đột nhiên bị như vậy đối đãi đều phải mộng bức đều phải hoài nghi nhân sinh khả năng có chút nhân tâm yếu ớt còn sẽ chưa gượng dậy nổi tự oán tự ngãi lợi hại hơn còn có bị phản bội táp suy sụp trở nên cực đoan phản xã hội đâu nàng con gái út nhi điểm này liền rất hảo khí quá cãi nhau liền đem người đương cái rắm thả còn có thể vui vẻ cùng nhân gia đệ đệ muội muội chơi đùa ta trong chốc lát cảm thấy nàng tâm đại sầu người thật sự trong chốc lát lại tưởng đi như vậy cũng hảo sinh hoạt vui vẻ nộp tiểu ký kỳ kỳ nàng đâu là thẳng tính không yêu quẹo vào các ngươi về sau kết hôn gặp chuyện gì mặc kệ tốt vẫn là hư ngươi liền trực tiếp cùng nàng nói đừng làm cho nàng đoán nàng đoán được khẳng định cùng ngươi muốn biểu đạt là hai cái phương hướng như vậy ngược lại ảnh hưởng cảm tình đương mẹ nó thời thời khắc khắc đều ở vì nữ nhi nhọc lòng chẳng sợ đối ký hòa bắc thực yên tâm vẫn là nhịn không được thường thường nhắc mãi hai câu ký hòa bắc thực lý giải loại này tâm tình đối hứa tuệ anh phu thê hai người dặn dò không có cảm thấy không kiên nhẫn. Hắn nhợt nhạt cười, kiên nhẫn đáp, mẹ ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo. Phòng khách cùng tiểu viện tử là một phiến môn một đạo ở giữa bình mở cửa sổ. Dù sao cũng là mùa đông, trong phòng liền tính không có điều hòa, kia cùng ngoài phòng cũng là hai cái độ ấm. Tùng kỳ chạy trong viện xem người phóng pháo hoa bổng khi, trở tay giữ cửa cửa sổ đều quan kính mít vì thế trong phòng nói chuyện thanh nhi không lớn dưới tình huống nàng một chút cũng nghe không thấy bọn họ đang nói chuyện cái gì nàng còn hãy còn chơi đến vui vẻ đâu cũng không như thế nào chú ý phòng trong tình hình chờ ký hòa bắc cũng đi đến trong viện khi tùng kỳ còn cầm cuối cùng một cây pháo hoa bổng không bỏ được điểm còn tưởng chơi ký hòa bắc cũng học nàng giống nhau khuỷu tay chống ở hàng rào thượng tùng kỳ gật đầu trên mặt tiểu má lúng đồng tiền như ẩn như hiện có một chút tưởng cảm giác ăn Tết không chơi pháo hoa bổng liền ít đi điểm cái gì, nếu không. Chúng ta hiện tại đi ra ngoài mua A. Nói xong nàng lắc lắc đầu, chính mình trước phủ quyết, cái này điểm phỏng chừng mua không chứ Người Trung Quốc sao, đều rất coi trọng đoàn năm. Đại khái nguyện ý ở đại niên 30 mở cửa làm một chỉnh túc sinh ý không mấy cái. Tính, sang năm lại chơi. Sang năm ta muốn mua rất nhiều rất nhiều, chơi đến nị, chơi đến phun. Ký hòa bắt bật cười, hảo A, à sang năm chúng ta mua hai rương, có thể phóng cả đêm. Vài giờ, Tùng Kỳ đánh cái ngáp, bắt đầu mệt trả rời. Ký Hòa bắt cúi đầu xem đồng hồ. 11 giờ thập phần, Vê nói liền đi trước ngủ đi. Khi không được, năm nay là ngươi lần đầu tiên tới trong nhà ăn Tết, đương nhiên đến cùng nhau đón giao thừa lạc. Tùng Kỳ xoa xoa khốn đốn mí mắt, hận không thể lấy hai căn tâm xỉa răng chống đỡ. Ngữ khí vẫn như cũ thực kiên quyết, còn có 50 phút mà thôi, thực mau, ta khẳng định nhìn được. Ký hòa bắt bị nàng nghiêm túc đôi mắt năng đến trong lòng ấm áp. Cánh tay dài duỗi thẳng, ông ở tùng kỳ đầu vai. Thanh âm nhu vô cùng, chúng ta đây lái xe đi nhân dân quảng trường bên kia nhìn xem có hay không pháo hoa bổng. Như vậy là một vòng thực mau liền đến 12 giờ. Hành A. Tùng Kỳ lại đánh cái ngáp. Hai người nói đi là đi, vào nhà cùng đang xem xuân vãn hứa tuệ anh hai vợ chồng nói một tiếng. Tùng Kỳ chạy về phòng ngủ lấy hai điều khăn quàng cổ một xanh một đỏ nguyên bảo hình. Đem màu lam đưa cho ký hòa bắc, màu đỏ tùy ý hướng chính mình trên cổ vòng hai vòng, đổi hảo dày liền lôi kéo người ra bên ngoài chạy. Khi nào dệt? Ký hòa bắc vừa thấy châm pháp giống nhau như đúc, nhan sắc còn ghép đôi khăn quàng cổ liền biết là nàng thân thủ dệt. Tùng kỳ bắt tay hướng hắn áo khoác trong túi một sủy. Nửa người đều dựa vào ở trên người hắn. Biên đi ra ngoài biên trả lời, liền hai ngày này. Dệt khăn quàng cổ thực mau, Nàng dệt lại là nhất thường thấy bình thường nhất nguyên bảo châm, mỗi ngày ngủ trước mấy cái giờ, hai ngày là có thể dệt hảo một cái. Ký hòa bắt sờ sờ trên cổ khăn quàng cổ. Vựng hoàng hàng hiên ánh đèn hạ, thâm thúy u ám con ngươi sáng lấp lánh, khóe miệng liệt đến lão đại. Trùng trùng tỷ, ngươi cùng ký ca ca muốn đi đâu nhi a? À? Ký hòa bắt trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều tới tùng gia, trong viện hài tử đã cùng hắn hỗn thật sự mặt chính. Chúng ta đi xem còn có hay không cửa hàng mở ra môn, tưởng mua chút pháo hoa bổng. Ta biết nhà ai ở làm buôn bán, ta mang các ngươi đi a. À. Nói chuyện cũng kêu kỳ kỳ. Bất quá là nghiên vương bên thêm mặt khác này, năm nay chừng 10 tuổi, là lầu bốn các lão sư tiểu nữ nhi. Các lão sư chính là đức hình viễn duy nhị trang điện thoại một nhà khác. Bọn họ toàn gia tam đại đồng đường. Gia gia nãy nãy là lão sư, cha mẹ cũng là lão sư. Các kỳ kỳ đằng trước kỳ thật còn có cái ca ca, cùng tùng kỳ giống nhau đại. Đáng tiếc, tám tuổi năm ấy cùng tiểu đồng bọn trộm đạo đến trong sông bơi lội chết đuối đã chết qua mấy năm các lão sư mới lại có mang các kỳ kỳ bởi vì các kỳ kỳ tới không dễ dàng cho nên tuy nói cùng tùng kỳ giống nhau đều thuộc về con một các gia quán các kỳ kỳ lại so với nhà bọn họ lão tùng lão hứa quán nàng lợi hại nhiều đó là một cái sai mắt không gặp người nàng mẹ phải mãn viện tử ồn ào tìm cái loại này tùng kỳ cũng không dám đem các lão sư hai vợ chồng mệnh trăng tử mang ra cửa nhưng cũng không hảo trực tiếp thương tổn tiểu cô nương nhiệt tình. Liền cong lưng, tiến đến nàng bên lỗ tai. Giống muốn nói cho nàng quan trọng bí mật thấp giọng nói, kỳ thật đâu, mua pháo hoa bổng chính là cờ hiệu lạc, là tỷ tỷ tưởng cùng ca ca quá hai người thế giới, cho nên hôm nay không thể mang ngươi cái này bóng đèn lạc. Các kỳ kỳ hô nhỏ một tiếng. Kỳ kỳ ngươi muốn giúp ta bảo mật Nga, bằng không những người khác sẽ cười ta, được không? Các kỳ kỳ vừa nghe, mắt sáng rực lên. Vỗ ngực bảo đảm, trùng trùng tỉ, vậy các ngươi mau đi. Nói xong, nho đen dường như tròng mắt xoay chuyển, cảnh giác mà nhìn nhìn bên cạnh chơi quăng ngã pháo tiểu đồng bọn. Phát hiện không ai chú ý tới bọn họ ba, nàng vỗ ngực đại đại hô mấy hơi thở. Vẫy vẫy tay, dùng khí âm nói, ta miệng nhất nghiêm, khẳng định bảo mật. Tùng kỳ cũng học nàng, dùng khí âm thần thần bí bí trả lời, hảo, cúi chào. Cúi chào. Chờ lên xe, ký hòa bắt hỏi, các ngươi vừa rồi nói cái gì? Bí mật Đêm nay, ký hòa bắt ngủ lại ở Tùng Gia. Tùng kỳ phòng ngủ giường 1m5 khoang, một người ngủ khi còn cảm giác rất khoang Đương hai người nằm mặt trên tức khắc cảm thấy chen chút không thôi. Cơ hồ là thân thể dán thân thể, hơi chút dịch một dịch, chăn liền bắt đầu lọc gió. Tùng kỳ lại là cái không thành thật. Nằm nằm ngủ không được sau nàng liền bắt đầu quấy rối, tay ở ký hòa bắt cá mập tuyến thượng sờ tới sờ lui, chớ có sờ biên số hắn cơ bắp. Một, nhị qua, sáu khối cơ bụng a. Không phải tạp chí thượng đều nói nam nhân đều là tám khối cơ bụng sao, vì cái gì ngươi thiếu hai khối? Ngô, có thể hay không là ta số sai rồi, ta đây lại số một lần. Ở tắt đèn trong đêm tối, ở chỉ có hai người nhỏ hẹp trong không gian, Tùng Kỳ luôn luôn nhiệt tình lại lớn mật, không biết e lệ là vật gì. Nếu muốn hỏi nàng khi nào da mặt dày nhất, đáp án khẳng định là cùng ký hòa bắt một chỗ khi. Dù sao cái gì mất mặt sự hắn đều gặp qua đã sớm hoàn toàn không hình tượng, bởi vậy thả bay lên liền lợi hại hơn. Ký hòa bắt chạy nhanh bắt lấy nàng tác loạn tay nhỏ. Nỗ lực bình phục sinh lý tâm lý song trọng sao động. Dùng tỉnh táo nhất thanh âm bình dị nói, người bình thường cơ bụng đều là 4-6 khối, bất quá chỉ cần bảo trì lượng vận động 6 khối cơ bụng đại đa số người đều có thể đạt thành, mà muốn 8 khối cơ bụng phải tiến phòng tập thể thao. Hắn ngày thường có đánh quyền chạy bộ, nhưng không cố tình đi luyện cơ bụng. Vận động càng chủ yếu là vì khỏe mạnh, vì bảo trì lực lượng, cũng là vì bảo đảm cũng đủ cao cảnh giác tính, miễn cho gặp được nguy hiểm thành tôn chân mềm. Cơ bụng đẹp hay không đẹp, có đủ hay không uy mãnh. Ngô, hắn từ trước không suy xét quá cái này. Bất quá, nhà mình lão bà nếu thích tám khối cơ bụng nói, hắn cũng có thể luyện một luyện. Liền nghe Tùng Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, Nga, Thanh, ta giống như đã hiểu. Bất quá sáu khối cũng đẹp, mặc đồ nhìn gầy cởi đồ có thịt, tu trúc hình thể ta thích nha. Không có cơ bắp nàng không thích nhưng cơ bắp đặc biệt cường tráng, Tùng Kỳ cũng không thích. Đại khái là đối nam nữ lực lượng thật lớn sai biệt bất an. Đối phương nếu là một thân cơ bắp, liền tính mặt lại đẹp, Tùng Kỳ cũng sẽ không tưởng cùng hắn yêu đương. nàng sẽ nhịn không được đi rối rắm. Vạn nhất cãi nhau hắn có thể hay không đánh chính mình a? À? Khi chính mình khẳng định đánh không thắng, Kỳ thật đây là thực không đạo lý. Cơ bắp cùng tính tình cùng bạo lực không có trực tiếp quan hệ, nhưng lực lượng kẻ yếu tự hồ trong tiềm thức rất khó không như vậy lo lắng. Ký hòa bắt nghe vậy, cảm giác khí huyết từ phía dưới một chút nhảy đến đỉnh đầu. Lúc này nói thích thân thể hắn. Hắn thái dương gân xanh đều toát ra tới. Cảm giác toàn thân đã tới rồi nổ mạnh bên cạnh. Ông hương Nguyễn Ngọc trong ngực vốn là thực khiêu chiến tự chủ, thiên nàng còn vô tri vô giác mà trêu chọc. Cách vách lại là nhạc phụ nhạc mẫu, hai người nếu là hơi có động tĩnh, bọn họ khẳng định có thể nhận thấy được. Ký hòa bắt nhắm mắt lại, bắt đầu mặc niệm thanh tâm chú. Sự thật chứng minh, cũng không có cái gì dùng. Hắn hiện tại liền ở vào ngọt ngào lại thống khổ trạng huống, nằm một cái ổ chăn như vậy một lát công phu, phản phất là đời này khó nhất ngao thời khắc. Hắn mở mắt ra, hút khí, hơi thở. Đại khái hoa gần 2 phút, mới miễn cưỡng đem trong cơ thể khắp nơi loạn đâm dục niệm áp đi trở về. Ngủ đi, mẹ nói ngày mai sáng sớm được đến trong viện đoạt nhánh cây bách. Các lão nhân nói, mùng một mang về nhánh cây bách, liền ý nghĩa năm sau muốn phát tài tam đống người nhà lâu trung gian liền có vài cọng cây bách. Mỗi năm mùng một thiên tờ mờ sáng khi, trong lâu hàng xóm liền phải giá cây thang chém mấy cây cành cây, thả lại phòng. Dứt lời, hắn thiết cánh tay cô Tùng Kỳ không cho nàng nhích tới nhích lui, môi ở nàng cái trán khẽ chạm một chút liền năng giống nhau nhanh chóng rút lui. Tùng Kỳ bị cô đến khó chịu. Nhỏ giọng thương lượng, ngươi buông tay một chút, như vậy ta ngủ không được. Hai người ai đến gần. Hơi thở ấm áp phun ở ký hòa bắc trên mặt, Nàng lại bắt đầu xoắn đến xoắn đi. Khi mới vừa áp xuống đi xúc động lại lần nữa nảy lên tới. Bất đắc dĩ, ký hòa bắt chỉ có thể bất chấp tất cả, bắt lấy nàng tay nhỏ hướng trong chăn một sờ. Tùng kỳ đánh cái giật mình. Tức khắc thành thật, lắp bắt nói. Hảo, hảo hảo, bình tĩnh a, à, ta, ta ngủ, ta đã ngủ rồi. Chương 44 Ngày kế, đại niên mùng 1 Tân niên tân ký tượng lạc trừ bỏ tùng kỳ súc trong ổ chăn đang ngủ ngon lành, hứa tuệ anh hai vợ chồng cùng ký hòa bắt đều rời giường. Ba người sáu giờ xuất đầu liền đến trong viện chém nhánh cây bắt. Theo sau rửa mặt, hứa tuệ anh bắt đầu lộng cơm sáng. Hứa tuệ anh quê quán mùng một cả ngày đều là không thể ăn cơm, mà là chỉ có thể ăn mì thực. Nguyên nhân đã không thể biết, chỉ là tập tục sao, liền như vậy một thế hệ một thế hệ truyền xuống dưới. Cho nên mùng một buổi sáng, tùng da trên bàn cơm nhưng lựa chọn chỉ có khoanh tay cùng bánh trôi lão tùng ngươi ăn cái gì tùng trí uyên đối với cương cạo râu nghe được thê tử hỏi chuyện vội dừng tay trả lời ta ăn bánh trôi đi tiểu ký ngươi đâu ký hòa bắc không chọn mẹ ta ăn cái gì đều được hứa tuệ anh thành vậy ngươi cùng kỳ kỳ giống nhau đều ăn khoanh tay đi ân ừ. ngươi đi kêu nàng rời giường tân niên còn khởi như vậy vãn thật là một chút không chú ý hảo dấu hiệu cách ngôn còn nói một ngày chi kế ở chỗ thần một năm lo liệu từ xuân, này tân niên ngày đầu tiên đương nhiên là trọng trung chi trọng. Hứa tuệ anh thuận miệng nhắc mãi hai câu. Tùng Trí Uyên cảm thấy gần nhất thê tử lãi nhảy rất nhiều, vì tránh cho chiến hỏa đốt tới trên người mình, hắn lựa chọn mặt không hé răng đương một dây chim cút. Trong phòng ngủ, Tùng Kỳ dẫu đích nghi người trong triều cuộn tròn. Gương mặt đè ở gối đầu thượng, áp ra đô đô độ cung. Đại khái là tể ngủ cả đêm, mới vừa được xoay người đổi tư thế ngủ cơ hội quá thoải mái này một bên nằm miệng bị ép tới hơi hơi mở ra một cái phùng. Một tia chỉ bạc mau lưu đến khóe miệng. Ký hòa bắt mặt mày giãn ra, buồn cười. Đi đến mép giường ngồi xuống, duỗi tay nâng mặt nàng. Làm nàng chính diện triều thượng nằm ngửa, kia ti mau chuồn ra tới nước miếng tức khắc bị bức lui trở về. Hình ảnh đặc biệt hảo chơi, hắn nhịn không được duỗi tay chọc chọc miệng nàng. Tùng kỳ theo bản năng liếm liếm môi. Ký hòa bắt rốt cuộc không nín được cười nhạo ra tiếng. Tạp âm xuất hiện làm tùng kỳ nhăn lại giữa mày. Trong mắt bắt đầu giật giật, nhưng nàng vẫn là không tỉnh, mà là ý đồ xoay người tiếp tục ngủ. Ký hòa bắt cuối người miệng tiến đến nàng bên tai, lão bà, rời giường lạp. Bang! Đại khái là trở thành mũi, tùng kỳ vô ý thức vất vất tay vừa lúc. Đánh vào trên mặt hắn. Phát ra thanh thúy bàn tay thanh. Ký hòa bắt bị đánh đến ngốc ngốc. Còn không có hoàng hồn, cặp kia nhu di phản phất ở xác nhận đánh chính là cái gì, lung tung ở trên mặt hắn sờ tới sờ lui còn ninh trụ da mặt túng túng ký hòa bắc cố ý đi giả bộ ngủ đi đang lúc hắn tính toán bào chế đúng cách cũng véo nàng khi tùng kỳ đột nhiên mở mắt ra ngay sau đó đã bị trước mắt phóng đại ngũ quan sợ tới mức sau này co rụt lại nhưng nàng liền nằm ở trên giường có thể xúc đến chỗ nào đi vì thế đầu bảnh một tiếng trực tiếp đâm đầu giường ký hòa bắc cũng bị dọa nhảy dựng chạy nhanh duỗi tay sờ sờ nàng đụng vào địa phương, quả nhiên, sưng lên cái bọc nhỏ. T. Tùng kỳ mảnh hút một ngụm khí lạnh. Này va chạm đau đến nàng nghe răng trợn mắt, miệng còn không quên ra hai câu, xong rồi, sáng tinh mơ còn không có từ trên giường bò dậy liền đâm đầu, này chẳng lẽ là ông trời cho ta ám chỉ, nói cho ta năm nay vận số năm nay không may mắn, muốn đâm tường. Mê tín. Ngươi năm nay khẳng định thuận thuận lợi lợi, làm cái gì đều có thể thành. Ký hòa bắt xoa xoa hơi hơi cổ khởi bao, lại để sát vào thổi thổi, còn đau không? Ta hỏi một chút ba mẹ có hay không rượu thuốc. Tùng kỳ chạy nhanh bắt lấy hắn quần áo, đâm một chút mà thôi, thoa cái gì rượu thuốc, đợi chút nó bản thân liền tiêu. Nàng mới không cần đại niên mùng một đỉnh một đầu nước thuốc vị ra cửa đâu. Nhiều a. À. Bắt bắt, vừa mới có mũi ở ta bên lỗ tai ong ong ong, kỳ quái a à, như vậy lãnh như thế nào còn có mũi đâu. Tùng kỳ từ trên giường ngồi dậy phản ứng đầu tiên chính là xem xét cửa sổ có hay không quan kính mít. Rốt cuộc nhà mình ở lầu 1, mấy mét ngoại chính là tường vây biên xanh hóa thụ. Tàn như vậy một hai chỉ mũi giống như cũng nói được thông. Ký hòa bắt chỉ vào chính mình bị đánh má trái, cười như không cười, nột, này chỉ mũi liền ở chỗ này đâu. Tùng kỳ nhìn hắn gương mặt một hồi lâu. Đích xác có điểm hồng. Cho nên, chính mình chụp không phải mũi, là bạn trai khuôn mặt tuấn tú trứng nhi. Hắc hắc, phải không, Tùng Kỳ hắc hắc ngây ngô cười, sau đó tay lại duỗi thân đến trên mặt hắn sờ sờ. Ngay sau đó biểu môi hôn, hôn hôn hắn bị đánh tới địa phương, được rồi được rồi, nhân gia lại không phải cố ý. Nhưng ngươi làm ta sợ là cố ý, ta đỉnh đầu đều đụng phải cái bao, ngươi xem ta bao lớn độ cũng chưa sinh khí, cho nên hai ta huề nhau. Nàng đương nhiên biết ký hòa bắc không cố ý dọa nàng. Là nàng lần đầu tiên rời giường nhìn thấy nam nhân phóng đại ngũ quan, không phản ứng lại đây mà thôi. Nhưng nồi khẳng định đến ném. Ký hòa bắc cũng theo nàng lời nói nói, ta đây lại thổi thổi, thổi thổi liền không đau. Ha 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 không cần, mau tránh ra, ta muốn rời giường. Ấm áp gió thổi da đầu thượng ngứa ma ma. Tùng kỳ che lại đỉnh đầu chỉ huy khởi ký hòa bắc tới, người đem trên ghế quần áo ném lại đây. Nàng sốc lên chăn, đang muốn bộ áo bông quần bông. Quần áo xuyên đến một nửa, đột nhiên cảm giác nửa người trên nào không quá thích hợp. Tổng cảm thấy cái gì cộng thịt. Nàng sờ sờ, mới phát hiện bên trong nút thắt tản ra chính tạp ở giữ ấm y bên trong cụ 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 cái kia ngươi giúp ta ngã xuống rửa mặt thủy bái nói xong nàng làm bộ tiếp tục bộ áo bông quyết định đem người chi khai ký hòa bắc suy nghĩ một chút vẫn là không suy nghĩ cẩn thận mặt nàng như thế nào đột nhiên đỏ bất quá hắn cũng không đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế ân nhanh lên a lập tức liền phải ăn cơm sáng ân ân chờ hắn thân ảnh biến mất ở cửa. Tùng kỳ ca nha, một tiếng đảo hồi trên giường giống điều tiến hóa thất bại sâu lông qua lại mất mấy. Từ từ. Không đúng à. a Nàng xấu hổ cái gì? Nên xấu hổ chính là ký hòa bắt. Ăn xong cơm sáng, hứa tuệ anh cùng Tùng trí biên hẹn người chơi mạt trượt. Dung thành người sao, không đi làm thời điểm hoặc là ở quán trà nghe bình thư, hoặc là chính là xây trường thành. Ăn tết càng là xoa mạt trượt người yêu thích tuyệt hảo thời cơ. Tùng Kỳ sẽ đấu địa chủ, nhưng không quá sẽ chơi mạt trượt. Người khác đánh khi nàng đại khái có thể xem hiểu, nhưng đến phiên chính mình liền thường xuyên bao hồ. Không có kêu là nhất thường phát sinh, thảm hại hơn chính là đánh đánh bài so người khác nhiều một trương thiếu một trương, có thể là gian bài sau đã quên sờ, cũng có thể là chạm vào bài sau nhiều sờ soạn. Cho nên nàng cũng không dám cùng người ngoài chơi mạt trượt, liền sợ trong túi trực tiếp thua không. Vì thế, đương hai người ra cửa Hoàng A Di hỏi muốn hay không xoa mấy cái khi, Tùng Kỳ liên tục viễn cự, kéo ký hòa bắt thoát được bay nhanh. Kỳ thật ta mạc trượt đánh đến còn có thể. Ký hòa bắt tùy ý nàng kéo, cười cười, nhàn nhạt nói. Trong giọng nói còn có điểm tiểu kiêu ngạo. Kia cũng không đánh. Tùng Kỳ không thích tiệm mạc trượt. Tiệm mạc trượt một đám đại lão gia yên không rời tay, nghe không quen yên vị người đi vào hai phút phải bị sặc ra tới. Kia hoàn cảnh, hắc, quá ra tấn người. Chúng ta đi thế giới nhạc viên chơi nha, ta còn một lần không đi qua đâu. Thế giới nhạc viên là trước hai năm kiến tạo, nhạc viên lấy các loại một, một mô phỏng nước ngoài trứ danh cảnh điểm làm chủ yếu bán điểm. Cái gì Hungary anh hùng quảng trường, châu Âu phố, châu Âu nông thôn giáo đường, ship hoa viên, Venice hành lang kiều. Lúc ấy khai viên khi động tĩnh nhưng lớn. Báo chí thượng liên tục đăng một cái tuần quảng cáo, bản địa đài truyền hình cũng bá quá phim tuyên truyền. Nghe nói năm thứ nhất, du khách liền đạt tới trăm vạn nàng còn nhớ rõ lúc ấy khúc miêu miêu cùng xã đoàn đồng bọn qua bên kia đoàn kiếm sau trở về cùng mọi người bãi long môn qua nhưng phong cảnh tùng kỳ lúc ấy đặc biệt hâm mộ đã hâm mộ có thể đi chơi cũng hâm mộ nàng có cùng chung chí hướng tân bằng hữu kỳ thật lúc ấy nàng ẩn ẩn cảm giác được thượng không vào đại học khác nhau nàng liền tưởng đâu không trải qua quá cái gì đại học xã đoàn nhưng cũng có thể đi thế giới nhạc viên nhìn một cái nha chỉ là thế giới nhạc viên tọa lạc ở tây phổ ly trung tâm thành phố quá xa, liền vẫn luôn không tìm thấy cơ hội đi. Mà năm rồi mùng một đâu, nàng sẽ tới văn thù miếu hoặc là phụ cận cổ trấn chơi. Có địa phương thậm chí hàng năm đều đi. Bất quá không phải nói những cái đó địa phương liền thật sự như vậy hảo chơi. Mà là thơ ấu trong trí nhớ ăn tết bầu không khí phản phất dừng lại ở nơi đó giống nhau, làm người cảm giác trọng du một chút dường như là có thể ngửi được quá khứ hương vị, là có thể trở lại đã từng đi khi vui sướng thời gian dường như. Nhưng năm nay nàng tưởng đổi một chỗ chơi. Vừa lúc lúc này vừa lúc có xe, lại có chuyên môn tài xế. Tùng kỳ quyết đoán quyết định đi xem khúc miêu miêu khen đến ba hoa chích tròe, nói đi chỗ đó một lần liền tương đương với đi qua toàn bộ thế giới địa phương. Thế giới nhạc viên. Địa phương nào, ta không rõ ràng lắm lộ tuyến. Ký hòa bắt nghĩ nghĩ, lắc đầu. Hắn tuy ở Dung Thành sinh hoạt nhiều năm, kỳ thật đối Dung Thành hiểu biết không tính thâm. Chúng ta đây đi trước báo chí định mua địa đồ trên bản đồ có. Hành. Hai người trước mua phân bản đồ. Từ tứ trung bên này đến tê phổ khai mau một tiếng rưỡi xe. Vừa đến thế giới nhạc viên cửa, Tùng Kỳ liền choáng váng. Nàng đại dương miệng, qua Nga, một tiếng, cùng chúng ta giống nhau tới xem hiếm lạ người thật nhiều a. À? Quả thực là biển người tấp nập. Không chỉ có người nhiều, cửa bãi đổ xe còn đình đầy xe, có chút biển số xe vẫn là tỉnh ngoại đâu. Lại vừa thấy phiếu giới, cư nhiên muốn 80 ai. Ở cái này lương tháng bình quân mấy trăm niên đại, 80 tuyệt đối không tiện nghi. Ký Hòa bắt thật cẩn thận che chở nàng đi cửa sổ xếp hàng. Bài gần nửa giờ, rốt cuộc đến phiên bọn họ. Tùng Kỳ, ngươi hảo, muốn hai trương phiếu. Hảo, chờ một lát ha. Người bán vé thuận miệng lên tiếng, tiếp nhận tiền thuần thuộc xé hai trương phiếu. Sau đó từ cửa sổ phía dưới nửa vòng tròn khổng đẩy ra, ngẩng đầu nhìn lên, đầu tiên là bị Thái Dương giống nhau nóng trực tươi cười cấp chấn một chút chợt chú ý tới đối phương dùng sóng bắn tỉa cô cố định tốt một đầu tóc quăng tầm mắt lại trở lại gương mặt kia thượng kinh vi thiên nhân hơn nữa có điểm quen mắt ngươi là tùng kỳ tươi cười hơi hơi đình trệ tưởng nói ngươi nhận sai người nhưng vạn nhất nhân gia không nhận ra tới chính mình trước nói như vậy có vẻ thực tự mình đa tình nàng liền tính toán làm bộ không nghe được lại câu môi cười hạ chuẩn bị rời đi liền ở xoay người kia một giây người bán vé rốt cuộc nghĩ tới kinh hỉ đến đứng lên, hai tay chụp ở công tác trên đài. Vui vẻ hô to, ta nhớ ra rồi, ngươi là, ngươi là cái kia. Cái kia. Tuyết lan đồ uống. Người bán vé công tác trên đài vốn là xứng cái tiểu loa, nàng vừa vặn đối với tiểu loa kêu. Tức khắc, toàn bộ bán phiếu cửa sổ phạm vi 10 mét nội đều nghe rõ nàng hưng phấn thanh âm. Tùng kỳ xoay người động tác cứng đờ, xấu hổ đến tay chân đều không biết hướng nào phóng. Nhưng nàng không chạy nàng còn nhớ rõ lệ tuệ tâm nói về nghệ sĩ ở công chúng trước mặt hình tượng vấn đề. Tuy rằng nàng hiện tại không danh khí, không có bước lên lớn nhỏ màn ảnh, chỉ là bước lên đồ uống vại. Nhưng vạn nhất chạy trối chết tư thế quá chật vật, lại không cẩn thận bị chụp tới rồi, về sau chờ chính mình đỏ sau chẳng phải là thỏa thỏa hắc lịch sử. Cái này khả năng tính phi thường đại. Bởi vì ăn tết cảnh điểm không chỉ có có tự mang camera du khách, còn có đặc biệt ban nhân chụp ảnh, nhiếp ảnh gia. Không được không được hít sâu muốn bình tĩnh a à, ngươi đang nói ta sao vậy ngươi nhận sai sẽ không sai tuyệt đối sẽ không sai ngươi chính là tuyết lan muội nhi ta nhớ rõ ngươi trên cổ kia viên chí tùng kỳ hoảng hốt theo bản năng quay đầu lại nhìn ký hòa bắt liếc mắt một cái rồi sau đó lại sờ sờ như ngọc mảnh dài cổ xem đi ta liền nói không nhận sai người bán vé khả đắc ý tùng kỳ chỉ có thể cười gượng ha ha ngươi ánh mắt hảo hảo nha chúng ta đây liền đi vào trước tái kiến hảo a tái kiến chơi đến vui sướng a người bán vé vốn dĩ chính là bởi vì đột nhiên nhìn thấy danh nhân có điểm hưng phấn đối với kia trương vũ mị diễm lệ khuôn mặt nàng đều cảm thấy chính mình vựng vựng hồ hồ đâu căn bản không chú ý tới miệng khoảng cách microphone có bao nhiêu gần càng không chú ý tới tùng kỳ bên cạnh còn xử cá nhân tùng kỳ nói tái kiến nàng cũng thuận miệng nói tái kiến chờ nói xong nhìn đến hai người từ trong đám người bài trừ đi, nhanh chóng biến mất. Nàng đột nhiên ý thức được một vấn đề, má ơi, khi nam chính là ai, khi nam bóng dáng cũng hảo xoái, cũng là minh tinh sao? Khi chính mình không phải gặp được hai cái minh tinh. Đúng vậy, ở quảng đại thị dân trong mắt, khắc ở sản phẩm đóng gói túi đóng gói vại thường bọn họ đô thống xưng là minh tinh. Chỉ là cái này, minh tinh khả năng không hồng mà thôi, chính là như vậy giản dị. Nàng kêu, tuyết lan muội nhi, thanh âm đủ đại, phụ cận đều nghe được tuyết lang muội nhi a à, ai nha ta hiểu được lão xinh đẹp các ngươi nói tuyết lang muội nhi là ai a à? này vừa thấy chính là cái tỉnh ngoài người ai nha tuyết lang muội nhi ngươi không hiểu được a à? vậy ngươi khẳng định không phải chúng ta dung thành người nàng chính là chúng ta bản địa đồ uống tuyết lang bình bình thường ấn cái kia muội nhi tắt kêu kêu tùng cái gì dù sao họ còn rất đặc biệt bất quá chúng ta đều trực tiếp kêu tuyết lang muội nhi không nghĩ tới A à liền tuyết lan muội nhi đều tới thế giới nhạc viên, đó có phải hay không nói hôm nay thế giới nhạc viên có nàng biểu diễn đâu. Dục. Vẫn là cái minh tinh A, à, đáng tiếc vừa rồi không thấy rõ. Nàng khẳng định ở nhạc viên, đại gia chạy nhanh mua phiếu tiếng viên, khả năng ngộ được đến nàng. Dựa vào với tuyết lan đồ uống ở bản địa thị chiếm xuất, lại bởi vì kia trương nhìn thấy quên tục mặt, tùng kỳ ở bản địa danh khí hiển nhiên so nàng cho rằng lớn hơn. Không trong chốc lát, Viên khu người phụ trách cũng biết Tuyết Lan Muội Nhi xuất hiện ở nhạc viên. Lập tức gọi người dọn cái đại loa ở cửa tuần hoàng truyền phát tin. Du khách các bằng hữu, Tuyết Lan Muội Nhi giờ phút này liền ở nhạc viên, đại gia chạy nhanh mua phiếu liền có cơ hội cùng Tuyết Lan Muội Nhi ngẫu. Nhiên gặp được chụp ảnh chung Nga. Du khách các bằng hữu, Tuyết Lan Muội Nhi giờ phút này liền ở nhạc viên, đại gia chạy nhanh mua phiếu liền có cơ hội cùng Tuyết Lan Muội Nhi ngẫu nhiên gặp được chụp ảnh chung Nga. Du khách các bằng hữu. Tuyết Lan Muội Nhi giờ phút này liền ở nhạc viên, đại gia chạy nhanh mua phiếu liền có cơ hội cùng Tuyết Lan Muội Nhi ngẫu nhiên gặp được chụp ảnh chung Nga. Nói như thế nào đâu, mất công thời buổi này đại gia không riêng tư danh dự khái niệm. Nếu không đổi cái cản thành thuộc minh tinh đoàn đội, bằng cái này hành động là có thể làm nhạc viên bồi đồng tiền lớn. Mà bị trở thành mánh lới tùng kỳ hai người cũng không biết cổng lớn này vừa ra. Hai người chiếu du lãm chỉ thị đồ, từ cự đa bắt đầu đến ven nít hành lang kiều, lại vòng đến Ấn Độ lộc giả uyển tượng Phật toàn bộ thế giới nhạc viên rất lớn du khách rất nhiều giống hungary quảng trường cùng nước mỹ nam bộ trang viên này hai cái cảnh điểm còn có các loại biểu diễn mỗi cái cảnh điểm đều có phụ trách chụp ảnh nhiếp ảnh gia chụp một trương ảnh chụp mười nguyên hai người một đường đi một đường chụp chỉ là chụp ảnh liền hoa đi ra ngoài hai trăm nhiều ký hòa bắt đều nhịn không được cảm khái tết âm lịch trong lúc coi tiền như rác thật nhiều tỉ như hai người bọn họ như vậy thích chụp ảnh khi chờ một lát chúng ta liền đi mua camera về sau ngươi tưởng như thế nào chụp liền như thế nào chụp. Không cần. Ta không thích chơi camera, ta chỉ là tưởng nhớ kỹ vui vẻ nháy mắt. Tùng kỳ một tay bị hắn nắm. Trong chốc lát chạy trong chốc lát nhảy, mỗi một cây phi dương tóc ti đều ở kể ra nàng có bao nhiêu vui vẻ. Phải không? Là nha là nha. Ký hòa bắt mỉm cười, đem nàng kéo về bên người nửa ôm, đi tới đi tới là có thể nị đến một khối. Đại để là ăn tết làm người thả lỏng, như bọn họ như vậy thân mật dắt tay ôm nhau tuổi trẻ tình lữ không ít. Hai người vui đùa đùa dẫn hành động một chút không tùy tiện đột ngột. Có lẽ là hai người bọn họ quá thản nhiên quá bình tĩnh. Ngược lại không làm đám kia tìm tuyết lan muội nhi du khách chú ý tới. Mà chờ mong ngẫu nhiên gặp được các du khách đâu, vào trước là chủ cho rằng danh nhân sẽ tương đối điệu thấp. Cho nên, mặt đối mặt khi nhìn đến hai người thoang thoát ngược xuôi, cãi nhau ầm ĩ còn không có cẩn thận phân biệt diện mạo liền trước một bước dịch khai tầm mắt. Này liền tạo thành tương phùng không quen biết, kết quả thẳng đến Tùng Kỳ cùng ký hòa bắt dạo xong nhạc viên từ cửa hông rời đi, cũng chưa một người phát hiện kỳ thật bọn họ đã sớm gặp được quá hai người. Chỉ có thể nói nàng này mặt chính, lại còn không có như vậy thục. Mà ở hai người dạo thế giới nhạc viên đồng thời. Mới từ nhà chồng trở lại thuê nhà chỗ khúc miu miu về đến nhà không bao lâu hai gã y phục thường cảnh sát nhân dân liền gõ vang lên bọn họ đại môn. Khúc miêu miêu không nghĩ tới đời này cửu cửu bại lộ đến nhanh như vậy. Thế cho nên trên mặt nàng biểu tình không đúng, tức khắc bị kinh nghiệm lão luyện thường kinh nghiệp nhìn ra một chút manh mối. Khúc nữ sĩ, người biết chút cái gì sao? Khúc miêu miêu bị hỏi đến hải hùng khiếp vía. Đối công, kiểm, pháp, nàng trong lòng có người thường đều tồn tại kính sợ cảm. Nàng dám nói dối lừa những người khác, nhưng đối với cảnh sát, nàng không xác định chính mình biên nói dối có thể đã lừa gạt bọn họ đôi mắt. Rốt cuộc muốn hay không nói? Muốn nói nhiều ít đâu? Nếu cảnh sát hỏi nàng như thế nào biết, lại nên như thế nào trả lời đâu? Đại lãnh thiên, khúc miêu miêu tráng thế nhưng chảy ra hẳn. Miệng nàng mấp máy hai hạ, kiệt lực giả bộ dường như không có việc gì bộ dáng, ta cửu cửu. Hắn. Hắn làm sao vậy? Thường công an không lập tức hồi nàng, mà là bình tĩnh nhìn nàng. Ở đối phương cơ trí phản phất có thể nhìn thấu ánh mắt của nàng hạ, khúc miêu miêu thực mau liền có chút duy trì không được. Lúc này, Lục Thành cho nàng lực lượng. Lục Thành vòng lấy nàng bả vai, hơi hơi dùng sức ấn hạ, khúc miêu miêu dường như tìm được rồi người tâm phúc. Hai vị cảnh sát đồng chí, các ngươi muốn cho ta nói cái gì a? À? Ngươi hỏi ta cửu cửu làm cái gì? Các ngươi dù sao cũng phải làm ta lộng minh bạch ra chuyện gì đi. Lục Thành gật đầu, cũng nói, đúng vậy, cảnh sát đồng chí lão bà của ta cửu cửu là làm gì trái pháp luật sự sao vừa rồi cảnh sát vào cửa khi hắn liền ở cân nhắc cảnh lão nhị đến tục cùng ra cái gì vấn đề ở liếc đến khúc miêu miêu khiếp sợ cùng với hoảng loạn không thôi ánh mắt khi lục thành bỗng nhiên nhớ tới chính mình dường như nghe qua một đoạn này tùng kỳ tự hồ nói qua nàng một cái bằng hữu thân thích thế nào giống như phạm vào đại sự bị chấp hành xử bắn nhưng hắn lúc ấy vội vàng phó một vị hợp tác đồng bọn gôn chi ước cảm thấy Tùng Kỳ cả ngày chú ý những cái đó có không dông dài thật sự, ngày xưa đoạt người trồng mắt trân châu thật liền biến thành các bằng hữu nói ảm đạm không ánh sáng mắt cá. Liền phi thường không kiên nhẫn, vì thế ghét bỏ mà nói nàng hai câu. Tùng Kỳ lúc ấy còn túng lên pha lê ly tạp hắn, còn mắng chính mình có mấy cái tiền dơ bẩn liền chạy nàng trước mặt khoe khoang. Hai người cảm tình sớm đã qua thất niên chi dương, lúc ấy hắn đích xác thái độ không tốt, có nói là tiền cùng danh lợi tráng người gan, lại ở không lâu trước đây cùng nữ nhân khác kỳ thật lần đầu tiên cùng mặt khác nữ nhân phát sinh quan hệ, hắn là chột dạ. Cũng là bởi vì chột dạ, cho nên theo bản năng làm thấp đi Tùng Kỳ, ý đồ hợp lý hóa xuất quỷ chuyện này. Nếu Tùng Kỳ cùng từ trước giống nhau ôm nhu, có lẽ hai người cảm tình có thể dần dần trở lại lúc ban đầu thời điểm. Nhưng mà Tùng Kỳ thái độ cũng không hảo đến chỗ nào đi, chửi lên so với chính mình lời nói khó nghe nhiều. Hắn chỉ là nói nàng không tư tiến thủ, nói nàng chỉ có thể nhìn đến chuyện nhà, trừ bỏ trang điểm du ngoạn, liền nhi tử công khóa đều phụ đạo không được. Tùng kỳ lại mắng hắn có tiền liền phạm tiện, có phải hay không bị Trần Thế Mỹ bám vào người, tưởng đá văn nàng nói thẳng nàng tuyệt đối không giữ lại, không cần thiết tìm tra làm thấp đi nàng. Dù sao liền đối chọi gây gắt. Sau lại, hai người cảm tình cơ hồ là ở thường xuyên khắc khẩu trung dần dần đi tới không thể vãn hồi nông nổi. Nhưng chân chính nháo để nhất sống, kỳ thật chính là bởi vì trận này đối thoại. Nàng giống như trước giống nhau chia sẻ tin tức, lúc ấy nàng không biết chính mình rõ ràng xuất quỷ còn muốn vì hai người quan hệ nỗ lực. Mà hắn không kiên nhẫn liền có lệ cũng chưa làm được. Chẳng lẽ, nàng lúc ấy nói chính là khúc miêu miêu cửu cửu. Nhưng cái gì vấn đề có thể nghiêm trọng đến tử hình lập tức chấp hành đâu. Chương 45 Ăn xong cơm chiều, ký hòa bắt hồi chính mình ra. Trở về khi thuận đường còn cùng Vương Phụng Tùng uống lên hai ly. Trương Ái Hoa 10 ngày trước hồi hải thị ăn Tết, quá xong năm đại khái còn muốn mang hài tử về quê quảng tỉnh thăm người thân nàng thân thể ở dung thành dưỡng đến không tồi sang năm còn muốn hay không trở về khó mà nói vương phụng tùng bổn tính toán đem hoáng hoa khê phòng ở lui rớt rồi sau đó không biết nghĩ như thế nào đầu đột nhiên bị cửa kẹp giống nhau ngược lại cùng chủ nhà nói chuyện giới mua căn nhà này bất quá trụ bên này cũng hảo thường thường cùng bắt ca uống điểm tiểu rượu bắt ca ta tam thẩm nói ngươi cùng tùng mụi nhi muốn kết hôn a à hai người trong tay các cầm chai bia ký hòa bắt ngửa đầu buồn một ngụm đại đúng vậy ngươi như thế nào như vậy luẩn quẩn trong lòng độc thân thật tốt a à, vô câu vô thúc về nhà tưởng nằm liền nằm tưởng nằm liệt liền nằm liệt không nấu cơm không quan hệ rác rưởi không ngã cũng không quan hệ ngươi nhìn xem ta hoàng kim người đàn ông độc thân tịch mịch liền đi ra ngoài tìm người chơi một chút chỉ cần không làm ra hài tử làm gì không hảo a à. ký hòa bắt liếc hắn liếc mắt một cái không đi phân biệt lời này thật giả các chiếm nhiều ít. Chỉ là đạm cười lắc đầu, ta và ngươi muốn không giống nhau. Vương Phụng Tùng cũng quay đầu lại xem hắn. Liền thấy ký hòa bắt ánh mắt ôn nhu, ta lâu lắm không người nhà. Ta tưởng có một cái gia, trong nhà có nghiêm khắc lại không mất từ ái trưởng bối, có ta ái nữ nhân, tương lai có lẽ còn sẽ có hài tử. Nói, hắn quơ quơ trong tay chai bia. Lần này tiếng cười càng rõ ràng, thực bình thường có phải hay không? nhưng đây là ta suốt đời theo đuổi. Vương Phụng Tùng ngẩn người. Rốt cuộc là bắt ca yêu cầu quá thấp quá tầm thường, vẫn là chính mình thật sự đang ở phút trung không biết phút đâu. Chính mình đối đãi cảm tình thái độ, thật sự một chút không sai sao. Vương Phụng Tùng lần đầu tiên tự hỏi vấn đề này. Ca, ngươi thành thật cùng ta nói, ngươi có phải hay không đặc biệt chướng mắt ta trò chơi bụi hoa? Ký hòa bắt vẫn là lắc đầu, đó là ngươi sinh hoạt, không sao cả có nhìn trúng hay không. Nhưng ta cảm thấy, bất luận cái gì một sự kiện không thể bởi vì lập tức không có hiện ra ảnh hưởng ngươi liền cảm thấy nó là chính xác hợp lý không sao cả. Hỏi một chút chính ngươi, đương ngươi có một ngày gặp được thiệt tình thích, có dám hay không thản nhiên nói cho nàng ngươi phức tạp cảm tình trải qua, có dám hay không cho hắn biết ngươi cái này lãng tử rốt cuộc bị thương nhiều ít nữ nhân tâm. Nhân sinh mỗi một bước đối tương lai kỳ thật đều có hoặc đại hoặc tiểu nhân ảnh hưởng. Có lẽ là một câu, có lẽ là một cái tiểu hành động, đều khả năng trong tương lai một ngày nào đó hình thành không tưởng được kết quả ký hòa bắt gần nhất cảm xúc rất nhiều hắn may mắn ở gặp được tùng kỳ may mắn ở tùng gia ba mẹ thông tình đạt lý như thế những cái đó phức tạp đen tối quá khứ mới không thể trở ngại hắn tương lai đạt được hạnh phúc nhưng không phải mỗi người đều giống hắn như vậy may mắn hôm nay tính hắn tâm tình hảo mới có thể cấp vương phụng tùng nói này phiên lời từ đáy lòng nếu không đó là suy một tiếng cười cười liền uống rượu quản hắn làm hay không cảm tình thượng nhân ra đâu. Vương Phụng Tùng không nghĩ tới hắn như vậy đứng đắn, theo bản năng muốn cực nhã đáp lại. Nhưng lời nói sắp xuất khẩu nháy mắt, hắn trước mắt hiện ra Tùng kỳ nghịch ngợm mỹ lệ bộ dáng, lời nói liền tạp cổ họng như thế nào đều cũng không nói ra được. Tức khắc, hắn lâm vào hoảng hốt. Kỳ thật qua mấy tháng bình tĩnh kỳ, hắn đã dần dần lộng minh bạch chính mình tâm thái. Những cái đó thử, những cái đó chần chờ, đêm khuya mộng hồi tình hình lúc ấy có một tí xíu hối hận, còn có kia một tia hảo cảm đều là chân thật tồn tại quá đáng tiếc lúc ấy hắn không rõ chính mình tâm động còn tưởng rằng cùng thường lui tới giống nhau chỉ là nhìn đến bỉ nhân tưởng tùy ý thông đồng thông đồng đâu chờ muốn đuổi theo khi nhân gia đã thành hắn tẩu tử hắn chỉ có thể quên tâm động quá còn nếu không đoạn nói cho chính mình kỳ thật hắn vẫn là từ trước hắn vẫn là cái kia có thể cùng bất luận cái gì ăn nhịp với nhau nữ nhân uống rượu lên giường hắn nhưng hiện tại ký hòa bắt những lời này lại câu ra này đoạn hồi ức kỳ thật hắn trong tiềm thức vẫn luôn tiếc nuối chậm hai bước chưa kịp ở bắt ca phía trước thông báo nhưng mà nghe xong bắt ca nói vương phụng tùng không thể không thừa nhận liền tính hắn cùng bắt ca đồng thời theo đuổi đối phương tùng mụi nhi cũng sẽ trăm phần trăm tuyển bắt ca suy bụng ta ra bụng người đổi hắn hắn cũng tuyển bắt ca bắt ca lớn lên hảo so với chính mình có tiền chuyên tình còn so với chính mình có trách nhiệm tâm mà chính mình đâu các mặt đều phải thiếu chút nữa còn lạm tình không trách nhiệm tâm ai sẽ không chọn bắt ca tuyển chính mình đâu nga đại khái cũng không phải hoàn toàn không có cái loại này thích cứu vớt người khác hy vọng đương chúa cứu thế cô nương không chuẩn sẽ tuyển chính mình liền cùng văn nhân ái cứu phong trần không sai biệt lắm tâm thái nhưng loại này cứu vớt là chính mình muốn sao giờ này khắc này vương phụng tùng rốt cuộc có ré mây nhìn thấy mặt trời cảm giác chính là ca ta đều trò chơi thật nhiều năm sửa lại chẳng lẽ là có thể hữu dụng. Làm hắn không thông đồng nữ nhân, Vương Phụng Tùng cảm thấy có thể hành. Trừ bỏ người trong lòng thành đại tẩu kia một tháng hắn vì chứng minh đó là ảo giác, như cũ cùng bất đồng bạn nữ hỗn vũ. Trường Mặt sau mấy tháng kỳ thật còn rất thanh tâm quả dục. Chính là đột nhiên cảm thấy không thú vị. Ký hòa bắt đem không rớt chai bia phóng trên bàn, lại khai một lọ, đạm thanh nói, có đến sữa tổng so không đến sữa cường. Vương Phụng Tùng phân biệt rõ hai lần, xác thật là đạo lý này. Huống hồ, chơi lâu rồi đối thận không tốt, là nên dưỡng sinh. Ca, ta kính ngươi. Vương Phụng Tùng dơ lên bia, cùng ký hòa bắt chạm chạm, một muộn buồn. Vài ngày sau, hoáng hoa khê phố Bình An Nghị 48 hào. Một chiếc quân dụng díp ngừng ở trước cửa. Một cái ung dung hoa quý nữ nhân chậm rãi xuống xe. Nữ nhân trường một đôi mắt phượng, trứng ngỗng mặt, cứ việc trên mặt có năm tháng dấu vết, vẫn như củ phong tư yểu điệu, nhìn ra được năm sau nhẹ khi nhất định thật xinh đẹp. Mẹ, là nơi này sao? Giống như không ai ở nhà. Bên cạnh 17, 18 tuổi tiểu cô nương duyên dáng yêu kiều. Nàng xuống xe sau, phó giá lại đi ra một người so với hắn tiểu vài tuổi thiếu niên. Đối phương không kiên nhẫn mà đá bên đường cây ngô đồng, quán khí tận trời bộ dáng, hắn đã trở lại không chủ động tìm chúng ta còn làm chúng ta đại thật xa tới tìm hắn, mặt mũi thật đại. Mỹ phụ nhân nhíu mày, liếc thiếu niên liếc mắt một cái ánh mắt nhàn nhạt ngữ khí nhu nhu. Hưng văn, đó là ca ca ngươi. Chữ hưng văn trợn trắng mắt, cười lạnh một tiếng, mẹ, ngươi nhớ rõ hắn hắn nhưng không nhớ rõ ngươi. Cửu cửu nói hắn dọn về ông ngoại bà ngoại phòng ở đã hơn nửa năm, hắn nhớ tới liên lạc chúng ta sao? Chữ hưng văn đối cùng mẹ khác cha ca ca không có gì ấn tượng. Mỗi lần hắn bị trong nhà huống khi, mẹ liền phải đề cái này ca ca cỡ nào hiểu chuyện, cỡ nào thông minh. Cái này làm cho hắn đối ký hòa bắt tràn ngập phản cảm. À, chữ tài tiệp chữ tài thanh ở trong lòng hắn đều không phải ca tỷ hắn sẽ thừa nhận cái kia kêu ký hòa bắt người là hắn đại ca ký nhàn lại mở miệng khi ngữ khí vẫn là thực ôn nhu nhưng nói ra nói lại làm thiếu niên lực thu liễm tính tình hưng văn người giáo dưỡng đâu bên cạnh chữ thi văn vội đứng ra đảm đương mẫu thân cùng đệ đệ hòa hoãn tề mẹ hưng văn chính là giận dỗi chúng ta trước đừng động hắn tìm cái lão hàng xóm hỏi một chút đại ca giống nhau khi nào về nhà đi tổng không thể đứng ở nơi này làm chờ. Ký nhàng gật gật đầu, ngươi nói đúng. Nàng nhìn quanh một vòng, phát hiện phố Bình An Nhị không thay đổi, nhưng lại giống như có chỗ nào thay đổi. Từ trước thích ở ngô đồng hạ tán gẫu thúc thúc nương nương đều không thấy, từ trước từng nhà đại môn rộng mở, tiểu hài tử chạy ra chạy vào, hiện tại còn lại là đại môn trói chặt. Nàng cũng không biết năm đó lão hàng xóm nhóm còn ở đây không, còn có nhớ hay không nàng. Bất quá liền tính nhớ rõ, kia cũng không phải cái gì chuyện tốt. Năm đó ly hôn, nàng kiên quyết phải gả cho chữ chính hùng khi, ba mẹ đem nàng đuổi ra gia môn động tỉnh rất lớn, láng giềng của nhóm sợ là cũng cảm thấy nàng bất hiếu đi. Nghĩ nghĩ, ký nhàng đi hướng cách bách 47 hào. Nàng nhớ rõ, 47 hào trụ án thúc cùng ngưu nương nương. Kết quả, mở cửa chính là một người tuổi trẻ tiểu thức phụ nhi, trong lòng ngực ôm cái một tuổi nải qua qua. Đối phương nói nhà bọn họ hai tháng trước mới chuyển đến bên này, trước phòng chủ không gọi án thúc, mà là kêu Trần Quảng Phú. Ký nhàn ngẩn người, biểu tình hoảng hốt. Quả nhiên là cảnh còn người mất a. À. Nàng không xác định lại gõ nhà khác môn có phải hay không cũng là loại tình huống này. Liền chỉ chỉ cách vách, trực tiếp hỏi, "Muội nhi, ngươi có thể nói cho ta nhà này chủ nhà ngày thường đều khi nào trở về đâu?" "Ta là hắn. Chúng ta riêng tới thăm người thân." Tuổi trẻ tức phụ nghe địa đạo dung thành khẩu âm, không sai quá nàng mất tự nhiên tạm dừng. Nhưng xem đối phương trên cổ Trân Châu vòng cổ, trên cổ tay phỉ thúy vòng tay cũng không giống lòng dạ khó lường người xấu liền đem chính mình biết đến đều nói người nói cách vách a hắn cùng hắn bạn gái ra cửa mua đồ ăn đi đi hẳn là mau trở lại sư gia dọn lại đây hơn 2 tháng cùng cách vách nam chủ nhân chỉ đánh cái vài lần đối mặt trừ bỏ chuyển đến ngày kế nàng cùng trượng phu đến cách vách đưa lễ gặp mặt chính là hai ngày này ngày thường vị kia ký tiên sinh thần long thấy đuôi không thấy đầu này hai ngày nhưng thật ra thường xuyên thấy hắn cùng hắn bạn gái hắn nhìn mặt quái lãnh, có chút người sống chớ gần. Bất quá hắn bạn gái ái cười, người thực nhiệt tình, mỗi lần nhìn thấy chính mình đều sẽ phất tay chào hỏi, đặc biệt thích nít nhi tử đô đô mặt. Hôm nay nàng ôm nhi tử ở ngoài cửa lưu đáp khi vừa lúc gặp được hai người ra cửa, thuận miệng hỏi một câu, đối phương thực tự nhiên trở về. Ký nhàng nhớ mày, bạn gái. Đúng vậy, lớn lên thật xinh đẹp, vẫn là chúng ta bản địa minh tinh đâu. Vừa nghe, minh tinh, hai chữ, Ký nhàng ôm nhu như nước con ngươi nhanh chóng hiện lên một tia chán ghét. Hảo, ta đã biết, cảm ơn ngươi. Sư giai mời bọn họ vào nhà ngồi một lát, ký nhàng uyển chuyển từ chối. Nàng hiện tại mãn đầu óc đều là đại nhi tử minh tinh bạn gái, làm nàng nghĩ đến một kiện phi thường không thoải mái sự, bởi vậy trên mặt biểu tình có điểm khó coi. Đừng nhìn chữ hưng văn ngày thường lăn lộn đến lợi hại, ký nhàng một khi thật sự sinh khí, hắn cũng liền thành thật. Chữ thi văn càng không cần đề, nàng từ trước đến nay nhất minh bạch như thế nào ở trong nhà sinh tồn. Huống chi. Nàng còn thiếu đại ca một câu thực xin lỗi. Mẫu tử ba người trầm mặt, chờ ở 48 hào cửa. Tùng kỳ cùng ký hòa bắt sách theo đồ ăn khi trở về, liền nhìn đến cửa nhà xử xe, còn xử vài người. Tìm ngươi. Hảo lạ mặt A. À. Tùng kỳ đánh giá đoàn người khi, ký nhàn cũng ở đánh giá nàng. Từ mặt đến eo đến chân, ký nhàng càng xem càng hỏa đại, quyến rũ nơi nào giống an phận người. Tiểu Bắc liền này ánh mắt. Nàng ghét bỏ đến như vậy rõ ràng, Tùng Kỳ lại không hạt, đương nhiên thấy được. Lập tức cùng bạn trai phun tào nói, người này ai a, à, như thế nào còn trừng thượng ta. Ngươi mau xem, nàng trừng ta. Giống xem rác rưởi giống nhau. Nàng không đem ký nhàn hướng ký hòa bắt mẹ phương diện này tưởng. Chủ yếu là ký hòa bắt năm nay 27, trước mắt nữ nhân bảo dưỡng đến khá tốt, nhìn cũng liền 40 xuất đầu bộ dáng mặc lại thực thể diện phú quý còn mở ra quân dụng xe jeep đại khái là bộ đội cái nào cao cấp quan quân người nhà loại này gia đình liền tính lại như thế nào không thích đằng trước hài tử cũng không đến mức làm 15 tuổi ký hòa bắc tự sinh tự diệt đi truyền ra đi không dễ nghe a à. này đến nhiều súc sinh mới làm được ra tới a à. kết quả đối phương một mở miệng liền chấn đến tùng kỳ nghẹn họng nhìn trân trối qua nga thật đúng là súc sinh tới tiểu bắc cùng mẹ nhiều năm như vậy không gặp, hiện tại đều không muốn chào hỏi sao. Ký Hòa Bắc cười lạnh một tiếng, thập phần không khách khí, ngươi tính cái gì mẹ? Ký nhàn đối đại nhi tử ấn tượng còn dừng lại ở 10 tuổi năm ấy quật cường rưng rưng nhìn nàng rời đi khi bộ dáng. Nàng thật sự không rõ đại nhi tử như thế nào đột nhiên như vậy nhiều oán. Tiểu Bắc, ngươi xác định muốn như vậy cùng mụ mụ nói chuyện sao? Ta cùng ngươi ba đều ly hôn bao nhiêu năm trước sự, ngươi còn muốn canh cánh trong lòng bao lâu? Tùng Kỳ nhìn xem ký hòa Bắc lại nhìn về phía nắm chặt trân châu bao Mỹ phụ nhân. Cụ thể nội tình nàng không rõ ràng lắm, trong lúc nhất thời có điểm không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể dùng sức lôi kéo ký hòa Bắc yên lặng cho hắn duy trì. Ký hòa Bắc không có ký nhàn trong tưởng tượng sinh khí. Đối với qua đi, kỳ thật hắn đã sớm không chú ý. Không có ái, cũng không có hận, hắn cũng không đem bọn họ đương hồi sự. Cho nên, đối mặt ký nhàn thống khổ chất vấn, Hắn thần sắc vẫn như cũ thực bình tĩnh, không oán không hận, chỉ là mang theo nhàn nhạt chê cười. "Này không phải sự thật. Khi ta vài tuổi tiểu hài tử, còn thiếu tình thương của mẹ. Thật cũng không cần cảm thấy ta canh cánh trong lòng. Chúng ta lẫn nhau không tiếp xúc, Tường An không có việc gì qua mười mấy năm, tiếp tục như vậy quá đi xuống không phải khá tốt sao?" "Ngươi nói, ngươi vì cái gì muốn tới cửa tự tìm phiền phức đâu? Cũng đừng nói là từ mẫu tâm đột nhiên đã trở lại." năm đó đem ta ném cho ông ngoại bà ngoại khi ngươi không có, nhất thời hứng khởi đem ta nhận được chữ gia lại đem ta ném khi trở về ngươi không có, chẳng lẽ hiện tại liền có. Nói ra đi muốn cười rất người răng hàm. Ký nhàn trừng lớn mắt, thân thể run rẩy, Mắt phượng rưng rưng, muốn rơi không rơi. Rất giống đón gió rơi lệ tiểu bạch hoa, nếu là tuổi trẻ mười mấy tuổi, đứng ở nàng trước mặt không phải ký hòa bắc, đại khái uy lực càng thêm kinh người. Ngươi chính là như vậy tưởng mụ mụ nếu ta thật sự một chút không thương ngươi, không nghĩ ngươi, như thế nào hội phí tẩn trăm cây ngàn đắng đem ngươi nhận được chữ gia. Nhưng tiểu bắt ngươi là như thế nào làm, ngươi ở trong nhà làm không được bé ngoan liền thôi, vì cái gì còn muốn cùng trong đại viện mặt khác tiểu hài tử đánh nhau đâu. Ngươi như vậy kiệt ngạo khó thuần không phục quản giáo, mẹ như thế nào lưu lại ngươi. Ngươi chữ thúc thúc làm sao dám lưu ngươi. Ký nhàng thật sự cảm thấy chính mình oan uổng cực kỳ. Nàng không phải không nghĩ tới đem hài tử nhận được chữ gia sinh hoạt nhưng hắn bản thân hư tật xấu một thân mỗi ngày gây họa cùng bên ngoài người đánh nhau liền tính còn cùng lão chữ thân nhi tử đánh nhau bọn họ vốn chính là nhị hôn gia đình hơi chút xử sự, sự bất chính liền phải bị người ta nói nhàn thoại cái này làm cho chữ gia người như thế nào tiếp nhận hắn còn làm đến chính mình cái này thân mụ cũng hai mặt không phải người đoạn thời gian đó ký nhàn ở cha mẹ chồng trượng phu trước mặt đều thẳng không dậy nổi eo ký hòa bắt bổn không nghĩ xã này đó lão hoàng lịch nhưng nghe đến ký nhàn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, vẫn là bị ghê tởm đến quá sức. Hắn cũng không sợ cái gì việc xấu trong nhà ngoại không ngoài dương, tả hữu nhà mình cửa còn có thể tùy vào người khác bôi nhọ. Lập tức cũng không cho ký nhàn lưu mặt mũi, môi mỏng một hiên. Lời nói càng khắc nghiệt, ngươi thực buồn cười, ta cùng người đánh nhau chẳng lẽ không phải bởi vì chữ chính hùng đại nhi tử mắng ngươi hồ ly tinh, mắng ngươi ác độc mẹ kế sao? Như thế nào, ngươi là lựa chọn tính mất trí nhớ, ký nhàn biểu tình có chút mất tự nhiên. Ký hòa bắc tiếp tục nói, đến nỗi cùng trong đại viện đám kia món lòng đánh nhau, nếu không ngươi hỏi một chút ngươi kia hảo nữ nhi, nàng lúc ấy ba bốn tuổi, hẳn là nhớ rõ ta vì cái gì cùng người đánh nhau đi. Chữ thi văn thân thể cứng đờ. Khuôn mặt nhỏ trắng bạch, môi nhấp chặt, mắt lộ ra cầu xin, đại ca. Khi đó ta tiểu, là ta không hiểu chuyện, ta ca kêu ta không thể nói, thực xin lỗi. Ký hòa bắc hừ lạnh một tiếng đảo cũng không nắm nàng không bỏ ba bốn tuổi tiểu cô nương bị chừng mười tuổi tiểu hài tử dâm loạn nàng lúc ấy khẳng định cái gì cũng không hiểu nhưng hắn mười mấy tuổi hắn hiểu đại khái mấy năm nay chữ thi văn cũng phản ứng lại đây nói đến cùng đánh nhau là chính hắn đánh lại đến một tiểu thí hài trên người cũng không đạo lý nhưng đáng giận chỗ là cái gì ký nhàn là biết chân tướng ký hòa bắc không xác định nàng như thế nào đoán được nhưng thực minh xác một chút là Nàng rõ ràng kia tràn giá nguyên nhân tai họa không ở chính mình. Mà khi những người đó gia trưởng tìm tới môn, chính mình bị chữ gia người cùng mặt khác hài tử người nhà cùng nhau chỉ trích. Nói hắn không cha mẹ chính là khuyết thiếu giáo dưỡng, ngọn lửa đều xả đến ông ngoại bà ngoại không đem hắn giáo hảo, ký nhàn cái này nữ nhi không cho cha mẹ chính danh, ngược lại cam chịu. Đây mới là ký hòa bắt hoàn toàn không nghĩ nhận nàng nguyên nhân. Bởi vì từ chuyện này hắn nhìn ra ký nhàn bản tính. Nàng không yêu ông ngoại bà ngoại không yêu chính mình, thậm chí không yêu nàng kia cái gọi là tình yêu kết tinh, nàng yêu nhất chính là chính mình. Đương suy nghĩ cẩn thận điểm này, ký hòa bắc thậm chí cảm thấy chữ thi văn so với chính mình còn đáng thương. Ít nhất, chính mình còn có ông ngoại bà ngoại đau. Nàng đâu? Ở thân mụ bên người lớn lên lại có thể thế nào, còn không nhất định bị giáo thành cái dạng gì đâu. Bốn người tùng kỳ cùng chữ hưng văn nghe được như lọt vào trong sương mù. Chữ hưng văn tưởng thế mẫu thân cùng tỷ tỷ xuất đầu, nhưng xem các nàng. Muốn khóc không khóc biểu tình, chính mình lại nghẹn đến mức hoảng. Chỉ có thể tức giận đến trống lên một câu, ký hòa bắt, ngươi nói chuyện khách khí điểm. Sau đó hung hăng đạp một chân cọc cây. Ký hòa bắt xem đều lười đến xem hắn. Mà ký nhàn không thể nghi ngờ là nghe minh bạch. Vì gia đình mặt ngoài hài hòa, khi sinh nhi tử trong sạch, tàn khởi nữ nhi ngây thơ ủy khuất, là nàng nhất không nghĩ đối mặt vết nhơ. Tức khắc ôm nhu không có, quý giá cũng không có, biểu tình quản lý càng là trực tiếp mất khống chế. Thẹn quá thành giận nói, ngươi lại không nghĩ thừa nhận, ta cũng là mẹ ngươi, ngươi còn quan ta họ, tiểu bắc, ngươi muốn cho láng giềng nhóm đều biết ngươi lục thân không nhận sao. Ký hòa bắt mỉa mai mà liếc nàng liếc mắt một cái, đang muốn cười nàng, đạo đức bắt cốc chiêu này đối chính mình vô dụng. Làm cho bọn họ từ chỗ nào tới lăn chỗ nào đi. Kết quả cánh tay bị đột nhiên một túng. Thất thần chi gian, Tùng Kỳ đã từ bên cạnh người đứng ở hắn phía trước ngươi là mẹ nó làm sao vậy? Ai nói hắn quan ngươi họ? Hắn quan không phải ngươi ký, là ông ngoại cái kia ký. Lục thân không nhận kia cũng đến là thân. Ngươi ly hôn khác cả mười mấy năm, này mười mấy năm ngươi đã cho nhà ta bắt bắt một mau sinh hoạt phí sao? Ngươi nghĩ tới hắn quá cái dạng gì sinh hoạt sao? Ông ngoại bà ngoại qua đời, ngươi nghĩ tới hồi dung thành tìm hắn sao? Ngươi không có đúng hay không? Trên đời này có ngươi như vậy da mặt dày mẹ sao? không có dưỡng dục chi ân ngươi không biết xấu hổ nói chính mình là mẹ nó, sau đó chạy tới lại nhảy được chỉ bảo huấn hắn, pháp luật đều sẽ không duy trì ngươi. Ngươi người này thật ghê tởm. Ngươi còn không biết xấu hổ. Nàng đôi tay chống nạnh, ngẩng đầu, hùng hổ, cùng cái súng máy dường như thịt thịt thịt, một phút mắng một đại đoạn. Ký nhàn lập tức bị mắng trợn tròn mắt. Nàng không nghĩ tới ký hòa bắt bạn gái là loại tính cách này. Thô lỗ, một chút không tôn lão ái ấu, càng không có đối tương lai bà bà kính sợ ngươi ngươi dám mắng ta ta là ký hòa bắt mẹ ngươi tiên tiến ký gia môn đến có ta cho phép tùng kỳ ngạo kiều mà nâng lên tiểu cầm mắng ngươi làm sao vậy ngươi xứng đáng chúng ta không thừa nhận vậy ngươi liền không phải hiện tại không phải ta muốn vào ký gia môn yêu cầu ngươi cho phép mà là ngươi tưởng tiếng nhà của chúng ta môn ta không làm ký nữ sĩ ngươi làm làm rõ ràng nơi này hiện tại là nhà ta lạp về sau thiếu tới tìm chúng ta đen đuổi. Chú ý tới bên này xảo lên hàng xóm cũng có cảm thấy tùng kỳ quá hùng hổ dọa người. Thiên hạ đều là cha mẹ sao? Bao lớn thù bao lớn oán không thể vào nhà hảo hảo nói đi. Nhưng mà ở ký hòa bắc trong mắt, cực hạn bên vực người mình tùng kỳ cực kỳ xinh đẹp. Trên người phát ra quan mang lóa mắt đến có thể chiếu sáng lên hắn cả nhân sinh. Giờ khắc này, nàng chính là hắn anh hùng. Chương 46 Ký nhàn rốt cuộc muốn mặt sống trong nhung lụa gần 20 năm, cứ việc ở chữ gia nàng là không lưng cúi đầu cái kia. Nhưng ra cửa nàng chính là chữ sư trưởng phu nhân, đại biểu cho chữ gia thể diện. Nàng đã rất nhiều năm không bị người chỉ vào cái mũi mắng. Mắng nàng vẫn là cái hoàng mau nha đầu. Mà nàng quen dùng hóa cốt miên trưởng, trong bông có kim nói từ ở súng máy trước mặt quả thực không hề dùng vỏ nơi. Ký nhàng tức giận đến bộ ngực phập phòng, nhéo trân châu bao ngón tay trắng bệch. Nàng hít sâu một hơi, miễn cưỡng cười vui nói, Tiểu Bắc, ngươi cùng ngươi bạn gái đối ta tự hồ có hiểu lầm, xem ra hôm nay không phải chúng ta mẫu tử giải trừ hiểu lầm tốt nhất thời điểm, gần mấy ngày đâu, chúng ta sẽ ở tại ngươi cửu cửu gia, ngươi ngày nào đó muốn gặp mẹ cùng ngươi đệ ngươi muội, ngươi liền tới bên kia tìm chúng ta. Chữ Hưng Văn ánh mắt bất thiện trừng mắt ký hòa bắc. Chữ Thi Văn còn lại là mắt lộ ra xin lỗi, đại ca, ta, thực xin lỗi. Tỷ ngươi cùng hắn vô nghĩa cái gì, mau lên xe. Chữ Hưng Văn mạnh mẽ đem tỷ tỷ nhét vào trong xe, chờ ký nhàn lên xe sau, hắn mới lên xe. Lên xe trước, còn không quên cùng ký hòa bắt buông lời hung ác, ký hòa bắc mệt mẹ nhớ thương ngươi nhiều năm như vậy. Phàm là ngươi có điểm lương tâm, nên chính mình đến cửu cửu gia tìm chúng ta. Bất quá ngươi đừng tưởng rằng làm như vậy ta liền sẽ nhận ngươi đương ca, nghĩ đều đừng nghĩ. Suy, ngươi thừa nhận thật đáng giá. Ngu xuẩn. Ký hòa bắc giữa mày lộ ra vài phần lệ khí. Ta còn một câu cho ngươi, nếu là cảm thấy thẹn tâm thượng tồn liền ít đi bước vào này phố, các ngươi không xứng. Ông ngoại bà ngoại qua đời cũng chưa xuất hiện người, hà tất tới dơ trước cửa gạch. Chữ hân văn đỏ bừng lên mặt. Ngươi ngươi ngươi, nửa ngày, phát hiện miệng mình độc ở ký hòa bắc trước mặt hoàn toàn không đủ xem. Mười mấy tuổi thiếu niên đạo hạnh chung quy thiển chút. Thế nhưng bị đổ đến á khẩu không trả lời được. Ký nhàn sợ lại đã đi xuống đại nhi tử nói được càng khó nghe, phân phó tài xế lái xe rời đi. Nàng rất rõ ràng, xã đến ly hôn, chính mình thường có nhưng biện đường sống. Nhưng nếu là đề cập cha mẹ, chính mình liền một chút lý cũng không chiếm. Đến lúc đó lấy tiểu nhi tử kia hỏa dược thùng tính tình khẳng định muốn xuống xe hỏi cái minh bạch. Đại nhi tử lại như vậy hận chính mình, trong miệng tất nhiên phun không ra một câu lời hay, nói nhiều ngược lại hư chính mình hình tượng. Mẹ, các ngươi vừa rồi rốt cuộc đang nói cái gì, tỷ ngươi vì cái gì muốn cùng hắn xin lỗi. Rốt cuộc ở đánh cái gì bí hiểm liền chính mình một người bị chẳng hay biết gì sao. Điểm này lệnh chữ hưng văn thập phần không cao hứng. Chữ thi văn rủ mắt, lắc đầu, khi còn nhỏ không hiểu chuyện, hại đại ca bị oan uổng. Chuyện gì quan trọng đến nhớ nhiều năm như vậy? Khi hắn thật là lòng dạ hẹp hòi. Chữ hưng văn sửng sốt. Đại khái không nghĩ tới là cái này đáp án. Nghĩ đến chữ tài tiệp liền âm quá chính mình rất nhiều hồi, tức khắc đối cái này, đại ca có một chút đồng bệnh tương liên cảm giác nhưng điểm này rất nhỏ cảm xúc thực mau đã bị hắn hủy diệt. Chữ hưng văn hừ một tiếng, khinh thường nói, kia cũng không nên giận chó đánh mèo đến ngươi cùng mẹ trên người, hắn nên ghi hận chữ tài tiệp bọn họ mới là. Không phải như vậy. Đó là loại nào? Được rồi được rồi, hai người các ngươi có thể hay không an tĩnh trong chốc lát. Ký nhàng không nghĩ lại nghe thế sự bị lặp lại nhắc tới. Ở nàng xem ra, thi văn lúc ấy còn như vậy tiểu, căn bản không ý thức được đối phương làm nàng sờ tiểu đinh đinh là có ý tứ gì. Những người đó cũng chưa kịp bái nàng tiểu váy đã bị đại nhi tử ngăn trở. Việc này nhớ tới dây tẩm, nhưng thực chất thương tổn kỳ thật là không có. Nàng không quá minh bạch đại nhi tử như thế nào còn có thể sách ra tới đề. Nhưng trong lòng như vậy giảng, ký nhà ngoài miệng lại là nói như thế, thi văn, đừng nghĩ nhiều như vậy. Người ta không sai ngươi cũng không sai, đều là mẹ nó sai, ai làm ta lúc trước thế nào cũng phải gả cho ngươi ba, còn không thảo ngươi gia gia nãi nãi thích, liền tính ngươi ca không cùng trần bưu bọn họ đánh nhau, ngươi gia gia nãi nãi cũng là không muốn lưu hắn ở nhà. Chữ thi văn ừ một tiếng. Nàng buông xuống đầu. Mái bằng chặn đôi mắt, gọi người thấy không rõ ánh mắt của nàng. Chữ hưng văn vừa nghe thân mụ thương tâm cảm hoài ngữ khí, lập tức cùng nàng cùng chung kẻ địch. Trăm giận nói, gia gia nãi nãi trong lòng chỉ có chữ tài tiệp, chữ tài thanh. Là, ngươi gia gia nãi nãi coi trọng bọn họ ký nhàn bất động thanh sắc khơi màu chữ hưng văn ý chí chiến đấu chữ tài tiệp vừa qua khỏi 18 đã bị ngươi ba an bài đến bộ đội rèn luyện chữ tài thanh như vô tình ngoại là phải gả đến trần gia hưng văn ngươi không nhỏ mẹ hy vọng ngươi có thể lý giải mẹ nó khổ tâm chữ gia tài nguyên đầu to đều ở trượng phu đằng trước hai đứa nhỏ thường phân đến bọn họ mẫu tử thiếu chi lại thiếu ký nhàn không cam lòng chữ hưng văn không cam nguyện nói mẹ ta hiểu ngươi ý tứ nhưng ta không cần hắn còn nhỏ. Chẳng lẽ không thể chính mình cấp mẹ tránh mặt mũi? Cấp tỷ tỷ chống lưng sao? Chẳng lẽ mẹ cảm thấy hắn căng không đứng dậy, thế nào cũng phải tìm cá nhân giúp hắn sao? Thiếu niên còn ở vào cùng vọng tự tin tuổi tác, đương nhiên không muốn bị thân nhân xem thường. Ký nhàn tắt nhàn nhạt đề điểm, mặc kệ thế nào, các ngươi ba cái mới là đánh gãy xương cốt còn dính gân huynh đệ, huống chi hắn không phải chữ gia người, không phải sao? Chữ hưng văn không nói lời nào. Ký nhàn trầm giọng, hưng văn. Sau một lúc lâu, ân. Ừ. Ghế sau dựa hữu chữ thi văn an tỉnh nghe mẫu thân tận tình khuyên bảo, xem đệ đệ lại bị mẫu thân lôi cuốn đi, suy nghĩ không biết bay đến chỗ nào đi. Mà 48 hào trước. Tùng kỳ nhúng nhúng vai, trực tiếp bỏ qua xem náo nhiệt láng giềng. Không có việc gì phát sinh dường như xoay người mở cửa đi. Bắt bắt, ngươi phụ trách soát tôm hùng, ta tẩy khác. Ân. Ừ. Hai người nói nói cười cười, đột nhiên toát ra tới mẫu tử ba người vẫn chưa ảnh hưởng cho tới hôm nay an bài bất quá ở đóng cửa lại khi vẫn là có thể mơ hồ nghe được tùng kỳ hỏi cái kia sở gia là nơi nào a à, bọn họ như thế nào biết ngươi đã trở lại nàng sở chữ chẳng phân biệt chữ gia quê quán ở nơi nào không rõ ràng lắm bất quá nàng tiếp ta qua đi khi chữ chính hùng còn ở quỳnh châu đảo bộ đội lúc ấy chữ chính hùng là đoàn trưởng hiện giờ không biết bò đến cái gì vị trí cũng không biết điều nhiệm đến nơi nào nàng có thể biết được ta trở về tin tức đương nhiên là láng giềng cũ nói cho cửu cửu một nhà bọn họ lại liên hệ ký nhàn phòng ở là cậu mở bán cho người khác mà hắn mua trở về tự nhiên là thuộc về hắn một người bất quá cửu cửu cái loại này người đang nghe nói phòng ở trở lại trong tay hắn sợ là lại nổi lên không nên có ý tưởng đại khái ở tính toán chính mình có bao nhiêu giá trị con người đi cũng biết chính mình không có khả năng phản ứng hắn liền tiết lộ cho ký nhàn muốn cho ký nhàn xung phong thôi nếu là chính mình nhớ mẫu tử thân tình, kia cửu gia tự nhiên có thể cũng dính đi lên. Tùng Kỳ nghe vậy, tức giận đến quay hàm phình phình, ông ngoại bà ngoại làm người như vậy hảo, như thế nào hảo trúc chuyên ra xấu măng. Ngữ lạc, ý thức được có nghĩa khác. Tùng Kỳ vội bồi thêm một câu, a à ta không phải nói ông ngoại bà ngoại không giáo hảo bọn họ, ta chính là kỳ quái. Ký Hòa bắt đem đồ ăn sách đến phòng bếp, cho chính mình cùng Tùng Kỳ đều đổ ly nước sôi để nguội. Thở dài, nói, lịch sử vấn đề, cái kia niên đại luôn là như vậy như vậy quy cũ ông ngoại bà ngoại tuổi trẻ khi còn có điểm tích tụ nhưng vẫn luôn không có hài tử tông tộc bên kia liền buộc lão gia tử lão thái thái quá kế hôm nay bầu trời môn thật sự phiền nhân bị nhắc mãi vài năm sau liền thỏa hiệp từ xa năm đời thân thích quá kế ký tông quá kế ký tông ba năm sau bà ngoại liền sinh hạ ký nhàn ký tông khi còn nhỏ còn hảo lớn biết chính mình không phải thân sinh dần dần liền cùng ông ngoại bà ngoại ly tâm bất quá không nghĩ tới hai cái không hiếu thuận ngoạn ý nhi huynh Muội cảm tình cư nhiên cũng không tệ lắm thật là châm chọc ký hòa bắt xốc môi cười đến lạnh lạnh tùng kỳ đứng dậy ôm ôm hắn trấn an vỗ vỗ phía sau lưng không nói bọn họ lần sau những người này lại đến ngươi không hảo mắng quá khó nghe vậy ta tới dù sao ta lại không ăn bọn họ một cái mễ mắng đến lại khó nghe bọn họ cũng mơ tưởng chọc ta cuộc sống ngươi không phải muốn ăn kim sa bắp sao ta sẽ làm nga ngươi đi trước đem bắp lột ra tới hảo a về sau ta liền dựa kỳ kỳ nữ hiệp bảo hộ. Ký hòa bắt vòng lấy nàng bả vai, dán dán tùng kỳ gương mặt. Không thành vấn đề. Nguyên tiêu trước sau, tùng kỳ khôi phục lời kịch khóa. Qua cái năm lệ tuệ tâm nét mặt tỏa sáng, xuân phong đắc ý, dường như bị dễ chịu giống nhau. Lệ tỷ trạng thái không tồi nga. Lệ tuệ tâm nhướng mày, môi đỏ một câu, cuối năm từ thiện tiệc tối hỏi ngươi đi ngươi không đi, ngươi không biết hiện trường tinh quan rạng rỡ nga, tuấn nam nhiều đến lóa mắt, ngươi bỏ lỡ cho nên ngươi đây là xuân tâm manh động tùng kỳ hài hước nói cái gì xuân tâm không xuân tâm tỷ này tuổi tác đâu đương nhiên là xuân phong nhất độ phải hợp phách liền nhiều độ vài lần nói chuyện gì tình a à. ha 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 hảo tiêu sái dục tùng kỳ che miệng mặt mày hớn hở này che mỹ lệ kỳ dị nhẫn kim cương liền lộ ra tới quan sai điểm lóe mù lệ tuệ tâm mắt lệ tuệ tâm một phen bắt được tùng kỳ tay Đôi mắt trừng đến Lưu Viên, không dám tin tưởng nói, đây là nhà ngươi bắt bắt cho ngươi đính hôn nhẫn. "Không, cầu hôn nhẫn?" Lệ Tuệ Tâm cẩn thận đánh giá chiếc nhẫn này, theo sau thở dốc vì kinh ngạc. "Chính mình không thấy hoa mắt đi. Chiếc nhẫn này không phải mấy năm trước đánh ra 360 vạn Mỹ kim kia cái sao? Nếu nàng nhớ rõ không sai, là nước Mỹ cái nào phú thương chụp đi. Chẳng lẽ là đồ giỏm Xem này ánh sáng, này cắt, không rất giống a. Không không không." cũng không có khả năng. Kỳ kỳ, ngươi biết cái này bao nhiêu tiền sao? Lệ tuệ tâm cảm thấy chính mình mau bị này kim cương quan mang lóe đến hô hấp bất quá tới, nuốt nuốt nước miếng, vô cùng gian nan hỏi. Tùng kỳ lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt, thật quý sao? Ân. Lệ tuệ tâm gật đầu, nếu là hàng thật giá thật, bảo thủ phỏng chừng muốn ba nghìn. Nàng dựng thẳng lên ba ngón tay. Tùng kỳ bổn còn thẫn trương đến ngừng thở đâu, vừa nghe ba nghìn, tức khắc nhẹ nhàng thở ra không phải ba nghìn sao, nàng hiện giờ cũng là gặp qua việc đời người được không? Thiết. Liền xem lệ tuệ tâm mắt trợn trắng, lạnh như băng nói, ba nghìn vạn. Tức khắc tay một vai, nửa người trên thiếu chút nữa ngã xuống bàn. Cái gì? Tam, ngàn, vạn. Nói dẫn đi, có thể như vậy quý. Tùng kỳ khẩn trương hề hề nhìn ngón tay. Kinh ngạc đến thét chói tai ra tiếng, này nho nhỏ một viên muốn ba nghìn vạn. Không phải ba nghìn, không phải tam vạn, mà là 3.000 vạn. Lệ tỷ, ngươi không lầm đi. 3.000 vạn A, à, nhà mình phòng ở mới hơn 20 vạn, này cái nho nhỏ nhẫn tương đương với 100 nhiều phòng xếp. Thiên nộp. Không được, nàng cảm thấy chính mình cũng yêu cầu hút oxy. Tưởng tượng đến mấy ngày này mỗi ngày mang 3.000 vạn khắp nơi hạt dạo, rửa rau tẩy trái cây cũng chưa gỡ xuống đã tới, tùng kỳ trước mắt liền tối sầm. Ngươi cảm thấy người bạn trai sẽ lấy giả đưa ngươi sao? Lệ tuệ tâm cảm thấy những đại khái suất là thật sự. Tùng Kỳ lắc đầu, hắn không phải phùng má giả làm người mập người, này những là nước ngoài đưa về tới. Lệ Tuệ Tâm, vậy đối thượng. Khi hắn rất dụng tâm a. À. Tùng Kỳ ngước mắt. Tiền nhiều chính là dụng tâm. Lệ Tuệ Tâm nói, chiếc những này giá cả như vậy quý công nghệ cùng kim cương là tiếp theo, xuất thân 18 thế kỷ châu Âu quý tộc nhà mới là nó bán điểm, bởi vì có được quá nó mấy nhậm chủ nhân đều là hạnh phúc mỹ mãn thả trường thọ, hắn đưa ngươi cái này mà không phải khác càng quý. Đương nhiên là nhìn chúng những bản thân mang theo chúc phúc. Hy vọng ngươi cả đời hạnh phúc, khỏe mạnh sống lâu trăm tuổi. Tùng Kỳ giật mình. Theo bản năng nắm chặt nhẫn, thoáng chốc cảm động đến hai mắt long lanh. Nàng hít hít cái mũi, trề môi oán giận, hắn như thế nào không cùng ta nói a. À. Ta lại không hiểu này đó, nếu không phải gặp được ngươi cái này hiểu liền mơ màng hồ đồ mang cả đời cũng không biết hắn tâm ý, hắn thật là ngốc thấu. Lệ Tuệ Tâm khóe miệng trừ trừ quyết định vẫn là không đánh vỡ Tùng Kỳ lự kính. Một tử ngốc. Vui đùa cái gì vậy? Tùng Kỳ một chân bước vào giới nghệ sĩ, chỉ cần nàng mang chiếc nhẫn này xuất hiện ở nơi công cộng, sớm muộn gì có hiểu sẽ nói cho nàng. Có lẽ, chiếc nhẫn này còn có thể đăng một lần đầu bản đầu đề đâu. Làm chính hắn hòa giải từ Tùng Kỳ giải mê dường như chậm rãi phát hiện, đương nhiên là người sau đánh sâu vào lớn hơn nữa. Đương sự càng có thể cảm nhận được hắn ái lạc, còn sẽ bởi vì phát hiện đến quá muộn mà ấy nấy đâu. Ai da, càng nghĩ càng cảm thấy một tử là cái tâm cơ cẩu. Được rồi, trước đêm ngươi cảm động phóng một phóng, nhìn xem cái này kịch bản. Lệ tuệ tâm từ túi sách móc ra một phần kịch bản. Đẩy đến tùng kỳ trước mặt, ta hỏi qua hai vị lão sư, các nàng đều nói ngươi tiến bộ thật nhanh, ta cảm thấy đâu, là thời điểm đến đoàn phim thực tế vận dụng hạ ngươi học được đồ vật, ngươi cảm thấy đâu. Tùng kỳ chính phía trên đâu, nước mũi phao đều toát ra tới đột nhiên từ luyến ái não mạnh mẽ tắt đến sự nghiệp não, còn có điểm ngốc. Nàng xả quá trên bàn khăn giấy, xoa xoa sắp chảy ra nước mũi. Lại hoảng hoảng cảm xúc, lúc này mới mở ra kịch bản, đọc nhanh như gió nhanh chóng đảo qua. Kêu ta thí cái nào nhân vật A? Nữ số 2 Tùng kỳ kinh ngạc, hỏa quốc sủng phi A, ta còn tưởng rằng ngươi muốn kêu ta đi thử anh tư tác sản nữ số 3 nữ hiệp khách đâu. Ngươi đối nữ số 3 cảm thấy hứng thú. Lệ tuệ tâm chống cầm, tinh tế đoan trang tùng kỳ mặt nghĩ trang dung như thế nào sửa mới có thể từ mị biến anh khí tùng kỳ ngẩng đầu ưỡn ngực ai còn không cái nữ hiệp mộng đâu chính là ngươi lớn lên liền không quá hiệp ngươi biết không ngươi này diện mạo mị thái thiên thành vừa thấy liền thích hợp diễn sủng phi giang phi kỳ kỳ a à, chúng ta mới vừa vào nghề đâu bước chân đừng mại như vậy đại trước diễn phù hợp chính mình diện mạo khí chất nhân vật như vậy ngươi diễn xuất năm phần là có thể ra tám chín phân hiệu quả phù hợp độ không cao nhân vật, ngươi hạ thập phần công phu không chuẩn mới hiện ra cái bảy tám phần. nhưng tùng kỳ chính là rất tưởng thử xem nữ hiệp, lệ tỷ ngươi trong mặt mà bắt hình dong nga, ai quy định nữ hiệp cần thiết lớn lên anh khí a? chẳng lẽ xinh đẹp sẽ ảnh hưởng đến nàng luyện công phu sao? xinh đẹp nữ nhân đánh nhau không phải càng có ưu thế sao? sấn đối phương xem ngốc, một đau trí mạng. lệ tuệ tâm lại lần nữa kiến thức tùng kỳ một bộ lại một bộ ngụy biện, nhưng theo nàng lời nói tưởng tượng cũng không có gì vấn đề a à. xác thật không ai quy định nhân vật nên trưởng thành cái dạng gì diễn viên diễn xuất tới là cái dạng gì cuối cùng chính là cái dạng gì hành a à, ngươi liền cùng đạo diễn như vậy giảng nhìn xem có thể hay không đã động hắn dùng ngươi tùng kỳ moi moi ngón tay cái này đạo diễn thực ngoan cố sao không tính ngoan cố chỉ là đối tác phẩm còn tính phụ trách nếu ngươi thử kính khi có thể bắt lấy nhân vật này tính chất đặc biệt cùng lượng điểm làm nó cái quá tướng mạo không xứng đôi đạo diễn hẳn là sẽ không ngạnh tạp ngươi bất quá lệ tuệ tâm vẫn là đem từ tục tiểu nói ở phía trước nếu thử kính thông qua đạo diễn tuyển ngươi diễn nữ hiệp kia nữ hiệp đâu ngươi biết đến lên sân khấu tất là đánh diễn vậy không phải bãi mấy cái po sớ liền đủ ngươi ít nhất trước tiên hai tháng tiếng tổ luyện đánh diễn tùng kỳ gật đầu thần sắc nghiêm túc ta có chuẩn bị tâm lý đến ngươi có liền hảo đừng nhìn nữ tam xuất diễn không nữ nhị nhiều nhưng chụp xong nói không chừng so nữ nhị còn mệt bởi vì nữ nhị xuất diễn cơ hồ đều là trò văn. Lệ tuệ tâm không bác tùng kỳ nước lạnh, nói không chừng ở thử kính này một quan nàng liền trực tiếp bị bác đâu. Vậy ngươi ở chỗ này xem kịch bản, ta tìm ứng tổng tâm sự. Tùng kỳ xua xua tay, phất tay gian ánh mắt lại dừng ở nhẫn thường. Khuôn mặt nhỏ tràn đầy rối rắm. Như vậy quý đồ vật, rốt cuộc muốn hay không đem nó hái xuống phóng trong bao đâu. Sợ quá ném nha lệ tuệ tâm tìm ứng kỳ chính muốn nói đó là trần đạo đề cử nguyên nột tưởng khai cả nhà tình cảnh hài kịch ứng tổng ta còn cảm thấy nội địa thị trường hài kịch xác thật rất ít cái này đề tài đối người xem tới nói là thực mới mẻ độc đáo quan trọng nhất chính là hài kịch đầu tư không cần quá lớn nếu công ty đầu tư nana hiểu định mấy cái đều có thể nhét vào đi hỗn cái mặt thục ứng kỳ chính nhìn nhìn lệ tuệ tâm cấp tư liệu cái này kịch bản đích xác không cần quá lớn đầu tư chính là cái tình cảnh phiến hài kịch chuyện xưa liền phát sinh ở mấy cái cảnh tượng nó còn không chọn quay chụp mà nếu có thể trực tiếp ở dung thành chụp là được mà kịch bản lời kịch khôi hài dùng nhất thông tục nói vạch trần hiện thực ứng kỳ chính thực mau liền cho hồi phục đích xác không tồi liên hệ nguyên đạo sự giao cho ngươi còn có cái này kịch bản biên kịch bản lĩnh rất thâm hậu a à? đây là tưởng đem biên kịch mời chào ở công ty ý tứ hảo việc này giao cho ta ứng tổng ngươi có thể yên tâm lệ tuệ tâm liền thích anh minh quyết đoán cấp trên xuẩn cấp trên thật sự gọi người đầu đại ứng kỳ chính cười gật đầu ta tin tưởng ngươi năng lực khi ứng tổng ta tưởng không quấy rầy lệ tuệ tâm đem tư liệu thu hồi túi văn kiện đi ra văn phòng chân mới vừa bước ra môn liền nghe được trong phòng ứng kỳ chính cùng người giảng điện thoại đối phương hô câu lão bản lúc ấy nàng tay còn ở then cửa trên tay môn bị kéo đến liền dư lại một cái hơi hơi khe hở Ma xui quỷ khiến lệ tuệ tâm không mang lên môn, mà là dựng lên lỗ tai nghe lén hai câu. Liền nghe được ứng kỳ chính nói. Có cái hạng mục có thể ở dung thành trực, vừa lúc phương tiện lão bản nương lưu đa trù bị hôn lễ, là, là, sự nghiệp hôn lễ hai không lầm sao. Lệ tuệ tâm. Chương 47. Nguyên lai sao trời giải trí lão bản không phải một tử bằng hữu, mà là một tử bản nhân. Lệ tuệ tâm kinh ngạc. Nhưng một cân nhắc, tự hồ lại tại dự kiến trong vòng như vậy thái quá hợp đồng. Không hạn cuối vũng bằng hữu nữ nhân. Này đến là cái gì giao tình mới có thể làm được? Là một tử bản nhân mới nhất nói được thông. Kể từ đó, một tử rốt cuộc có bao nhiêu thân gia liền thành một vấn đề. Năm đó báo chí thượng chỉ nói hắn bị lâm gia một phen lửa đốt thành than cốc, căn bản không ai suy đoán hắn tồn tại. Bởi vì, lâm gia xưng bá 30 năm, quả thực là địa phương diêm vương lão gia. Kêu ai canh ba chết, Người nọ không có khả năng sống đến canh năm thiên. Không chỉ có người ngoài không hoài nghi quá một tử chết, sợ là lâm gia đều chưa bao giờ hoài nghi. Cho nên cũng liền không ai đem hắn cùng một khắc sự kiện nhất lên quan hệ. Lúc ấy, toàn bộ cảng thành có thể nói là động đất. Bởi vì tứ hợp hội trung tâm nhân viên bị trảo, lại nháo ra lâm gia cất chứa các loại đồ cất giữ tài vật bí mật địa điểm bị phá sự. Toàn bộ tứ hợp hội người đều tưởng mặt khác bang phái liên hợp kém lão nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đặc biệt là vài dạng kim cương trang sức xuất hiện ở cùng mặt khác ban phái thành viên có quan hệ nữ nhân thượng trên thị trường còn chảy ra một đám đồ cổ sau cái này cách nói đã bị chứng thực mà nghe nói lâm gia cất chứa mấy thứ này địa phương phi thường bí ẩn mật thất liền ước chừng có tám gian tự nhiên đây đều là cảng môi công bố mà cảng môi từ trước đến nay khoa trương dùng từ kỳ ba lệ tuệ tâm đoán tám gian đại khái không có khả năng bất quá lâm gia mặt sau mấy năm nổi điên cùng mặt khác bang phái càng đấu càng tàn nhẫn, biến tướng thuyết minh hắn đích xác tổn thất thật lớn. Một tử năm đó kiếp nổ cảnh sát cùng tứ hợp hội đấu tranh, còn hiệu ứng bương bướng làm đến cản thành mấy đại bang phái đấu sống đấu chết, kia hắn có hay không khả năng cũng ở lâm gia nửa đời người trân quý phân ly canh. Bởi vì trừ bỏ lâm gia bản nhân, ai cũng không biết cụ thể tổn thất cái gì. Chi của người đều cất giấu, này tự nhiên thành một món nợ hồ đồ. Hắn hoàn toàn có khả năng là lợi dụng mọi người tâm thái lợi dụng tin tức giang không bình đẳng nếu không trong vòng mà mấy năm trước càng phong bế trạng thái lẽ loi một mình hắn như thế nào làm giàu nghĩ vậy nhi lệ tuệ tâm trong lòng đột nhiên cả kinh tổng cảm thấy càng suy tư càng tiếp cận nguy hiểm nàng làm chính mình chạy nhanh đình chỉ mặc kệ điểm dạng hiện giờ không có một tử chỉ có ký hòa bắc mà ký hòa bắc hiện giờ là nàng lão bản đại gia là một cái trên thuyền châu chấu nếu một tử nuốt lâm da đồ vật như vậy mấy năm xuống dưới lấy hắn tâm cơ thủ đoạn hẳn là đã sớm đem kia phê tài vật xử lý thỏa đáng quan trọng nhất chính là lâm gia hiện giờ phân thân thiếu phương pháp nào có không chạy nội địa bắt được một tử đâu năm đó một tử có thể làm hắn hiện giờ một cái đang độ tuổi xuân một cái đã già rồi liền tính lâm gia tới nội địa chưa chắc có thể làm đến quá một tử tâm tư như thế kín đáo người không có khả năng trở lại nội địa liền thành cừu mà trên thực tế lâm gia cùng ngày mới vừa bị khí ngất xỉu còn đâu thâm thị thủ hạ liên hệ không thường, thật vất vả lấy tiền gõ khai mổ khu cục công an nội tuyến trước một giây. Gọi điện thoại giảng trung ương tới đặc biệt tiểu tổ. Sau một giây cũng liên hệ không thường. Không cần phải nói, bị khống chế. Ngay sau đó, chính mình phái ra đi hỏi thăm tình huống người vừa qua khỏi quan, đã bị bắt vừa vặn. Lâm Gia Minh Bạch, đây là nội địa phương diện cho hắn cảnh cáo, cũng là cho ý đồ ở nội địa làm tam làm bốn mặt khác ban phái cảnh cáo. Rốt cuộc, trước mắt trở về thời gian còn chưa tới, cảng thành trên danh nghĩa vẫn là ở người Anh trong tay. Nội địa muốn đến cảng thành bắt người cần thiết đến cùng cảng Anh chính phủ xin hợp tác. Mà cảng thành hiện giờ xã hội đen thế lực ác quá nhà nước lực lượng, nội địa công an nếu là tới rồi cảng thành, đó chính là cường long không ác địa đầu xà. Làm quyết sách người lại không ngốc, như thế nào sẽ chủ động nhảy vào cảng thành cái này lốc xoáy đâu. Vì thế lựa chọn giết gà dọa khỉ, trước đem sở hữu vói vào nội địa móng vuốt tất cả đều chém rớt lâm gia đúng là suy nghĩ cẩn thận điểm này mới bị tức giận đến thiếu chút nữa chảy máu não phải biết rằng nội địa cái kia tuyến mỗi năm cho hắn cung cấp tài chính cao tới mấy cái trăm triệu đặc biệt là ma túy là tài chính đầu to hiện tại không thể hiểu được một chút tin tức cũng chưa lậu ra tới liền phế đi còn có bị trảo kia nhóm người bọn họ có thể hay không thổ lộ càng nhiều có thể hay không trở về sau nội địa chính phủ tiếp quản cản thành sau lại cùng chính mình thu sau tính sổ cá nhân lại ngưu ban phái lại ngưu tới rồi bộ máy quốc gia trước mặt đều là voi dưới chân con kiến a à hổ a à, ta xem chúng ta vẫn là trước rời đi cản thành một đoạn thời gian đi lâm gia cảm xúc bằng phản sau nhanh chóng quyết định muốn ly cản nhị đương gia hổ gia lại cảm thấy hắn quá mức cẩn thận đại ca ngươi có phải hay không lo lắng quá mức phát không trách chúng lạc lại không phải chỉ có chúng ta làm cái này sinh ý tan bưu bọn họ không cũng giống nhau trừ bỏ nội địa sinh ý ở tiếp tục đại gia mấy năm nay ở cảng thành chính là chính thức nộp thuế nhà giàu liền tính nội địa tiếp quản cảng thành cũng không hảo một chút đem chúng ta đều xóa sạch đi khi cảng thành kinh tế đến suy sụp một nửa yên tâm người ở thanh sơn ở nội địa không được vậy chuyển dời đến phụ cận kia mấy cái tiểu quốc gia chính là lâm gia mặt âm trầm không đơn giản như vậy hổ gia cũng đau lòng ào ào tiền mặt này không phải làm bất quá sao khi chỉ có thể nghĩ thoáng chút mặc kệ đơn giản không đơn giản dù sao không đi ngoại quốc nào có nhà mình ngốc đến thoải mái hổ gia thái độ kiên quyết ta cho dù chết đều không làm khách chết tha hương quỷ trên đường sợ cái gì chết a à. trước khi chết liền phải hưởng thụ cái bổn đã chết cũng không lỗ lâm gia lại không muốn chết đại lão đương lâu rồi so với người bình thường càng thêm tích mệnh hắn bình tĩnh nhìn hổ gia a à hổ ngươi xác định không cùng ta một đạo đi hổ gia xua tay thập phần tự phụ Đại ca ngươi đi đi, ta lưu lại giải quyết cốt hậu quả. Lâm gia thật sâu nhìn hắn một cái, lão mà di cây ánh mắt phá lệ sâu thẳm. Sau một lúc lâu. Hảo huynh đệ, kiếp sau chúng ta vẫn là huynh đệ. Cảnh lão nhị gần đây rất đắc ý. Thông qua lợi dụng các lão sư ý thức trách nhiệm, thật kêu hắn phát hiện mấy cái lại bần cùng lại mỹ mạo tiểu cô nương. Tuy nói sao không được tùng kỳ như vậy làm người vừa thấy liền khó quên. Nhưng dạy dỗ dạy dỗ, cũng là hàng thượng đẳng hắn tính toán trở về liền làm một cái bán đấu giá party. Nhìn xem có thể đánh ra bao nhiêu tiền. Ở bán đấu giá trước, tốt nhất vẫn là đem các nàng đưa đến đặt huấn ban, huấn luyện huấn luyện. Nào đó đại nhân vật chính là có một ít đặc thù đam mê. Như thế đã có thể kiếm ra thịt tiền, lại có thể chấp nối, một công đôi việc. Hắn tưởng chính cao hứng. hồn nhiên không biết đã bị trộn da, thâm thị toàn bộ màu đen sản nghiệp liên đều ở bị dọn dẹp trung. Ngay cả thật vất vả đắc thượng mấy bính ô dù cũng đều ngã xuống đặc biệt điều tra tổ lôi đình thủ đoạn dưới. Hiện giờ, có thể định hắn tội chứng cứ chồng chất như núi. Cảnh lão nhị hừ tiểu khúc, chậm rì rì lên lầu. Hắn mua hậu thiên vé máy bay, tính toán đi về trước. Khi mấy cá nhân viên công tác lại bồi mặt khác, công nhân ngồi xe lửa đến thâm thị. Bởi vậy, cho dù có người ý thức được có vấn đề, cũng không đến mức trước tiên liền tra được trên người hắn. Mà dựa theo lệ thường, này đó nam hài nữ hài bị đã lừa gạt đi sau, hắn sẽ định kỳ lấy ra bọn họ kiếm được gia thịt tiền một bộ phận nhỏ gửi hồi nhà bọn họ. Quá thượng 3 bốn năm, tiền lương liền không cần gửi. Đại đa số gia đình đều sẽ cho rằng hài tử cánh ngạnh, không nghĩ cấp trong nhà làm cống hiến, cố ý không cùng trong nhà liên hệ. Hùng hùng hổ hổ vài câu cũng liền kết thúc. Cho dù có người hoài nghi, lựa chọn báo nguy, cô nương tiểu tử manh mối cũng đã sớm đã không có. Đại bộ phận chỉ có thể định vì mất tích như vậy ví dụ quá nhiều, cảnh lão nhị đã sớm nhìn quen. Mà nhiều năm như vậy xuôi gió xuôi nước kêu hắn tự tin quá mức. Hoàn toàn không nhận thấy được này nửa tháng tới chung quanh tùy thời đều có cảnh sát. Thậm chí không phải một đội, động bất động chính là hai ba đội người. Vì thế, cảnh lão nhị liền không muốn hết hy vọng. Tưởng ở hồi thâm thị trước lại cùng Tùng Kỳ nghiêm túc nói một lần, mới lại tới nửa tứ trung tỷ tỷ gia. Này trận hắn cùng tiểu chất nữ liêu quá, cũng cùng chung quanh người hỏi thăm quá biết lầu một tùng kỳ là cái chụp tiểu quảng cáo nhưng không thế nào nổi danh tiểu minh tinh thứ hắn nói thẳng loại này có minh tinh mộng cô nương nhất xuẩn nhất không thực tế cũng tốt nhất hống tự cao mạo mỹ chỉ cần nói cho nàng ngươi có thể cho nàng khai điện ảnh có thể làm nàng bị cả nước nhân dân nhìn đến có thể làm nàng hồng nàng liền sẽ gấp không chờ nổi chui vào bộ nhi như vậy bước vào khu đèn đỏ xinh đẹp xuẩn cô nương nàng không phải cái thứ nhất cũng không phải là cuối cùng một cái. Cảnh lão nhị là ông nhất định có thể thành hảo tâm tình đi vào tỷ tỷ gia. Hắn không phát hiện, hắn mới vừa thượng lầu ba không lâu, toàn bộ tứ trung giáo công nhân viên chức tiểu khu đã bị vây quanh. Trong viện nói chuyện phím hộ gia đình, chơi đùa hài tử đều ở mờ mịt khiếp sợ trung bị khuyên về nhà trung hoặc là đến tiểu khu bên ngoài chờ đợi. Công an đối bình thường thị dân uy hiếp lực vẫn là rất lớn. Toàn bộ trong quá trình đại gia ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, đều an an tĩnh tĩnh chỉ tốn 2 phút, toàn bộ tiểu khu liền thanh tràn xong. Mà chính là như vậy không khéo, hôm nay khúc miêu miêu cũng vừa lúc trở về nhà mẹ đẻ. Lần trước bởi vì cảnh sát tới cửa hỏi nàng cảnh lão nhị sự, khúc miêu miêu đã nhiều ngày đều qua ở trong phòng, không như thế nào ra cửa. Nàng lo lắng cảnh sát phái người giám thị chính mình. Sợ cảnh sát cho rằng nàng cùng cảnh lão nhị có cái gì liên quan, ngay cả dự định muốn mua phòng kia mấy vạn đồng tiền cũng chưa dám động. Đảo không phải nàng không nghĩ động, mà là lục thành nhắc nhở nàng nếu cảnh lão nhị thật bị tra ra vấn đề này bút khoản tiền làm tiền tham ô tất nhiên phải bị truy hồi phòng ở mua cũng là bạch mua đến lúc đó hoặc là phòng ở bị cưỡng chế nộp của phi pháp hoặc là lấy tiền mà 6 vạn sáu chính là bọn họ trước mắt lấy không ra số lượng nếu dơ khoản còn không thượng lại bị trương dương mở ra còn sẽ liên lụy đến mới vừa khởi bước không đứng vững gót chân công ty công ty cùng một bộ phòng khúc miêu miêu đương nhiên tuyển công ty cái này kim gà mẫu chỉ là trải qua chuyện này nàng liền phát hiện lục thành so với phía trước cường thế rất nhiều thậm chí có chút nói một không hai loại này cường thế làm nàng thực xa lạ nàng nhịn không được tưởng chẳng lẽ đính hôn cho người ta thay đổi lớn như vậy sao rõ ràng trước kia tuy cũng có không thể hiểu được kiên trì nhưng tổng thể là cái ôn hòa người a khúc miêu miêu dù sao không nghĩ tới lục thành trọng sinh khả năng ở nàng logic đời trước lục thành duy ái tùng kỳ lại như vậy ôm văn nho nhã cùng bất luận kẻ nào nói chuyện đều nho nhã lễ độ từ từ kể ra nếu thật trọng sinh khẳng định sẽ không theo nàng sinh hoạt cũng sẽ không như vậy chờ mong trong bụng hài tử hắn nhất định sẽ quay đầu một lần nữa theo đuổi tùng kỳ rốt cuộc đó là hắn ái cả đời nữ nhân hai người lại có một cái như vậy thông minh hài tử nếu hắn là đời trước lục thành có cái gì lý do từ bỏ tùng kỳ đâu nhưng đáng tiếc vừa lúc nhất không có khả năng mới là sự thật chân tướng. Mà khúc miêu miêu lại không có một tia cảnh giác. Ở lục thành cố tình bày ra ôm nhu bẫy rập, ngược lại càng lúng càng sâu, trong bất tri bất giác, càng ngày càng nghe hắn nói. Vì thế, lục thành kêu nàng về nhà thông tri ba mẹ đừng nhúc nhích cửu cửu cấp sổ tiết kiệm, miễn cho liên lụy tiến vào sau ảnh hưởng đến nhà mình ảnh hưởng đến nhi tử, nàng liền tới rồi. Cửu cửu, sao ngươi lại tới đây? Khúc miêu miêu mở cửa, nhìn đến ngoài cửa cảnh lão nhị, kinh ngạc không thôi. Như thế nào, ta không thể có a. À. Cảnh lão nhị mặt trầm xuống, hảo tâm tình bị đại chất nữ chất vấn hủy hoại cái sạch sẽ. Không phải, ta chính là quá kinh ngạc. Khúc Miêu Miêu trong đầu lộn xộn, đều đã qua đi hơn 10 ngày, cảnh sát vì cái gì còn không có trảo hắn? Chẳng lẽ là chứng cứ không đủ? Có thể hay không đời trước cũng là vì chứng cứ không đủ buông tha hắn, mới có thể ở 10 năm sau xa lưới. Nói như vậy, kia tiền nghĩ đến phá bỏ di dời bồi phó phòng ở, khúc miêu miêu đối này bút tiền biếu vẫn như cũ tồn may mắn. Nàng nhịn không được ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng cửu cửu dựa theo đời trước thời gian tuyến bị trảo. Nhưng mà hy vọng luôn là không như mong muốn. Cảnh nhị cửu mới vừa ngồi xuống, một chén nước chưa uống xong, môn lại bị gõ vang lên. Trong phòng ba người cũng chưa để ý, tưởng hàng xóm mượn nước tương mượn cái kia gì đó. Kết quả khúc miêu miêu lôi kéo mở cửa, ngoài cửa đứng bốn cái súng vác vai, đạn lên nòng cảnh sát nhân dân. Nàng ngốc tại tại chỗ. Đại não trống rỗng. Còn không có hoàng hồn đâu, cảnh nhị cửu đã như điều chết cẩu bị ấn ở trên mặt đất. Mười năm sau trong tin tức cái kia lệnh người ghê tổng thống hận lại sợ hãi sợ hãi bọn buôn người tiểu đầu mục, rời đi thâm thị thế nhưng không có một chút năng lực phản kháng. Lúc trước ở trong tin tức hắn còn dám kêu gào có biết hay không ta là ai người, sau lưng đại lão bản là ai, các ngươi dám làm ta, ta lão bản sẽ không buông tha các ngươi hiện giờ gương mặt bị hung hăng ấn ở mặt đất ấn đến biến hình thế nhưng chỉ dám nói làm mị bắt ta ta phạm vào mị sự a à, cảnh sát đại ca ta chính là cái bình thường người làm ăn các ngươi nhất định phải điều tra rõ a à, không cần oan uổng ta a à. cảnh hữu cầm nghe được xa lạ tiếng quảng đông trên mặt một mảnh mờ mịt kỷ lý quan quát rốt cuộc đang nói cái gì nhưng thường kinh nghiệp là một người lão luyện công an hiển nhiên không tính toán cùng kẻ phạm tội tác pháo đừng nói tiếng quảng đông đổi thành ngoại quốc lời nói cũng chiếu trảo không lầm ý bảo cấp dưới đem người khảo thượng đẩy liền phải xuống lầu công an đồng chí đây là đây là có chuyện gì a à? cảnh hữu cầm vẫn là ngốc cảnh hữu long bị nghi ngờ có liên quan ác liệt phạm tội hành vi hai người các ngươi làm thân thuộc cũng được đến trong cuộc làm phân ghi chép một khối đi thôi a à. chúng ta cũng phải đi công an đồng chí mặc kệ hắn làm cái gì chúng ta đều là không hiểu rõ thật nhiều năm không liên hệ năm nay mới liên hệ thượng công an đồng chí có cái gì các ngươi liền ở chỗ này vấn an không tốt ta bảo đảm chỉ cần ta biết đến ta đều nói cho các ngươi có thể hay không không đi cục công an cảnh hữu cầm có tỷ đệ tình nhưng cũng không nhiều lắm này nếu là đi theo xe cảnh sát đến cục công an còn không được một dây truyền thành nàng là kẻ phạm tội a à. cái này kêu mặt nàng hướng nào phóng thường kinh nghiệp kéo ra cảnh hữu cầm tay hiềm nghi người ở nhà các ngươi bị trảo mặc kệ ngươi có đi hay không trong cục mặt trái ảnh hưởng đều là tồn tại đương nhiên nếu ngươi mãnh liệt yêu cầu ghi chép ở trong nhà làm cũng có thể trên nguyên tắc giảng làm ghi chép cũng không yêu cầu nhất định đến ở cục công an chỉ cần hai cái công an ở đây không có người ngoài là được khúc miêu miêu giữ chặt cảnh hữu cầm lắc đầu tính mẹ vẫn là đi một chuyến đi đi lại trở về không phải càng thêm có thể chứng minh chúng ta một nhà trong sạch sao làm xong ghi chép nàng liền trực tiếp từ cục công an hồi chính mình ra, miễn cho đối mặt trong lâu thúc thúc A-di khác thường ánh mắt. Trong nhà ra tội phạm, đặt ở thời đại nào đều là ảnh hưởng phi thường hư một sự kiện. Khúc miêu miêu tự nhiên là có thể trốn rất xa liền trốn rất xa. Cảnh hữu cầm lúc này hoang mang lo sợ, đầu thắt. Đại khuê nữ như vậy một giảng, nàng liền lẩm bẩm ứng, cũng đối cũng đúng, ai, ngươi nói ngươi cửu cửu rốt cuộc làm gì thiếu đạo đức sự nha, còn liên lụy đến trên đầu chúng ta, ai, ta đây là tạo cái gì nghiệt? Khúc miêu miêu tâm tình cũng thực nóng nảy. Vô tâm tình trấn an thân mụ, chỉ là kéo nàng đi theo thường công an phía sau xuống lầu. Đi đến lầu một khi, trong tiểu khu cái này điểm ở nhà hàng xóm nhóm đã từ trong nhà ra tới. Mồm năm miệng mười hỏi. Lão cảnh, ngươi đệ đệ phạm chuyện gì? Này trận trường, có điểm dọa người Nga. Chỉ là tiểu khu cửa liền ngừng bốn chiếc xe cảnh sát, từ trường học giao lộ đến bên này đều kéo cảnh giới tuyến thậm chí tiểu khu đình viện mấy cây thượng đều ngồi sổ người. Này cũng không phải là bắt ăn trộn tiểu sờ đãi ngộ. Này cao thấp cũng đến là cái giết người phạm đi. Tưởng tượng đến người này khả năng giết qua người, lúc trước còn cùng đại gia bãi quá vài lần nói chuyện, lúc này mọi người trong lòng cảm thấy nghĩ lại mà sợ. Sợn tóc gáy a. À. Ngươi cùng Miêu Miêu vì sao tử cũng phải đi cục công an đâu. Có phải hay không các ngươi biết chút cái gì. Vậy không trượng nghĩa, một cái lâu vài thập niên hàng xóm ngươi như thế nào không cùng mọi người toàn bộ khí đâu chính là ai da như vậy nguy hiểm người ở chúng ta tiểu khu ra ra vào vào ngẫm lại ta nổi da gà đều ra tới lão cảnh các ngươi toàn gia không đạo nghĩa a à. cảnh hữu cầm quả thực là người câm ăn hoàng liên có khổ nói không nên lời chỉ có thể cười làm lành nói ta thật sự cái gì cũng không biết a à, chờ từ cục công an trở về ta lại hảo hảo cùng mọi người giải thích hiện tại đi trước làm ghi chép Khúc miêu miêu còn lại là vùi đầu hướng phía trước đi. Trên mặt nàng nóng rát. Cứ việc đại gia lời nói không tính thực quá mức, nhưng tội phạm thân thích mấy chữ vẫn là gọi người không được tự nhiên, đốn giác không mặt mũi gặp người. Thiên ở nàng cảm thấy chính mình nhất không mặt mũi thời điểm, còn gặp được vừa vặn về nhà tùng kỳ. Một cái quẩn nhiên cúi đầu, một cái diễn quan bắn ra bốn phía. Khúc miêu miêu cảm thấy mặt càng thiêu. Tùng kỳ lại không bỏ đá xuống giếng tới cười nhạo nàng, chỉ là nhìn thoáng qua, lại quay đầu lại hướng cửa xe cảnh sát liếc liếc đại khái có thể liếc đến bị khảo đến chặt chẽ cảnh lão nhị nàng hai mắt sáng lên trong lòng tiểu nhân tại chỗ hoang hô hận không thể lấy cái loa hô to ở ác gặp dữ bất quá tùng kỳ có chừng mực biết ẩn sâu công cùng danh cốt nhất cả đời không cho người biết ký hòa bắt làm gì rốt cuộc ai biết cảnh lão nhị còn có hay không khác đồng lõa đâu này đó bọn buôn người tán tận thiên lương ác sự làm tận có thể từ các nơi lừa bán dân cư liền nhất định có nhiều đếm không xuể hạ tuyến. Muốn đem bọn họ hoàn toàn quét sạch sẽ là một kiện phi thường chuyện khó khăn. Đoạn người tài lộ lại không khác giết người cha mẹ, vạn nhất có cùng đường bí lối đồ để tìm tới môn cùng bọn họ đồng quy vu tận làm sao bây giờ. Vì thế, Tùng Kỳ lập tức lấy ra trước mắt nhất tinh vi kỹ thuật diễn. Tung tăng tiến đến ly chính mình gần nhất Trần Nải Nải bên người. Một bộ ăn dưa quần chúng bộ dáng, Trần Nải Nải, cảnh A-di bọn họ làm sao vậy? trong xe trảo ai a thấy không rõ, không phải là khúc lão sư đi. Khúc lão sư mỗi ngày ở trường học tiểu khu 2 điểm một đường, có thể phạm chuyện gì đâu. Trần nải nải một khang nói hết dục chính không chỗ phát tiết. Bởi vì mọi người đều biết đến không sai biệt lắm, có thể liêu chính là cảnh lão nhị rốt cuộc làm gì. Nhưng hiện tại tới cái mới vừa về nhà cái gì đều không rõ ràng lắm tùng kỳ, nàng lập tức trọng nhặt chia sẻ bác quái vui sướng. Ai nha, đương nhiên không có khả năng là khúc lão sư sao. Tùng kỳ nghe vậy, giả vờ nhẹ nhàng thở ra. Còn vỗ nhẹ nhẹ hạ ngực, vậy là tốt rồi, ta cũng cảm thấy khúc lão sư như vậy thành thật người không có khả năng trái pháp luật phạm tội. Nhưng không phải khúc lão sư, là cái nào liệt? Chẳng lẽ là cảnh A-di đệ đệ A? Chính là hắn. A, à, thiên nột, hắn trả lại cho chúng ta mọi người tặng quả táo, thật là không thể trong mặt mà bắt hình dong đâu. Cũng không phải là sao, ta hiện tại gáy còn lạnh cả người đâu. Khi hắn rốt cuộc làm cái gì, lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy công an xúc động đâu chờ cảnh hữu cầm mẹ con trở về hỏi một câu sẽ biết sao cũng là xe cảnh sát khai đi toàn bộ tiểu khu lâm vào ồn ào suy đoán chung tùng kỳ không về nhà mà là từ chúng cùng đại gia tụ tập thảo luận tuy rằng nàng đã sớm biết chân tướng nhưng không thể biểu hiện đến quá đột ngột cũng đi theo nói hưu nói vượng cung cấp vài cái thái quá suy đoán chờ cảnh hữu cầm trở về đã là mặt như thái sắc mất mặt kêu nàng cáo giận, ném tiền, đó là thật thật tại tại đào nàng tâm can A. À. Cứ việc nàng cắn chết không thừa nhận kia số tiền là đệ đệ cấp, nhưng cục công an thế nhưng điều lão khúc mấy năm nay tiền lương đơn. Còn tra được mấy năm trước giáo công nhân viên chức ký túc xá từ công sửa tư, trường học làm bổ một bộ phận phòng khoảng nhà dưới bổn khi nhà mình cùng trong lâu vài cái hàng xóm mượn qua tiền sự. Vật chứng, lời chứng cho nhau xác minh, cục công an kết luận sổ tiết kiệm không phải thuộc về nàng, nếu không phải cảnh lão nhị tặng cùng, vậy muốn nàng công đạo minh bạch sổ tiết kiệm là của ai, hay không đề cập trộm đạo. Cảnh hữu cầm bị như vậy một hù, tay chân nhũng ra, tức khắc cái gì đều công đạo. Nàng 10 vạn không giữ được, khúc miêu miêu đỉnh đầu 6 vạn 6 bị truy hồi càng là không hề trì hoãn. Không có tiền nơi tay, nàng trong lòng liền vắng vẻ. Nghĩ đến đời trước tùng kỳ, nàng âm thầm thề chính mình tuyệt đối không thể trở thành cùng xã hội tách rời gia đình bà chủ. Vì thế lại lần nữa đưa ra muốn vào công ty hỗ trợ cái này liền đến viên lục thành đau đầu. Này đó Tùng Kỳ cũng không biết, đã biết nàng đại khái lại muốn vui sướng khi người gặp họa hát vang hai khúc. Cảnh nhị cửu xa lưới sau, nàng cùng ký hòa bắt hai người lặp lại cùng thiết kế sư câu thông hảo tinh hải hoa viên trang hoàng phong cách, làm ký hòa bắt nhìn chầm chầm sau. Suốt đêm cùng lệ tuệ tâm chạy đến Tây An thử kính. Đồng hành còn có cùng công ty ba cái nghệ sĩ, một nữ hai nam. Các ngươi hảo, ta là Tùng Kỳ. Ngươi hảo, ta là Thành Thư. Kỳ kỳ tỷ, ta kêu Lục Ngang. Tùng kỳ ngươi hảo, ta kêu Phó Quý Đồng. Lục Ngang nhìn tuổi tác không lớn, 17, 18 tuổi bộ dáng, mắt một mí tiểu soái ca. Phó Quý Đồng tương đối thành thục, ngũ quan ngạnh lãng, thân hình cao lớn, thay cổ trang diễn cái tướng quân tuyệt đối không ai hoài nghi. Bất quá Tùng kỳ nhất cảm thấy hứng thú chính là thành thư. Thành thư người mẫu nhập hành, mặc bộ hình dáng thiên ngạnh lãng cá tính. Nàng so Tùng kỳ còn muốn cao nửa cái đầu, từ xa nhìn lại, Thật thật chính đầu thân mỹ nữ, trừ bỏ ngực chính là chân, Tùng Kỳ đôi mắt đều xem thẳng. Nàng là cái thực ái khen khen người khác người, lại là một cái công ty sao, khen lên liền càng chân thành. Thiên nột, ngươi là Lệ tỷ thường xuyên nói thư thư đi. Ngươi cũng quá xoái đi, ngươi eo có phải hay không không đến 60. Chân còn như vậy trường, thật không hổ là đưa người mẫu người a. Thành thư đừng nhìn tướng mạo rất ngự tỷ, tính cách lại có điểm xả khủng. Đối mặt Tùng Kỳ nhiệt tình, nàng có điểm chân tay luống cuốn, theo bản năng cầu cứu dường như nhìn về phía lệ tuệ tâm. Tùng kỳ ý thức được, vội cách xa nàng một chút, xin lỗi xin lỗi, ta nhìn đến soái ca mỹ nữ liền dễ dàng kích động, có phải hay không dọa đến ngươi? Thành thư lắc đầu, lực hiện cứng đờ cười cười, không có, ta chỉ là không thói quen cùng người giao tiếp. Lệ tuệ tâm cũng rất coi trọng thành thư. Không nghĩ tùng kỳ đối thành thư ấn tượng không tốt, chủ yếu vẫn là sợ nàng phía sau ngồi sổng kia chỉ bên vực người mình hổ nàng vui tươi hớn hở nói, đúng vậy, thư thư tương đối nội hướng, kỳ kỳ ngươi này thường có thể nhiều mang nàng chơi. Lại quay đầu xem thành thư, thư thư, kỳ kỳ người thực tốt, đại gia là một cái công ty đồng sự, bên ngoài các ngươi muốn hỗ trợ lẫn nhau a à, có cái gì không hiểu lắm đều có thể cùng nàng tâm sự. Thành thư là nàng từ một cái xa xôi môn muội sơn thôn đào ra. Núi lớn lưu tại trên người nàng ấn ký quá cường, người mẫu này một hàng đâu nhất yêu cầu chính là tự tin. Thành thư bẩm sinh điều kiện không tồi, nhưng tính tình xác thật không đủ muốn cường lệ tuệ tâm mới nghĩ kêu nàng đến đoàn phim trộn lẫn hổn sửa lại nàng trong xương cốt nội hướng khiếp đảm vừa lúc nàng xả khủng tùng kỳ lại cùng ai đều có thể chơi thực xả ngưu huống chi cùng lão bản nương giao hảo tổng sẽ không làm lỗi lệ tuệ tâm đảo không cảm thấy ý nghĩ của chính mình có sai làm người đại diện lợi dụng hết thảy có thể sử dụng đến tài nguyên đem chúng nó lớn nhất hóa là cơ bản nhất thao tác nhiều phủng ra mấy cái trừ bỏ chính mình trừ tiền thuê, kiếm càng nhiều kỳ thật là công ty. Nếu không phải sợ không chuẩn ký hòa bắt dấu dến chính mình lão bản dụng ý, nàng đều có thể đem việc này nằm xoài trên tùng kỳ trước mặt nói. Rốt cuộc nàng là lão bản nương. Lão bản nương chiếu cố thủ hạ nghệ sĩ là thực bình thường bất quá sự. Nàng tin tưởng tùng kỳ cũng sẽ không cự tuyệt. Nhưng, này không phải sợ ký hòa bắt tưởng cấp tùng kỳ một kinh hỷ, muốn cho nàng chính mình phát hiện sao. Vậy không thể chọc thủng mà Tùng Kỳ xác thật không thèm để ý cái này, chỉ cần đối phương hảo ở chung không có gì ý xấu, nàng cũng thực hảo ở chung. Sảng khoái nói, đúng vậy, nhằm chán có thể tìm ta nói chuyện phiếm, nếu ta cũng không hiểu, khi chúng ta liền đi tìm cái hiểu hỏi. Lời này vừa lúc chọc trúng thành thư mẫn cảm bất an tâm. Nhìn Tùng Kỳ sáng lạng tươi cười, nàng có trong nháy mắt thất thần. Hơn nữa đối lệ tuệ tâm tín nhiệm. Lệ tuệ tâm khen không thôi Tùng Kỳ, kỳ thật nàng nội tâm là tưởng nhận thức thành thư nhịn không được tưởng có phải hay không nhiều cùng nàng trò chuyện chính mình cũng có thể giống nàng giống nhau tự tin đâu tùng kỳ kỳ có thể hô lên đối phương nickname, nêm thành thư phản phất có một chút dũng khí nàng thật sự rất tò mò nếu có người cười nhạo ngươi này cũng không hiểu kia cũng không hiểu ngươi có thể hay không có thể hay không tự ti đâu cuối cùng hai chữ nàng nói không nên lời tùng kỳ lại lĩnh hội tới rồi nàng nhướng mày Tự tin Trương Dương nói, tự ti sao? Ta sẽ không nha. Ta cũng có rất nhiều ưu điểm, ta sẽ người khác chưa chắc sẽ, khi người khác sẽ ta sẽ không cũng thực bình thường, tựa như ngươi, khẳng định cũng có chính mình sẽ mà ta sẽ không, không phải sao? Nếu có người chê ngươi không hiểu A, vậy ngươi liền đồng dạng ngại nàng không hiểu B, nếu nàng nói A so B cao cấp, vậy ngươi liền nói nàng nhân cách cấp thấp, thấp. Giảng đạo lý sao, có miệng là được. Thành thư. Còn có thể như vậy sao? nhằm chán chờ đăng ký mặt khác ba hoặc là trợn mắt há hốc mồm, hoặc là như suy tư gì. Nghiêm túc tưởng tượng, lời này rất có đạo lý a. À? Tất cả mọi người có điều chiều dài sở đoạn, đại gia nên làm là dương trường tị đoạn. Mà không phải để tâm vào chuyện vụn vặt lấy chính mình khuyết điểm cùng người khác sở trường so. Sau đó bởi vì so bất quá, cả người lâm vào chán ngán thất vọng, mặt xám mày cho trạng thái. Trong đó phó quý đồng cảm khái sâu nhất, nghe vậy thế nhưng rộng mở thông suốt ngẫm lại lúc trước người xem truyền thông đều ghét bỏ hắn là bơ tiểu sinh hắn lại loát thiết lại phơi hắc hiện tại nhưng thật ra con người rắn rỏi rồi lại so bất quá đánh võ xuất thân con người rắn rỏi nhóm chỉ có thể lâm vào lúng ta lúng túng trạng thái chính mình lúc trước nếu là có tốt như vậy tâm thái bất quá từ hiện tại tiếp nhận chính mình tự hồ cũng không chậm